Trịnh Hải cười, đương nhiên là của cô rồi. Nếu có thể động viên con gái gả cho con trai tôi, tôi tặng cho cô một món quà 30 tỷ nữa, thế nào? Trịnh Hải nói, lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm tiền gửi 30 tỷ và đặt nó trước mặt Trương Lan Phượng. Đây đều là ý tưởng của Trịnh Hiếu Phong, thằng nhóc này đã nhận ra chỉ cần có đủ tiền, Trương Lan Phượng nhất định sẽ bị dụ dỗ. Chỉ cần Trương Lan Phượng sẵn sàng giúp đỡ, kế hoạch của anh ta sẽ thành công, và Lâm Ngọc An sẽ không thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh ta. Trương Lan Phượng không chống lại được sự hấp dẫn của đồng tiền, và lại bà ta luôn nghĩ Trịnh Hiếu Phong rất tốt. Tuy nói cậu chủ Hoàng ở Hà Nội là ứng cử viên sáng giá nhất, nhưng bà ta chưa từng thấy cậu chủ Hoàng xuất hiện, tiền bạc trước mặt dù lớn hay nhỏ thì vẫn thực tế hơn. Nghĩ đến đây, Trương Lan Phượng kích động. Chủ tịch Trịnh, tôi phải làm thế nào thì Ngọc An mới cam tâm tình nguyện bằng lòng ở cùng với Hiếu Phong. Trương Lan Phượng nhìn Trịnh Hải đầy mong đợi. Ha ha, dĩ yên tâm đi, cháu đã tìm ra cách rồi. Trịnh Hiếu Phong cười đắc thắng. Nhìn thấy dáng vẻ chắc chắn như vậy của Trịnh Hiếu Phong, tỉnh thần Trương Lan Phượng cũng rất hăng hái. Nếu Trịnh Hiếu Phong thật sự có cách khiến Lâm Ngọc An bằng lòng, Trương Lan Phượng tự nhiên không nói, dù sao thì Trịnh Hiếu Phong cũng là nhà giàu như vậy. Quan trọng nhất là 30 tỷ mà Trịnh Hải đã hứa, số tiết kiệm ở trước mặt, chỉ cần làm xong việc này 30 tỷ sẽ vào túi Trương Lan Phượng. Vậy thì nói cho dì biết, dì có thể làm gì. Cậu chủ trịnh, dì nói với con, con gái dì tính khí rất thất thường, nhưng không dễ dãi như con nói đâu. Trương Lan Phượng nhìn Trịnh Hiếu Phong háo hức và nói. Trịnh Hiếu Phong cười và nói với Trương Lan Phượng, đừng lo lắng, dì, Ngọc An và con là bạn cùng lớp. Thực tế, mối quan hệ của chúng con luôn rất tốt. Thật sao? nhưng dì nghĩ ngọc an dường như không quá thân thiết với con trương lan phượng cong môi bà ta không phải mù từ lâu đã thấy con gái của mình thấy trịnh hiếu phong phiền phức hai đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi ngọc an không thể luôn thân thiết với con trước mặt thằng phế vật hoàng thiên đúng không trịnh hiếu phong khiến trương lan phượng hiểu ra sau đó mỉm cười dì à đừng lo lắng chỉ cần dì tạo cơ hội cho con và ngọc an ở một mình con nhất định sẽ khiến ngọc an đồng ý ở bên con lập tức ly hôn với Hoàng Thiên. Trương Lan Phượng nhìn Trịnh Hiếu Phong, thấy anh ta tự tin như vậy, Trương Lan Phượng trong lòng cũng có chút sáng suốt. Nhìn lại cuốn sổ tiết kiệm trên bàn cà phê, đây là 30 tỷ đó. Trương Lan Phượng cuối cùng cũng không cưỡng lại được sự cám dỗ, nói với Trịnh Hiếu Phong, được rồi cậu chủ trịnh, gì sẽ cho con cơ hội này, nếu con có khả năng để Ngọc An nói chuyện với con, vậy gì không có gì để nói ở đây. Cảm ơn gì. Khi nào có thời gian con sẽ bảo cha con mời gì đi ăn tôi, con sẽ nói chuyện với Ngọc An một mình ở nhà, thế nào? Trịnh Hiếu Phong Trương Lan Phượng buồn cười, vỗ vỗ vai Trịnh Hiếu Phong, cậu chủ trịnh, con không được bắt nạt con gái gì. Nếu nó không đồng ý thì thôi, cứ coi như không có chuyện gì. Đừng lo lắng, con yêu Ngọc An rất nhiều, làm sao con có thể bắt nạt cô ấy? Trịnh Hiếu Phong cười khổ. Trương Lan Phượng lấy điện thoại di động ra gọi cho Lâm Ngọc An, Yêu cầu Lâm Ngọc An về nhà một mình, không được đưa Hoàng Thiên vào nhà. Sau khi thực hiện cuộc gọi này, Trịnh Hiếu Phong gần như quá phấn khích đến mức không thể kiềm chế được, anh ta đã có kế hoạch và chắc chắn có thể có được Lâm Ngọc An ngày hôm nay. Trương Lan Phượng cũng bị 30 tỷ lóa mắt, bà ta không ngờ Trịnh Hiếu Phong lại táo tợn và liều lĩnh như vậy, bà ta nghĩ rằng Trịnh Hiếu Phong chỉ muốn nói chuyện với Lâm Ngọc An. Nói chuyện là tốt nhất, nếu cuộc nói chuyện thất bại, bà ta không mất gì cả thay vào đó tôi nhận được 10 tỷ. Em gái, chúng ta đi ăn cơm trước đi, chúng ta phải để bọn trẻ có không gian riêng tư. Trịnh Hải cười và mời Trương Lan Phượng ra ngoài ăn. Trương Lan Phượng lấy của người ta 10 tỷ, đương nhiên phải nể mặt người ta, cùng Trịnh Hải sách túi đi ra ngoài. Trịnh Hiếu Phong là người duy nhất còn lại ở nhà. Trịnh Hiếu Phong lúc này trong lòng hưng phấn phát điên, nghĩ đến Lâm Ngọc An nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cuộc có cơ hội lớn anh ta lấy trong cặp ra một lọ thuốc nhỏ màu trắng, là dạng xịt, nhập khẩu từ Mỹ, thuốc khá hiệu nghiệm. Chỉ cần vài lần xịt trong phòng, người phụ nữ hung dữ, đoan trang sẽ chủ động bò lên người anh. Trịnh Hiếu Phong thực sự hận Hoàng Thiên khi thấy rằng mỗi lần của mình chỉ còn có 20 giây. Chết tiệt, tôi sẽ sớm lên giường của anh và để vợ anh phục tùng. Trịnh Hiếu Phong nghiến răng suy nghĩ, sau đó lấy ra một viên thuốc và ăn nó trước. Thời gian không bao lâu, anh ta có lại cảm giác, mấy ngày nay không chơi với phụ nữ, ước chừng hôm nay có thể kéo dài nửa phút. Bây giờ chỉ số hạnh phúc của Trịnh Hiếu Phong phụ thuộc vào vài giây, anh ta cảm thấy hôm nay mình có thể giữ được vài giây hơn bình thường. Đúng lúc này, cửa mở ra, Lâm Ngọc An bước vào phòng khách. Bởi vì Trương Lan Phượng gọi điện thoại tới, giọng của bà rất gấp gáp, Lâm Ngọc An nghĩ rằng có chuyện quan trọng, vì vậy cô nhanh chóng quay lại cô thực sự có nằm mơ cũng không ngờ mẹ mình lại thiếu tin cậy như vậy để trịnh hiếu phong con sói độc ác ở nhà mẹ mẹ đang ở đâu lâm ngọc an gọi và tìm trương lan phượng ở nhà nhưng khi tìm được phòng cô vừa mở cửa đã thấy trịnh hiếu phong với khuôn mặt đỏ bừng thở gấp nhìn thấy trịnh hiếu phong đột nhiên xuất hiện trong phòng lâm ngọc an sợ tới mức tái mặt ái sao anh lại ở đây nhìn vào khuôn mặt của lâm ngọc an và cơ thể đầy đặn và gợi cảm đặc biệt là cặp đùi thon gọn được che bởi chiếc quần đôi mắt của trịnh hiếu phong tràn đầy sự phấn khích nhìn thấy mỹ nữ này cũng được một hai năm rồi trịnh hiếu phong gần như phát điên ngọc an mẹ không có ở nhà bà ấy nhờ anh nói chuyện vui vẻ với em trịnh hiếu phong nuốt nước bọt và nhìn chằm chằm lâm ngọc an một cách thèm thuồng trái tim của lâm ngọc an mạnh mẽ trùng xuống cô có thể thấy rõ ràng rằng trịnh hiếu phong hoàn toàn không có ý tốt tôi không có gì để nói với anh hết lâm ngọc an nói xong liền xoay người chuẩn bị chạy trốn khỏi nơi này trịnh hiếu phong đã chuẩn bị sẵn sàng sao anh ta có thể để lâm ngọc an chạy như thế này anh ta bất ngờ ra tay móng vuốt của trịnh hiếu phong nằm lấy cánh tay của lâm ngọc an và kéo cô vào phòng dầm một tiếng cửa phòng đóng chặt trịnh hiếu phong lợi dụng tình hình liền khóa cửa lại anh làm gì vậy trịnh hiếu phong tôi cảnh cáo anh nếu anh dám động đến tôi tôi sẽ không tha cho anh Lâm Ngọc An vùng vẫy muốn mở cửa, nhưng đã bị Trịnh Hiếu Phong kéo xuống giường. "He he, Ngọc An, cứ chiều ý anh đi. Em ở với tên phế vật Hoàng Thiên kia thì có tương lai gì chứ? Đi theo anh, anh hứa với em sẽ để em ăn sung mặc sướng." Bốp! Lâm Ngọc An tức giận đến mức tát mạnh Trịnh Hiếu Phong. Trịnh Hiếu Phong bị đánh đến mức nổ đom đóm mắt, sừng sốt một chút, không khỏi tức giận, cười nói: "Đánh đi đánh đi, đây là đánh yêu đấy, ha ha." anh cũng quá trơ chến rồi, thả tôi ra. Lâm Ngọc An hét lên, sau đó đánh vào mặt Trịnh Hiếu Phong. Trịnh Hiếu Phong cũng sợ đau, lần này chuẩn bị sẵn sàng, liền bắt lấy cổ tay Lâm Ngọc An một cái. Em nói anh trơ chến, vậy anh sẽ cho em biết thế nào là trơ chến. He he, chiếc giường nhỏ này là của Hoàng Thiên sao? Có lẽ em chưa từng cho Hoàng Thiên đụng vào đúng không? Có lẽ hôm nay cậu chủ đây rất có phúc, có thể làm tình với em trên giường của Hoàng Thiên, ha ha ha. Trịnh Hiếu Phong không thể kiềm chế được nữa, cười một cách dữ tợn, anh ta đè Lâm Ngọc An lên chiếc giường của Hoàng Thiên. Lâm Ngọc An lo lắng đến cả người ướt đẫm mồ hôi, làm sao có sức lực như Trịnh Hiếu Phong được. C cô càng nghĩ càng hiểu ra, tại sao mẹ lại lừa mình. Trong lúc tức giận và lo lắng, đầu gối của Lâm Ngọc An đập vào đúng quần của Trịnh Hiếu Phong. Á Trịnh Hiếu Phong hét lên trong đau đớn và thả Lâm Ngọc An ra. Mẹ kiếp, dám đánh ông đây tôi xem cô bình thường tỏ ra thuần khiết xem lát nữa cô cầu xin tôi rẻ tiền như chó thế nào trịnh hiếu phong nhấp một ngụm cầm lấy bình thuốc nhỏ màu trắng phun vài lần trong phòng lâm ngọc an lập tức ngửi thấy một mùi hương sảng khoái nhưng mùi rất kỳ quái vừa ngửi sẽ khiến bạn choáng váng cơ thể nóng bừng hô hấp cũng gấp gáp hơn rất nhiều không hay rồi lâm ngọc an vẫn chưa hoàn toàn choáng váng vì mùi đó cô biết rằng trịnh hiếu phong chắc chắn đã xịt loại thuốc đó đứng dậy đột ngột lâm ngọc an chỉ muốn trốn thoát nhanh chóng trịnh hiếu phong làm sao có thể để cô đi lúc này anh ta túm tóc cô lôi về phía sau trịnh hiếu phong chắc chắn nên mới dám làm điều này phụ nữ không phải đều như vậy sao đợi đến khi gạo nấu thành cơm rồi cô sẽ rất hưởng thụ hơn nữa lâm ngọc an đáng lẽ vẫn còn gái tơ cậu chủ đây cướp đi lần đầu tiên của cô cô còn không yêu anh ta đến chết trịnh hiếu phong càng nghĩ càng thấy vui kéo lâm ngọc an và ném cô lên giường của hoàng thiên phải ở trên giường của hoàng thiên anh ta mới có cảm giác sung sướng lâm ngọc an vốn đã chóng mặt cô lấy điện thoại ra khi còn đang tỉnh nhìn thấy số của hoàng thiên liền ấn xuống còn dám gọi trịnh hiếu phong ngay lập tức bùng nổ trong cơn tức giận giật lấy điện thoại của lâm ngọc an và đập nó xuống sàn tốt tốt nhưng cuộc gọi vẫn bị ngắt lúc này hoàng thiên đang ngồi trên xe dưới lầu anh muốn đưa Lâm Ngọc An đến biệt thự ven biển để nghỉ ngơi, nhưng Trương Lan Phượng gọi Lâm Ngọc An về nhà nên anh lái xe đến lầu dưới để đợi Ngọc An. Vì không muốn thấy Trương Lan Phượng nên Hoàng Thiên không xuống xe mà để Lâm Ngọc An tự mình xuống lầu. Lúc này, cuộc gọi đến, Hoàng Thiên đã trả lời cuộc gọi. Ngọc An, mẹ tìm em có chuyện gì vậy? Chồng ơi, giúp em với tiếng kêu cứu đau lòng của Lâm Ngọc An phát ra từ chiếc điện thoại. Tiếng kêu cứu chuyển đến quá đột ngột, hoàng thiên không hề chuẩn bị trước chẳng phải ngọc an về nhà sao sao có thể gặp nguy hiểm hoàng thiên cảm thấy đã quá muộn để nghĩ về điều này vì vậy anh vội vàng lên lầu càng nhanh càng tốt dù không còn sống trong ngôi nhà này nhưng anh vẫn có chìa khóa và nhanh chóng mở cửa trịnh hiểu phong thằng khốn này thả tôi ra trong phòng tiếng hét kinh hoàng của tiếng cười ngớ ngẩn của trịnh hiếu phong não hoàng thiên sắp nổ tung chuyện gì thế này sau khi xông vào phòng ngủ cảnh tượng trước mắt khiến cho hoàng thiên muốn giết người trịnh hiếu phong đang ôm eo lâm ngọc an từ phía sau liều mạng đè cô xuống giường nhưng lâm ngọc an đã cố gắng hết sức vùng vẫy cô gần như không thể chống đỡ được nữa a à, mày mày nhìn thấy hoàng thiên đột nhiên xông tới trịnh hiếu phong sửng sốt đầu anh ta lúc này mới bình tĩnh được một chút hoàng thiên lúc này chỉ muốn giết người bốp anh lao tới và đá trịnh hiếu phong xuống đất mẹ kiếp trịnh hiếu phong hét lên cú đá của hoàng thiên gần như làm gấy thắt lưng của anh ta hoàng thiên lâm ngọc an khóc và nhào vào vòng tay của hoàng thiên cô run lên vì sợ hãi hoàng thiên đồ khốn kiếp đúng là biết chọn lúc để về đấy trịnh hiếu phong chửi rủa hoàng thiên sau đó bỏ chạy hoàng thiên vẫn luôn chú ý đến từng cử động của thằng khốn này sao có thể để chạy trốn dễ dàng như thế anh dỗi một chân ra chặn ở cửa, Trịnh Hiếu Phong bị vấp ngã xuống đất. a à, mẹ kiếp, Trịnh Hiếu Phong chạy quá vội vàng, sau khi bị Hoàng Thiên vấp ngã, thì như một con chó vập mặt ngã gãy răng. Người thấy mùi thơm thoang thoảng trong phòng ngủ, và nhìn thấy sắc mặt đỏ bừng của Lâm Ngọc An, Hoàng Thiên đã hiểu rằng Trịnh Hiếu Phong chắc chắn đã xịt thứ gì đó trong phòng. Ngọc An, em ngồi trên giường một lát. Hoàng Thiên buông Lâm Ngọc An trên tay ra, để cô ngồi trên giường, đi đến chỗ của Trịnh Hiếu Phong. Trịnh Hiếu Phong biết rằng mình không thể thành công ngày hôm nay, và bây giờ anh A chỉ muốn trốn khỏi đây nhanh chóng. Vừa định đứng dậy, một bàn chân to đã dẫm lên lưng của Trịnh Hiếu Phong, dậm anh ta xuống sàn. Hoàng Thiên trong mắt tràn đầy tức giận, tên khốn Trịnh Hiếu Phong này, nhiều lần thách thức điểm mấu chốt của anh. Trịnh Hiếu Phong, mày đúng là muốn chết rồi. Hoàng Thiên giận dữ hét lên, túm tóc Trịnh Hiếu Phong và nhấc bổng lên như một đứa trẻ. Hoàng Thiên, mày thả tao đi, nếu không tao sẽ không để mày sống sót qua đêm nay." Trịnh Hiếu Phong nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thật sự không biết dũng khí của Trịnh Hiếu Phong đến từ đâu nên mới nói ra lời này. Bốp 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 bốp. Hoàng Thiên tức giận đánh liên tiếp vào mặt Trịnh Hiếu Phong. Tất cả đều đánh vào mắt và mũi của Trịnh Hiếu Phong, và chỉ trong vài giây, Trịnh Hiếu Phong đã hoàn toàn bị đánh gục. Mẹ mày chứ Trịnh Hiếu Phong bị đánh vội vàng. Thằng khốn này đúng là có cách, lấy trong túi ra cái lọ nhỏ màu trắng, phun vào mặt Hoàng Thiên mấy lần. "Không hay rồi." Hoàng Thiên thầm nói không ổn, nhưng đã quá muộn, sương mù phun lên mặt ở cự ly gần, nồng độ quá cao. Chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng nhất thời, Hoàng Thiên bị nghẹn, đầu óc nhất thời trống rỗng. Lúc này, anh không còn nắm được tóc của Trịnh Hiếu Phong nữa, Hoàng Thiên vô thức buông tay ra. Trịnh Hiếu Phong vui mừng khôn xiết khi thấy thế anh ta cũng biết hoàng thiên chỉ là chóng mặt nhất thời và sẽ sớm tỉnh lại vì vậy anh ta đã bỏ chạy và lao ra khỏi phòng ngủ lâm ngọc an ngồi trên giường cảm thấy choáng váng căn phòng ngủ này tràn ngập mùi sương mù từ thuốc xịt của trịnh hiếu phong dược tính thực sự quá mạnh hoàng thiên chúng ta mau chóng đi ra thôi lâm ngọc an đứng dậy kéo hoàng thiên ra phòng khách vài giây sau hoàng thiên cuối cùng cũng tỉnh táo lại và đi đến phòng với lâm ngọc an tìm kiếm trịnh hiếu phong một lần nữa nhưng làm gì nhìn thấy bóng dáng anh ta nữa hoàng thiên tức giận nghiến răng nghiến lợi tên khốn trịnh hiếu phong này đã hoàn toàn chọc giận hoàng thiên ngọc an em có sao không hoàng thiên ôm lâm ngọc an quan tâm hỏi cả người lâm ngọc an nóng bừng việc phun thuốc của trịnh hiếu phong không có tác dụng với nam giới nhưng phụ nữ thì không thể chịu đựng được bây giờ em cảm thấy rất khó chịu lâm ngọc an gần như ngất xỉu trước hoàng thiên hoàng thiên cau mày cũng chỉ có thể đợi lát nữa đi tìm Trịnh Hiếu Phong xử lý, trước tiên phải giải quyết chuyện Lâm Ngọc An đã. Đỡ Lâm Ngọc An, Hoàng Thiên rời khỏi nhà. Vừa xuống cầu thang, đã thấy Lâm Huỳnh Mai và hai cô bạn gái của cô xuống taxi bên lề đường. Lúc này Lâm Huỳnh Mai cũng nhìn thấy Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An, thấy chị gái mình vừa đi vừa loạn choạng như đang say rượu, Lâm Huỳnh Mai bị sốc. Chị ơi, chị có chuyện gì vậy? Lâm Huỳnh Mai chạy nhanh đến hai người bạn thân nhất của cô cũng tới, hai cô gái cũng đã từng nhìn thấy Hoàng Thiên, mỗi lần gặp mặt đều muốn trêu chọc Hoàng Thiên. Trước khi họ có thể nói chuyện, Lâm Huỳnh Mai đã nhìn chầm chầm vào Hoàng Thiên và nói, anh đã làm gì? Chị gái tôi đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Thiên không có tâm trạng cãi nhau cùng Lâm Huỳnh Mai, nghiêm mặt nói, mau đưa chị gái em đi bệnh viện. Lâm Huỳnh Mai cảm thấy anh dễ toát ra khí thế thật đáng sợ. À vâng, Lâm Huỳnh Mai không dám nói nhiều, gật đầu đồng ý, liền giúp hoàng thiên hỗ trợ lâm ngọc an hai người bạn thân nhất của cô cũng đến giúp ba cô gái cùng nhau dìu lâm ngọc an lên taxi và đến bệnh viện trái tim hoàng thiên vừa thả lỏng lúc này lồng ngực tràn đầy lửa giận trịnh hiếu phong chạy đi hoàng thiên sao có thể để anh ta đi như thế này hôm nay dù có lên trời cũng phải mò ra tên cặn bã này bình tĩnh lại hoàng thiên nghĩ rằng trịnh hiếu phong nhất định đã sợ hãi thằng khốn này hẳn là đang trốn muốn tìm Trịnh Hiếu Phong chỉ có thể để Lã Việt tìm, ở thành phố Bắc Ninh, Lã Việt muốn tìm người rất dễ dàng. Lấy điện thoại di động ra, Hoàng Thiên gọi điện cho Lã Việt và nhờ ông ta đi tìm Trịnh Hiếu Phong. Vài phút sau, một chiếc Bentley lái đến nhà của Lâm Ngọc An. Lã Việt mặc quần áo bình thường xuống xe, bước nhanh về phía Hoàng Thiên. Xếp sau Lã Việt, tiếp theo là Tiêu Tấn, cánh tay đắc lực của Lã Việt. Hoàng Thiên không ngờ Lã Việt đến sớm như vậy, lúc này hoàng thiên đứng ở nơi đó chắp tay trên mặt lạnh lùng không chút biểu tình lã việt bước lại gần và sửng sốt khi thấy hoàng thiên trông tệ như vậy anh hoàng tôi đã nhờ đàn em đi tìm trịnh hiếu phong sẽ sớm có tin tức lã việt báo cáo với hoàng thiên anh hoàng tên trịnh hiếu phong đó muốn chết sao sao hắn ta lại khiêu khích anh tiêu tấn nghi ngờ hỏi hắn ta cảm thấy khả năng muốn chọc tức người khác của trịnh hiếu phong thật sự rất mạnh Lần trước Trịnh Hiếu Phong và chú Trịnh Tiến của anh ta đã bị đánh như chó trong công ty cho vay của Trịnh Tiến. Trịnh Hiếu Phong vẫn chưa học được bài học của mình. Hoàng Thiên lúc này không nói lời nào, sau khi lên xe BYD, anh gọi điện cho Trương Lan Phượng. Anh phải tìm hiểu xem Trương Lan Phượng đang làm cái quái gì. Bà ta yêu cầu Lâm Ngọc An về nhà nhanh chóng, nhưng tại sao bà ta không có ở nhà? Tại sao lại là Trịnh Hiếu Phong? Trương Lan Phượng ơi Trương Lan Phượng ngọc an là con gái ruột của bà bà làm điều này có cắn dứt lương tâm không hoàng thiên thật sự rất tức giận bà mẹ vợ này hoàn toàn khiến anh thất vọng rồi trương lan phượng bà đang ở đâu sau khi bấm điện thoại hoàng thiên lạnh lùng hỏi trương lan phượng ở đầu bên kia của điện thoại có chút sững sờ nhưng ngay sau đó trương lan phượng đã nổi giận hoàng thiên sao cậu dám gọi thẳng tên của tôi đừng nói nhảm với tôi nói đi bà đang ở đâu ôi trời có chuyện gì nghe giọng điệu này là muốn đánh tôi sao đến đây đi tôi đang ở nhà hàng giang sơn trương lan phượng nói trên điện thoại với giọng điệu kỳ lạ giọng điệu tràn đầy khiêu khích hoàng thiên lập tức cúp điện thoại xe lao lên đường một cái phóng thẳng đến nhà hàng giang sơn thấy vậy lã việt vẫy tay với tiêu tấn và lái xe ngay sau xe của hoàng thiên chỉ trong vài phút hoàng thiên đã lái xe đến nhà hàng giang sơn trong nhà hàng vẫn còn rất nhiều người qua ô cửa kính sáng sủa ánh mắt hoàng thiên rơi vào một chiếc bàn ăn trong góc trương lan phượng lúc này đang tươi cười cầm một cái ly ngồi đối mặt với một người đàn ông trung niên mập mạp vừa nói vừa cười sau khi trò chuyện vài câu cả hai chạm ly và nâng ly rượu vang đỏ nhìn thấy cảnh này trong lòng hoàng thiên càng thêm tức giận bà già nhẫn tâm này ngọc an suýt nữa đã bị trịnh hiếu phong làm hại các người còn tâm trạng uống rượu ở đây sao Hoàng Thiên ánh mắt sắc lạnh tràn đầy lạnh lùng, xuống xe đi vào nhà hàng Giang Sơn. Lã Việt và Tiêu Tấn vội vàng tới đó, nhìn thấy Hoàng Thiên vào nhà hàng Giang Sơn, bọn họ nhanh chóng xuống xe đi theo vào. Thật ra Lã Việt không biết Hoàng Thiên ở đây làm gì, nhưng khi Hoàng Thiên đến, đương nhiên ông ta phải đi theo. Hoàng Thiên đi đến chỗ Trương Lan Phượng, lúc này Trương Lan Phượng đang cùng Trịnh Hải nói chuyện phiếm, cũng không để ý Hoàng Thiên xuất hiện. "Trương Lan Phượng!" Hoàng Thiên hét lớn. Trương Lan Phượng sửng sốt, rượu trong ly cũng tràn ra, vừa quay đầu liên nhìn thấy Hoàng Thiên. Cậu bị điên à, gọi tôi thất thanh như thế làm gì? Trương Lan Phượng trừng mắt nhìn Hoàng Thiên, vỗ bàn đứng lên. Hoàng Thiên không nói gì, xông lên trước mặt mập mạp Trương Lan Phượng, tát thẳng một cái vào mặt bà ta. Bốp, tát Trương Lan Phượng một cái, sau đó thấy trên mặt bà ta, lớp bột phấn dày đã bị rụng xuống và khuôn mặt của bà ta đột nhiên sưng lên. Mày, Đồ chết tiệt, mày dám đánh tao." Trương Lan Phượng một tay che mặt, chỉ vào mũi Hoàng Thiên, tức giận đến da thịt trên mặt cũng rung lên. Bốp. Hoàng Thiên lại tát vào mặt kia của Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng bị đánh đến ngu người, bà ta nằm mơ cũng không tưởng tượng được thằng con rể phế vật này lại dám đánh mình. "Phản rồi phản rồi, đồ rác rưởi, hôm nay bà đây giết mày." Trương Lan Phượng chậm rãi đi tới, vươn tay muốn cào Hoàng Thiên. Hoàng Thiên lúc này như thể không quen Trương Lan Phượng, anh đá mạnh vào bụng Trương Lan Phượng. Ôi trời đất ơi! Trương Lan Phượng kêu lên một cách đau đớn, ngã ngửa ra bàn ăn. Mọi người vào xem, con rể đánh chết mẹ vợ, nó đánh chết tôi, sống không nổi. Trương Lan Phượng vừa khóc vừa lau nước mắt, kêu như lợn bị chọc tiết trong nhà hàng. Trong nhà hàng có đánh nhau, không ai biết chuyện gì đang xảy ra, bọn họ nhìn chầm chầm hóng chuyện. Trịnh Hải cũng sướng sờ, nhưng ngay sau đó ông ta đã bình tĩnh lại ngay cả mẹ vợ mà mày cũng dám đánh mày có còn là người nữa không đồ xúc sinh hỗn sược trịnh hải hất dâu nhìn anh chằm chằm chỉ vào hoàng thiên mà chửi bới hoàng thiên nhìn trịnh hải anh biết chuyện hôm nay xảy ra ông già khốn khiếp trịnh hải chắc chắn có liên quan nắm chặt cà vạt của trịnh hải một cách thô bạo hoàng thiên kéo đầu trịnh hải xuống sau đó đầu gối của anh đập vào mặt trịnh hải bốp á Trịnh Hải đã bị va phải một thứ gì đó, ông A ngã trên mặt đất, ngay sau đó mắt ông ta trở nên tối xâm, chảy máu mũi. Hoàng Thiên, tao không tha cho mày đâu. Trịnh Hải giận dữ hét lên, đứng dậy khỏi mặt đất, cầm ghế lên đập vào Hoàng Thiên. Tiêu Tấn xông tới đấm một cú vào cầm Trịnh Hải. Trịnh Hải hét lên và ném ghế xuống, lấy tay che cầm. Tiêu Tấn lập tức nhéo cổ Trịnh Hải, ông Trịnh, ông tốt hơn là cư xử tốt một chút, đừng làm tôi tức giận, biết không? trịnh hải định nổi giận nhưng đột nhiên nhìn thấy lã việt liền bình tĩnh lại hóa ra là ông tư long trịnh hải căn ra đầu nặn ra một nụ cười lo lắng chào hỏi với lã việt ông ta cũng đã nghe thấy trịnh hiếu phong nói từ lâu không hiểu sao hoàng thiên lại có quan hệ thân thiết với lã việt khiến ông ta rất khó hiểu lã việt chỉ liếc nhìn trịnh hải không anh hoàng muốn xử lý trịnh hải thế nào thèm quan tâm hỏi hoàng thiên mang đi hoàng thiên nói vâng Lã Việt đồng ý và nháy mắt ra hiệu với Tiêu Tấn. Tiêu Tấn xách cổ Trịnh Hải như xách một con gà và áp giải ông ta ra ngoài. Trịnh Hải hoàn toàn không dám chống cự, ông ta biết Tiêu Tấn là một nhân vật tàn nhẫn, nếu chống cự thì hắn ta sẽ đâm cho mấy nhát dao. Lã Việt cũng đi theo ra ngoài, mở cửa xe, kêu Tiêu Tấn đưa Trịnh Hải lên xe. Hoàng Thiên mày giỏi lắm, dám mang xã hội đen đến đánh tao. Mày giỏi thật đấy, bây giờ mày giết tao đi, mày giết tao đi xem nào trương lan phượng nhảy đến trước mặt hoàng thiên và mắng mỏ hoàng thiên biết kỹ năng ăn vả của mẹ vợ trước đây anh luôn bỏ qua cho bà ta nhưng hôm nay hoàng thiên không muốn để yên cho bà ta nữa bà câm miệng cho tôi trương lan phượng bà có còn là người nữa không gọi lâm ngọc an về nhà để trịnh hiếu phong hãm hại hoàng thiên tức giận hét lên trương lan phượng không có lời nào ở trước mặt hoàng thiên bà ta cảm thấy rất trột dạ dù gì Hoàng Thiên cũng là chồng của Lâm Ngọc An, bà là mẹ vợ, đưa những người đàn ông khác vào nhà để gặp riêng con gái mình, điều này thực sự không hợp lý. Dù biết lý do nhưng Trương Lan Phượng không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Hoàng Thiên, gân cổ hét lên, đừng đổ nước bẩn lên người bà già này, tôi chỉ để cậu chủ trịnh trò chuyện với Ngọc An, làm sao cậu ta có thể hại Ngọc An được. Bốp! Hoàng Thiên thật sự không chịu nổi, lại tát một cái vào mặt Trương Lan Phượng mày đánh tao đến nghiện rồi phải không hôm nay tao không sống nữa tao liều chết với mày trương lan phượng tức giận vừa xấu hổ nắm chặt quần áo của hoàng thiên dùng răng không buông hoàng thiên bị bà ta làm cho khó chịu đến mức ném bà ta xuống đất bà xem bà đã làm những chuyện gì ngọc an nhập viện rồi bà tự mình đi xem đi hoàng thiên quát lạnh trương lan phượng cũng hơi xứng sở khi nghe điều này làm sao mà bà ta có thể ngờ được trịnh hiếu phong sẽ làm điều đó với lâm ngọc an bà ta nghĩ trịnh hiếu phong là một người rất lịch lãm cậu nói gì vậy chuyện gì đã xảy ra với ngọc an trương lan phượng bật dậy khỏi mặt đất và lo lắng hỏi hoàng thiên hoàng thiên mặc kệ bà ta xoay người đi ra ngoài nhà hàng trương lan phượng thấy hoàng thiên không để ý đến mình ngồi sụp xuống đất bà ta cũng nhận ra lần này lớn chuyện rồi nghĩ liệu có phải cậu chủ trịnh đã làm gì đó với ngọc an hay sao đến mức khiến ngọc an phải vào bệnh viện hoàng thiên sau khi ra khỏi nhà hàng lập tức lên xe của lã việt nhìn lại trịnh hải đang bị tiêu tấn giữ ở ghế sau hoàng thiên vung tay một cái đánh trịnh hải khóe miệng chảy máu ông ta muốn chửi nhưng không có can đảm cố gắng nhịn xuống gọi cho con trai của công và yêu cầu nó ra ngoài gặp tôi ngay lập tức hoàng thiên lạnh giọng quát trịnh hải trịnh hải nhìn chằm chằm hoàng thiên ông ta cũng nhìn ra hoàng thiên cũng không phải phế vật thanh niên này so với người khác càng hung hãn hơn nhìn dáng vẻ đằng đăng sát khí của hoàng thiên lúc này nếu như trịnh hiếu phong không xuất hiện trước mặt hoàng thiên ông ta nhất định phải bị hoàng thiên giết chết trịnh hải nghĩ đến điều này giả vờ như không nghe thấy và không nói gì hoàng thiên làm sao có thể lãng phí thời gian với trịnh hải lúc này anh nắm lấy cả vạt của trịnh hải đè trịnh hải xuống anh hoàng anh hoàng có chuyện gì từ từ nói xin anh bình tĩnh trịnh hải xua tay sợ hãi bình tĩnh mẹ mày chứ gọi ngay cho trịnh hiếu phong anh hoàng nếu anh muốn tiền tôi liền cho anh tiền muốn đồ sẽ đưa đồ mong anh nguôi giận trịnh hải run lên hoàng thiên thấy không dọa trịnh hải một chút thì không được nhìn thấy thắt lưng của tiêu tấn có một con dao găm hoàng thiên đã rút con dao găm ra và kề nó vào cổ của trịnh hải chỉ nhúc nhích thêm chút nữa Cổ của Trịnh Hải sẽ bị cắt một nhát và máu chảy ra. Lần này, Trịnh Hải hoàn toàn sợ hãi, Hoàng Thiên thật sự muốn giết ông ta. "Ông chủ hoàng, tha cho tôi, tôi sẽ gọi con trai tôi ngay bây giờ." Trịnh Hải van xin lòng thương xót. Lấy điện thoại di động ra, Trịnh Hải gọi cho Trịnh Hiếu Phong. "Trịnh Hiếu Phong, mày đang ở đâu? Cha mày sắp bị giết rồi." Sau khi nối máy, Trịnh Hải gấp gáp hét lên. Trịnh Hiếu Phong ở đầu bên kia điện thoại chỉ cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, cha đừng lo, con có cách đối phó Hoàng Thiên, cha về nhà trước đi. Về cái đầu mày, Hoàng Thiên bắt được tao rồi, hắn muốn gặp mày. Trịnh Hải run rẩy nói, ha ha, hắn ta muốn gặp con, con cũng muốn gặp hắn ta, cha, đừng hoảng, gọi cho Hoàng Thiên. Trịnh Hiếu Phong nói, Trịnh Hải đưa điện thoại cho Hoàng Thiên, còn chưa kịp chờ Hoàng Thiên nói chuyện, liền nghe được trịnh hiếu phong cười đắc thắng nghe điện thoại tên phế vậy tao khuyên mày không nên động vào cha tao nếu không mày sẽ hối hận thật sự muốn gặp tao sao ha ha ông đây thỏa mãn nguyện vọng của mày mày đến rừng bạch dương ở ngoại ô phía bắc tìm tao trịnh hiếu phong rất vui vẻ nói rồi cúp điện thoại hoàng thiên ném điện thoại cho trịnh hải xuống xe không nói lời nào quay lại xe của mình hoàng thiên khởi động xe lái xe rời khỏi đây lã việt lái xe phía sau hoàng thiên hai xe lần lượt hướng về ngoại ô phía bắc các vùng ngoại ô phía bắc của thành phố bắc ninh vẫn còn rất hoang vắng dân cư thưa thớt và thường không có nhiều người đến đây rừng bạch dương này là nơi duy nhất là điểm tham quan hoàng thiên lái xe đến đây ngay khi đỗ xe bên cạnh rừng bạch dương anh đã nhìn thấy chiếc bmw của trịnh hiếu phong tên khốn mày cứ chờ đấy hoàng thiên vẻ mặt sát khí đi vào trong rừng cây trịnh hiếu phong vẫn dám xuất hiện điều mà hoàng thiên không ngờ tới vốn dĩ tưởng rằng trịnh hiếu phong đã trở thành một con chim sợ hãi không còn gan xuất hiện nữa nhưng không ngờ tên này lại can đảm hẹn anh đến đây như vậy xử lý một trịnh hiếu phong lã việt vẫn là rất chắc chắn vì vậy đi theo hoàng thiên cùng tiêu tấn cũng không gọi thêm người nào khác trịnh hải bị tiêu tấn giữ chặt cúi đầu đi vào trong rừng cây trong lòng hoảng hốt ông ta không biết chính xác con trai ông ta là trịnh hiếu phong đã làm gì với lâm ngọc an điều này khiến hoàng thiên vô cùng tức giận rơi vào tay hoàng thiên không biết hôm nay có thể an toàn trở về không trịnh hải đang nghĩ về điều đó càng nghĩ càng sợ hoàng thiên đi bộ vào rừng cây bỗng nhiên có cảm giác khó chịu trong rừng cây này sự lạnh lão khiến người ta rất khó chịu như có sát khí trong không khí tất nhiên đây chỉ là cảm giác bản năng từ hoàng thiên ha ha hoàng thiên mày thật sự đến rồi đúng lúc này giọng nói của trịnh hiếu phong truyền đến nghe thấy giọng nói bỗng thấy trịnh hiếu phong hai tay đút túi quần đi ra từ phía sau một cái cây nhìn khuôn mặt của trịnh hiếu phong bị bầm tím và sưng lên đó là những vết tích bị hoàng thiên đánh trước đó nhìn thấy trịnh hiếu phong lửa giận của hoàng thiên không thể dập tắt được tên cặn bã này quá liều lĩnh lúc này hoàng thiên không nói lời nào đi về phía trịnh hiếu phong anh hoàng cẩn thận tiêu tấn phía sau đột nhiên hét lên một tiếng lao đến bên cạnh hoàng thiên với tốc độ nhanh nhất gần như cùng một giây hai bóng đen lao ra từ phía sau trịnh hiếu phong cả hai đều cầm dao dựa trên tay lao tới trước mặt hoàng thiên hoàng thiên khẽ cao mày trịnh hiếu phong không ngờ lại mai phục sát thủ ở đây anh cũng không ngờ tới theo bản năng sau khi tránh một nhát dao hoàng thiên nhấc chân đá vào bụng ai đói bốc một tiếng người đàn ông cầm con dao đã bị hoàng thiên đá xuống đất cùng lúc đó tiêu tấn lao tới dùng dao hạ gục một người đàn ông khác tất cả những chuyện này đều xảy ra rất nhanh chỉ cần chậm một chút hoàng thiên đã phải dính đòn anh hoàng xin hãy lùi về sau để tôi xử lý tiêu tấn chặn hoàng thiên phía sau chuẩn bị tư thế để liều mạng với hai tên sát thủ này không hổ là cánh tay phải đắc lực của lã việt vào thời điểm mấu chốt tiêu tấn thực sự rất đáng tin cậy Cảnh tượng vừa rồi khiến Lã Việt sửng sốt. Cậu chủ hoàng ở Hà Nội đấy. Nếu có chuyện gì xảy ra với anh, Lã Việt đừng mơ có thể sống được. Anh Chu, cẩn thận, có thể có mai phục. Lã Việt cũng tới trận Hoàng Thiên phía sau, ông ta muốn bảo đảm Hoàng Thiên an toàn. Hai sát thủ nhanh chóng leo lên khỏi mặt đất, trên tay dao, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng dữ tợn. Lã Việt rất hiểu biết, khi nhìn thấy ánh mắt của hai sát thủ này, ông ta càng thêm kinh ngạc bởi vì ánh mắt của hai sát thủ này tràn đầy sát ý nếu không phải bọn chúng thường xuyên giết người bọn chúng nhất định sẽ không có sát khí và con người đỏ rực như vậy trên mặt mang theo nụ cười trịnh hiếu phong nhìn lã việt và tiêu tấn ậm ừ hừ tôi nói này lã việt hoàng thiên đã cho ông bao nhiêu tiền tại sao bán mạng cho hắn như vậy đừng nói nhảm nữa trịnh hiếu phong cậu còn mai phục bao nhiêu sát thủ trong khu rừng này thì gọi bọn họ ra hết đây gân xanh trên trán lã việt lộ ra Ông ta hét lên với Trịnh Hiếu Phong. Hoàng Thiên cũng nhận ra, hôm nay có lẽ sẽ có một trận chiến tanh máu. Hèn gì Trịnh Hiếu Phong kiêu ngạo như vậy, hóa ra thằng khốn này đã chuẩn bị trước rồi. Chỉ là không biết có bao nhiêu sát thủ vẫn ở trong khu rừng này. Trịnh Hiếu Phong đã cười lớn khi nghe Lã Việt nói điều này. Ha 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 Lã Việt, ông đúng là hiểu biết đấy. Được rồi, cậu chủ đây không giỡn với các người nữa. Trịnh Hiếu Phong nói xong, võ tay. Sau đó, từ sâu trong rừng, ba người đàn ông bước ra. Người đứng đầu đội một chiếc mũ rơm lớn và trông khoảng 30 hoặc 40 tuổi. Người này ấn chiếc mũ rơm rất thấp, che gần hết khuôn mặt, cúi thấp đầu nên khó có thể nhìn thấy anh ta trông như thế nào. Hai người phía sau người đàn ông đội mũ rơm gần giống như hai sát thủ đã xuất hiện trước đó, đều có khuôn mặt dữ tợn, nhìn vào cũng khiến người ta sợ hãi. Hai người này trong tay cũng cầm một con dao. Sau khi ra tay liền nhìn chằm chằm Hoàng Thiên và Lã Việt. "Hoàng Thiên, cậu chủ đây giới thiệu cho mày, đây là một chim ưng, anh ta được cậu chủ đây bỏ cái giá lớn thuê để xử lý mày." Trịnh Hiếu Phong tự hào chỉ vào người đàn ông đội mũ rơm và chế nhạo Hoàng Thiên. "Kể từ khi cuộc sống bị Hoàng Thiên và Lã Việt bị hủy bỏ lần trước, Trịnh Hiếu Phong đã ôm mối hận và cử người liên hệ với người đàn ông có biệt danh là chim ưng này." Trịnh Hiếu Phong đã lên kế hoạch tấn công Hoàng Thiên một lần nữa trong vài ngày nữa, nhưng khi chuyện này xảy ra hôm nay, anh ta phải gọi người đến thành phố Bắc Ninh trước. Chim ưng này và đàn em của gã không thiếu tiền án, là một sát thủ chuyên nghiệp. Nhiều tiền, hắn là Hoàng Thiên. Chim ưng lúc này mới cởi bỏ mũ rơm, lạnh lùng nhìn Hoàng Thiên, hai mắt lõm sâu khiến người khác nhìn vào mà rợn tóc gáy. Trịnh Hiếu Phong cười vui vẻ và nói, không sai, xử lý Hoàng Thiên cho anh ba tỷ, và 3 tỷ khác để xử lý Lã Việt và Tiêu Tấn, giá cả thấy thế nào? Cậu chủ Trịnh, gần đây tôi bị cảnh sát đuổi theo, không muốn xảy ra thêm án mạng. 6 tỷ, tôi sẽ chặt tay chân của ba người bọn họ, khiến bọn họ liệt giường cả đời thì sao? Chim Ưng trả lời một cách âm u. Trịnh Hiếu Phong suy nghĩ một chút, anh ta cũng không dám thật sự giết người, lúc này mới nở nụ cười, được, nhưng phải thiến của quý của Hoàng Thiên. Tôi muốn hắn ta không còn là đàn ông nữa ha ha ha. Trịnh Hiếu Phong chỉ vào Hoàng Thiên, rất phấn khích. Thành giao. Chim ưng vừa dứt lời, hai người phía sau liền dùng dao lao về phía Hoàng Thiên. Hai sát thủ lúc trước cũng lao về phía Hoàng Thiên, trong nháy mắt bốn người đã vây lấy Hoàng Thiên. Nếu đổi lại thành một người bình thường đã sớm sợ tới mức tè ra quần rồi. Nhưng Hoàng Thiên rất bình tĩnh, cậu chủ Hoàng ở Hà Nội có thể so với người thường sao. Chiêu thứ nhất mạnh mẽ, hoàng thiên không chút do dự lao tới sát thủ gây nhất nói ra thì lâu nhưng thực tế diễn ra rất nhanh hoàng thiên lập tức kẹp chặt cổ tay của tên cầm dao tiếp theo một cước đá bay đá vào đúng quần của tên cầm dao á à, kiếm khách bị hoàng thiên đá kêu thảm thiết chứng bị vỡ ầm ầm ngã xuống đất trịnh hiếu phong sừng sốt anh ta biết mình không thể đánh bại hoàng thiên nhưng không ngờ hoàng thiên lại mạnh mẽ như vậy vừa rồi hành động rất đơn giản ổn định chính xác và tàn nhẫn, giống như một sát thủ lão luyện. Cùng lên đi! Chim ưng tức giận hét lên một tiếng, lao về phía Hoàng Thiên. Ba sát thủ còn lại tản ra bao vây Hoàng Thiên, giơ kiếm chém vào tay chân Hoàng Thiên. Đánh nhau như vậy, Hoàng Thiên đương nhiên không trụ được, tay không làm sao đấu lại được với nhiều người dùng dao như thế này. Có sợ cũng vô dụng, trước mắt chỉ có thể liều mạng. Lã Việt và Tiêu Tấn đều đỏ cả mắt, chạy tới giúp Hoàng Thiên, Tiêu Tấn và Hoàng Thiên xử lý ba sát thủ, còn Lã Việt thì đánh với chim ưng. Với thể lực Lã Việt vốn đã rất dẻo dai nhưng khi đấu với chim ưng, Lã Việt cảm thấy áp lực rất nhiều. Chim ưng này nhất định đã luyện võ chăm chỉ, lòng bàn tay có vết chai dày, chẳng lẽ dùng một tay bẻ gạch sao? Không đến nửa phút, chim ưng không có kiên nhẫn, đột nhiên lấy ra một khẩu súng lục màu đen, dí vào chán Lã Việt. Mặc Mà kệ mày lợi hại như thế nào, tao sẽ bắn mày chim ưng nhìn chằm chằm lã Việt hung tợn mà hét lớn. Lã Việt không cử động nữa, dù nhanh cỡ nào cũng không thể nhanh hơn một viên đạn, hôm nay phải thật sự bỏ mạng rồi. Hoàng Thiên và Tiêu Tấn cũng dừng lại, nhìn chim ưng hung tợn kia, Hoàng Thiện biết nếu nhúc nhích, gã thật sự sẽ bắn. Mẹ kiếp, Trịnh Hiếu Phong đã tìm thấy nhóm người này ở đâu? Lại còn có cả súng. Hoàng Thiên cũng rất bất lực, xem ra anh thật sự tức giận mà bất cẩn rồi, nếu sớm biết đã để lã việt mang thêm người đi phỏng chừng lã việt cũng có súng cũng mang đi luôn trịnh hiếu phong rất tự đắc cười đi đến bên hoàng thiên võ hoàng thiên vai nói tao nói này đồ phế vật ông đây có súng mày đã phục chưa hôm nay tao sẽ khiến mày thành thái giám đừng lo lắng tao sẽ lo cho vợ mày mày tưởng có súng là hay lắm à ngay khi trịnh hiếu phong dứt lời bỗng nghe thấy tiếng hét như sấm từ bên ngoài khu rừng ngay sau đó hơn một chục thanh niên trong trang phục gian di lao vào rừng và bao vây trịnh hiếu phong và chim ưng. Mấy chục người này, toàn bộ trên tay có súng trường tự động M16A4 trên, trên mặt có hoa văn vẫn vẹn, tràn đầy sát khí. Không so sánh thì không có đau thương, lại nhìn chim ưng cầm trong tay một khẩu súng gãy nhỏ, thật là buồn cười. Sau đó, một người bước vào rừng, người đó khoảng 34, 30 năm tuổi, khuôn mặt góc cạnh đầy lạnh lùng và thù địch. Người này đi tới trước mặt Hoàng Thiên vài bước, sau khi nhìn kỹ mấy giây liền kích động đến mức hai mắt bật khóc. Bụp một tiếng, người đàn ông quỳ một gối, ngước lên nhìn Hoàng Thiên. Cậu chủ, là Phương Doanh. Hoàng Thiên nhìn người đàn ông đang quỳ gối trước mặt, anh ta thực sự sửng sốt, trong lòng vô cùng sung sướng. Anh thực sự không ngờ rằng Phương Doanh lại đột nhiên xuất hiện tại đây để giúp anh. Người tới là Phương Doanh, vệ sĩ đắc lực nhất của nhà họ Hoàng ở Hà Nội 10 năm chứa. C phương doanh ngày nay không như xưa, với nhiều đàn em được vũ trang như vậy, ngay cả Hoàng Thiên cũng phải kinh ngạc. Phương doanh, thật là anh. Hoàng Thiên không thể tin vào mắt mình, bước tới đỡ phương doanh đứng dậy. Phương doanh rơi nước mắt, anh ta rất vui mừng sau khi nhìn thấy Hoàng Thiên. Cậu chủ, Phương Doanh đã tìm cậu 10 năm rồi, mấy năm nay cậu sống thế nào? Phương Doanh nắm chặt tay Hoàng Thiên, nói một cách vui vẻ. Không đợi Hoàng Thiên nói gì, một ông lão ăn mặc sang trọng đi vào rừng cây. Không ai khác, chính là quản gia Trần. Người đàn ông tuổi này luôn chú trọng đến ngoại hình và ăn mặc. Nhìn thấy sự phấn khích của Phương Doanh sau khi gặp Hoàng Thiên, quản gia Trần cũng vô cùng xúc động. Ông ấy biết rõ nhất câu chuyện bên trong, khi Phương Doanh ở nhà họ Hoàng ở Hà Nội, Hoàng Thiên nhỏ tuổi đã chăm sóc Phương Doanh rất tốt. Phương Doanh là người rất coi trọng tình nghĩa nhiều năm như vậy anh ta vẫn luôn ghi nhớ sự ân cần của cậu chủ đối với mình. Mười năm trước, cậu chủ bị buộc phải trốn khỏi nhà họ Hoàng, và Phương Doanh cũng tức giận bỏ đi, bây giờ ở biên giới Việt Nam, Phương Doanh là một vị vua quyền lực của thế giới ngầm. Cậu chủ, tôi đã tìm Phương Doanh cho cậu rồi. Quản gia Trần đến trước mặt Hoàng Thiên, cúi người nói. Cậu chủ, cậu chủ nào cơ? Trịnh Hiếu Phong ở một bên sừng sốt, nhìn Hoàng Thiên như một thằng ngốc, lại nhìn quản gia Trần ăn mặc sang trọng, hoàn toàn nghi ngờ cuộc sống. Hoàng Thiên không phải là một thằng nghèo sao, chẳng lẽ hắn là con của một gia đình giàu có? Vớ vẩn, cái thứ rác rưởi này làm sao có thể được? C. Trịnh Hiếu Phong khó hiểu nhìn Hoàng Thiên. Lã Việt biết chuyện bên trong, nhưng Tiêu Tấn thì không, Tiêu Tấn chỉ biết Hoàng Thiên không phải người thường, không ngờ Hoàng Thiên lại có lai lịch đáng sợ như vậy. Hoàng Thiên nhìn quản gia Trần và gật đầu hài lòng mẹ kế tiêu bích liên đã không từ bỏ việc hãm hại hoàng thiên bao nhiêu năm điều này đã khiến hoàng thiên không thể dung thứ được lần này hoàng thiên ra lệnh cho quản gia trần tìm phương doanh chỉ để đối phó với tiêu bích liên chỉ là hoàng thiên không ngờ đến bây giờ phương doanh lại trở nên quyền lực và lợi hại như vậy phương doanh cuối cùng cũng bình tĩnh lại nhìn hoàng thiên nói cậu chủ tôi đến thành phố bắc ninh nghe nói mợ chủ xảy ra chuyện nên tôi mang theo người của mình tới bảo vệ nói đến đây Ánh mắt của Phương Doanh quét về phía Trịnh Hiếu Phong và chim ưng, mấy người là ai? Đều chán sống rồi đúng không? Giọng nói lạnh lùng của Phương Doanh từng chữ như đâm vào tim, Trịnh Hiếu Phong đã hoàn toàn sợ hãi. Trịnh Hiếu Phong làm gì đã nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Cả chục khẩu súng trường tự động chĩa vào anh ta, và anh ta cảm thấy rằng mạng sống của mình sắp kết thúc bất cứ lúc nào. Anh Phương, anh Phương, hiểu lầm rồi, cậu chủ nhà anh và tôi là bạn tốt, tôi là bạn học với vợ cậu ấy. Trịnh Hiếu Phong mỉm cười lo lắng và nói với Phương Doanh. Phương Doanh cao mày, lạnh lùng nhìn Trịnh Hiếu Phong, thầm nghĩ thằng nhóc này thật quá trơ chẽn. Hoàng Thiên nghe thấy Trịnh Hiếu Phong nói vậy thì cười nhạo, Trịnh Hiếu Phong này thực sự là rẻ tiền đến một tầm cao mới. Trịnh Hiếu Phong, mày có thể trơ chến hơn nữa không? Hoàng Thiên lạnh giọng quát. Bộp! Trịnh Hiếu Phong sợ hãi quỷ gối, bò bằng hai đầu gối, tiến đến chỗ Hoàng Thiên. Cậu chủ Hoàng! đều tại tôi mắt mù mà xúc phạm đến anh đừng lo tôi sẽ không bao giờ có ý đồ gì với vợ của anh nữa tôi bốp hoàng thiên nghe không được nữa phất tay tát trịnh hiếu phong ngã xuống đất trịnh hiếu phong ngã xuống đất như một con chó chết sợ hãi và suy sụp trong khoảng thời gian này anh ta bị đánh rụng mất một nửa số răng trong hàm cái tát của hoàng thiên lại khiến anh ta rụng mất một chiếc răng lúc này trịnh hiếu phong không dám làm ra vẻ nữa kinh hãi nhìn Hoàng Thiên, tự hỏi hôm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bộp! Chim ưng vẫn luôn kiêu ngạo bỗng ném khẩu súng lục và ôm đầu ngồi trồm hổm trên mặt đất. Dám không ném súng, thế thì sẽ bị băn thành lưới thủng lỗ chỗ. Bốn người đàn em của chim ưng cũng chết lặng, chúng đều là những kẻ giết người không gớm tay, nhưng trước mặt những người được phương doanh mang đến, chúng chỉ như những con cừu non chờ bị giết thịt. Mày làm sao? Phương doanh nhìn chim ưng và hỏi chim ưng sợ tới mức chân mềm nhún, không phải gã không đủ tàn nhẫn, mà là so với phương doanh thì thực lực quá thấp. Tôi, bốp, chim ưng vừa lắp bắp nói, liền bị phương doanh đá, sau đó phương doanh đánh vào đầu chọc của chim ưng một cú thật mạnh. Đánh mạnh đến nỗi khiến gã hét lên một tiếng, ôm chặt cái đầu chọc hét lớn, xin anh Phương tha mạng, tất cả đều là do tên khốn trịnh hiếu phong, hắn thuê tôi đối phó với anh Hoàng. Phương doanh sao có thể nghe lọt tai, Hiện tại anh ta đã cực kỳ tức giận. Mấy tên này trước đó dám tấn công cậu chủ, không phải là đi tìm cái chết sao? Phương Doanh đá liên tục cho đến lúc chim ưng thoi thóp, lúc này mới dừng lại. Lấy khẩu súng trường tự động từ một người đàn em của mình, Phương Doanh nạp đạn và nhằm vào cái đầu hói của chim ưng. "Anh Phương, xin hãy tha mạng." Chim ưng hét lên trong tuyệt vọng, họng súng đen chĩa vào đầu, chỉ cần Phương Doanh bóp cò là đầu gã sẽ bị thủng một ló trịnh hiếu phong sợ hãi đến mức tè ra quần có tiếng ọc ọc ở đúng quần được rồi đừng có làm loạn nữa phương doanh chửi bới quay lại và chĩa súng vào ngực trịnh hiếu phong cậu chủ hoàng cậu chủ hoàng mau nói anh phương đừng bẩn tôi không phải là người tôi do chó sinh ra tôi chừa rồi trịnh hiếu phong cầu xin hoàng thiên thương xót trong tuyệt vọng vừa tự mắng rồi tự tát mình trịnh hải ở bên vừa sợ vừa tức giận trịnh hiếu phong mắng ông ta là chó sao Đồ chơi chẽn, Phương Doanh coi thường nhất là những người như Trịnh Hiếu Phong, hét lên và bóp còi băng băng băng. Súng trường bắn ra ba phát cuồng bạo, chỉ nghe thấy tiếng hét của Trịnh Hiếu Phong, tai trái của anh ta đã bị mất. Phương Doanh sửng sốt, rõ ràng là nhằm vào ngực Trịnh Hiếu Phong, sao lại bắn trúng tai của hắn. Anh ta quay lại và thấy rằng quản gia Trần đã nâng nòng súng lên, vẫn may không bắn chết Trịnh Hiếu Phong. Phương Doanh, hiện tại cậu đang phục vụ đất nước đừng giết người tùy tiện. Quản gia Trần thuyết phục. Phương Doanh vừa rồi còn đang tức giận, lúc này mới bình tĩnh lại, gật đầu. Thân phận hiện tại của anh ta quá đặc biệt, anh ta có hơn 100 lính tinh nhuệ, mặc dù trước đây họ luôn đánh nhau trong thế giới ngâm nhưng giờ đây họ là một tổ chức của Việt Nam. Nếu anh ta thật sự tức giận mà giết người thì sẽ khá rắc rối. Cậu chủ, tôi có một người bạn đang khai thác ở châu Phi, vậy gửi thằng nhãi này đến đó làm cu ly thì sao? Phương Doanh chỉ vào Trịnh Hiếu Phong và yêu cầu Hoàng Thiên ra lệnh. Hoàng Thiên nghe thế thì mỉm cười, vẫn là Phương Doanh thông minh, đây là một ý kiến hay. Cậu chủ Trịnh này không phải vẫn luôn kiêu ngạo sao, để anh ta nửa đời còn lại sống trong mỏ đi. Nhìn Trịnh Hiếu Phong, Hoàng Thiên lạnh lùng nói, cậu chủ Trịnh, bây giờ tao để cho mày đi khai thác ở châu Phi, bao ăn bao ở nhưng không có tiền công. Một khi làm thì phải làm cả đời, có muốn đi không? Có cái cứt ấy. Trịnh Hiếu Phong gần như ngất xỉu vì tức giận, anh ta làm thế hệ thứ hai giàu có hơn 20 năm, chưa bao giờ gặp khó khăn từ khi còn nhỏ. Tại sao mày lại để cậu chủ đây đi khai thác ở châu Phi? Cậu chủ Hoàng, làm sao có thể, tôi không làm gì được, huống chỉ. Thôi, tao tôn trọng ý kiến của mày và cho mày cách thứ hai. Trước khi Trịnh Hiếu Phong nói xong, Hoàng Thiên đã vẫy tay. Cách thứ hai là gì? Trịnh Hiếu Phong che lỗ tai đầy máu của mình, nhìn hoàng thiên một cách lo lắng đánh gấy tay chân chặt đứt thứ đó tránh việc sau này mày lại dở trò hoàng thiên lạnh lùng nói tại sao vậy cậu chủ hoàng cậu chủ hoàng anh có thể tha cho mảng chó của tôi được không trịnh hiếu phong sợ đến mức ngã quy xuống và kêu lên làm đi hoàng thiên không muốn dây dưa với trịnh hiếu phong chút nào vẫy tay với phương doanh phương doanh nhặt một con dao nhọn trên mặt đất đi qua vài vòng và lột quần của Trịnh Hiếu Phong. Nhìn thấy mình sắp bị thiến, Trịnh Hiếu Phong không nhịn được nữa, vội vàng kêu lên, cậu chủ hoàng, để tôi đi châu Phi. Phương Doanh dừng lại và cầm con dao đứng bên cạnh Hoàng Thiên. Hoàng Thiên liếc mắt nhìn Trịnh Hải, thầm nghĩ tên này từ trước đến nay không phải thứ tốt đẹp gì, vừa hay đưa hẳn đi châu Phi, khiến Trịnh Hiếu Phong có ích một chút. Hoàng Thiên vừa muốn nói chuyện với Trịnh Hải lần nữa thì điện thoại di động của Trịnh Hiếu Phong vang lên. Sau khi lấy di động ra, Trịnh Hiếu Phong vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy số của người gọi. Ông trời phù hộ, vị cứu tinh đến rồi, Trịnh Hiếu Phong trong cơn tuyệt vọng cầm điện thoại lên với đôi tay run rẩy cầy sấy. "Cậu chủ Trịnh, cậu đã làm gì con gái tôi? Cậu đang ở đâu? Đến bệnh viện ngay cho tôi." Trương Lan Phượng ở đầu bên kia điện thoại tức giận mắng Trịnh Hiếu Phong. Trịnh Hiếu Phong cảm thấy chột dạ, Trương Lan Phượng chắc hẳn đã biết chuyện gì đang xảy ra và bây giờ đang hỏi tội anh ta nhưng dù sao những chuyện này cũng không còn quan trọng nữa sau này lấy hết can đảm không dám ảo tưởng về lâm ngọc an nữa trương lan phượng nhìn anh ta thế nào cũng không quan trọng dì trương dì trương về sau chuyện này tôi sẽ từ từ giải thích với dì dì cầu xin họ tha cho tôi trước đi trịnh hiếu phong kêu lên một tiếng giúp cậu cậu bị sao vậy con rể dì sắp thiến tôi dì mau nói cho anh ta biết đi mau thả tôi ra chỉ cần gì cứu tôi, nhất định sẽ cho gì thêm 30 tỷ. Trịnh Hiếu Phong hét lên. Trương Lan Phượng đang ở trong bệnh viện, lúc này bà ta cực kỳ ghét Trịnh Hiếu Phong khi biết rằng Trịnh Hiếu Phong đã những điều thấp kém với Lâm Ngọc An. Nhưng khi bà ta nghe Trịnh Hiếu Phong hứa sẽ cho bà ta 10 triệu, bà ta cực kỳ tức giận. Cậu chủ trịnh, cậu cũng quá trơ chẽn rồi. Làm sao có thể như vậy? Đưa điện thoại cho Hoàng Thiên, tôi bảo nó thả cậu. Trương Lan Phượng nói hai mắt trịnh hiếu phong sáng lên anh a đưa điện thoại cho hoàng thiên một cách hèn mọn cậu chủ hoàng mẹ vợ anh muốn nói chuyện với anh bốp hoàng thiên cầm lấy điện thoại di động của trịnh hiếu phong đập xuống đất chiếc điện thoại vỡ nát cũng khiến trịnh hiếu phong cảm thấy lạnh lẽo hoàng thiên lúc này mới bỏ qua trịnh hiếu phong chỉ vào trịnh hải đang co do một góc thằng già kia ông cút ra đây trịnh hải bò đến chỗ hoàng thiên run rẩy như một đứa trẻ hoàng thiên tát vào mặt trịnh hải bảy tám cái quá đột ngột khiến trịnh hải sững sờ đứng ở trước mặt hoàng thiên như một kẻ ngốc thậm chí không dám thở mạnh hôm nay sẽ xuất phát ông sẽ đến châu phi cùng con trai để làm những công việc chân tay có đồng ý không hoàng thiên lạnh lùng hỏi trịnh hải trịnh hải tim cũng nhỏ máu ông ta sống ở bắc ninh rất oai phong ông chủ của tập đoàn trịnh thị giàu có và quyền lực phụ nữ trẻ đẹp ăn chơi tùy tiện ý nghĩ đến châu phi để khai thác mỏ cả đời trịnh hải gần như đã chết cậu chủ hoàng xin hãy tha thứ cho tôi tôi còn có công ty làm sao có thể vất vả ồ đúng rồi ông vẫn còn công ty hoàng thiên đột nhiên gật đầu sau đó nói với quản gia trần quản gia trần lập tức để tập đoàn trịnh thị phá sản tránh cho chủ tịch trịnh lo lắng không thành vấn đề thưa cậu chủ quản gia trần trả lời rất dễ dàng lấy điện thoại di động ra và gọi vài cuộc Hoàng Thiên không cần giải thích gì thêm, với khả năng của quản gia Trần, thật dễ dàng để làm sụp đổ một công ty nhỏ như tập đoàn Trịnh Thị. Sau một thời gian, Trịnh Hải nhận được vài cuộc gọi, tất cả đều là tin xấu. Công ty của ông ta bắt đầu bằng nguồn tài chính bất hợp pháp, thu hút rất nhiều tiền của các nhà đầu tư và cho đến nay đã hại chết nhiều người. Tại thời điểm này, tập đoàn Trịnh Thị đã bị tịch thu và tất cả tài sản đều bị đóng băng sau khi đấu giá số tiền sẽ được trả lại cho các nhà đầu tư còn trịnh hải cũng đang phải đối mặt với tình trạng bị tạm giữ hình sự mức án hơn chục năm được cho là nhẹ trịnh hải đã hoàn toàn tuyệt vọng và ngồi trên mặt đất ngẩn người thế nào chủ tịch trịnh ông thích ngồi tù hay ông thích đi châu phi trải nghiệm cuộc sống quản gia trần lúc này cười lạnh hỏi trịnh hải trịnh hải cảm thấy vô cùng sợ hãi cậu chủ hoàng này là ai làm sao có thể có thế lực mạnh mẽ như vậy đồng tiền bất hợp pháp khi đó đã giải quyết bằng nhiều cách khác nhau tại sao lại lộ ra trịnh hiếu phong trịnh hiếu phong thằng khốn chết tiệt mày hại chết cha mày rồi trịnh hải chỉ vào trịnh hiếu phong vừa khóc vừa mắng rồi gục xuống hoàng thiên vẫy với tay ra hiệu cho phương doanh bắt trịnh hải và trịnh hiếu phong đi phương doanh hiểu ý nói với đàn em đem hai người này đưa tới châu phi trong đêm vâng bốn thanh niên mặc đồ dằn di kéo Trịnh Hiếu Phong và Trịnh Hải ra khỏi rừng và đưa họ đi. Trịnh Hiếu Phong và Trịnh Hải khóc lóc cầu xin sự thương xót, nhưng đã quá muộn, và Hoàng Thiên không định để họ đi. Còn lại chim ưng và vài tên đàn em của gã, đứng đó như một kẻ ngốc, chờ đợi đến mức tóc cũng dụng. Cậu chủ, phải xử lý mấy tên lưu manh này thế nào đây? Phương Doanh hỏi Hoàng Thiên. Xử lý ra sao thì tùy anh. Hoàng Thiên vỗ vai Phương Doanh, sau đó đi ra khỏi rừng cây vừa dứt giọng nói phương doanh đã động tay động chân tiếng gào thét không dứt đám người chim ưng bị đánh cho tàn phế trong vòng vài giây lã việt và tiêu tấn đi theo hoàng thiên và ra khỏi rừng chứng kiến chuyện vừa xảy ra lã việt và tiêu tấn đều vô cùng sửng sốt bây giờ lã việt càng hiểu rõ cậu chủ hoàng ở hà nội quá kinh người ông lớn lã việt của thành phố bắc ninh ông lớn kha phù ở hải phòng trước mặt phương doanh Chẳng là cái gì. Trong đầu Lã Việt bây giờ đều là hàng chục khẩu súng trường tự động, ông ta biết rằng thứ này không phải là toàn bộ tài sản của phương doanh, rốt cuộc phương doanh là ai? Lã Việt sợ hãi nghĩ đến chuyện này, đi theo Hoàng Thiên, nhưng ông ta không dám nói cái gì hay hỏi cái gì. Hoàng Thiên không nói gì cả, sau khi đến bên ngoài rừng cây, anh lên xe BYD của mình và lái xe về thành phố. Lã Việt và Tiêu Tấn lái xe phía sau, họ không thể thích ứng với nhịp điệu của cậu chủ Hoàng và họ im lặng suốt quãng đường. Sau khi vào thành phố, Hoàng Thiên dừng xe lại, mở cửa sổ nói với Lã Việt, ông về trước đi, tôi vào bệnh viện. Anh chấm ANS Hoàng, sau này anh có chuyện gì thì phải tìm tôi, tôi sẵn sàng giúp anh. Lã Việt xuống xe, lắp bắp đi bên cạnh xe của Hoàng Thiên. Thấy Lã Việt căng thẳng như vậy, Hoàng Thiên mỉm cười. Đừng khách sáo như vậy, về đi ông Tư Long. Không, không, không cứ gọi tôi là Lã Việt. Lã Việt rất lo lắng, lần đầu tiên sau ngần ấy năm, ông ta sợ một người như vậy. Hoàng Thiên cười nhẹ và lái xe đến bệnh viện nơi Lâm Ngọc An đang ở. Anh đã gọi cho Lâm Ngọc An và hỏi cô ấy ở khu nào, Hoàng Thiên cứ thế đến tìm cô. Vào lúc này trong bệnh viện, Trương Lan Phượng cùng với Lâm Huỳnh Mai đang ngồi bên cạnh Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An hoàn toàn tỉnh táo sau khi truyền dịch. Nằm trên giường bệnh, cô vẫn không khỏi sợ hãi nếu không phải gọi điện thoại cho hoàng thiên vào thời điểm quan trọng cô sẽ không tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra ngọc an bây giờ con cảm thấy thế nào trương lan phượng lo lắng nhìn lâm ngọc an trong lòng vô cùng hối hận nếu sớm biết cậu chủ trịnh là loại xúc sinh này có đánh chết bà ta cũng không dám làm vậy suýt nữa hại chết con gái bà ta lâm ngọc an muốn chất vấn trương lan phượng nhưng nhìn thấy trương lan phượng hối hận và tự trách mình lúc này lòng cô dịu lại mẹ, mặt mẹ bị sao vậy? Lâm Ngọc An nhìn khuôn mặt sưng đỏ của Trương Lan Phượng, bối rối hỏi. Không nhắc đến chuyện này cũng không sao, nói đến chuyện này, Trương Lan Phượng tức giận. Mẹ nó chưa, mẹ bị thằng phế vật kia tát. Trương Lan Phượng mắng chửi một cách thậm tệ. Ồ, Lâm Ngọc An trợn tròn mắt ngạc nhiên, đương nhiên cô biết phế vật trong miệng mẹ cô chắc chắn là Hoàng Thiên. Mẹ bị Hoàng Thiên đánh. Làm sao có thể như vậy, hoàng thiên vẫn luôn cam chịu chưa từng phản lại mẹ 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 có nhầm lẫn gì không hoàng thiên sao có thể đánh mẹ lâm ngọc an nghi ngờ hỏi mẹ không nhầm ai tát mẹ chẳng lẽ còn không biết trương lan phượng điên cuồng nói thật sự tức chết phế vật này càng ngày càng giỏi ngay cả mẹ cũng dám đánh chị xem đi lần sau nếu em gặp anh ta nhất định em sẽ không để yên lâm ngọc an kích động nói lâm ngọc an thực sự bất lực đương nhiên biết hoàng thiên đang lo lắng nên đã kích động đánh trương lan phượng nhưng chuyện này thật phiền phức mẹ là người từ trước đến nay chưa từng chịu thiệt làm sao có thể cho qua được ra khỏi giường bệnh lâm ngọc an đang định đi vệ sinh gọi điện cho hoàng thiên bảo anh đừng đến bệnh viện trước khi cô đi ra ngoài hoàng thiên đã vào khu phòng lâm ngọc an khóc thầm trong lòng hoàng thiên đến sớm quá khi hoàng thiên đến trương lan phượng tức giận đến xanh cả mắt Lâm Huỳnh Mai Trông cũng tức giận, và sẵn sàng cùng với Trương Lan Phượng dạy dỗ Hoàng Thiên. Hoàng Thiên, cậu còn dám tới. Trương Lan Phượng vội vàng chạy đến ngay lập tức, bà ta định tát Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đứng ở nơi đó không hề nhúc nhích mà lạnh lùng nhìn Trương Lan Phượng. Cái tát của Trương Lan Phượng đóng băng trong không khí, rất lâu cũng chưa hạ xuống. Bởi vì bà ta nhìn thấy ánh mắt Hoàng Thiên lúc này sắc bén, trên người có một luồng khí thế không thể xâm phạm. Mẹ, mẹ làm sao vậy, sao mẹ không tắt anh ta? Lâm Huỳnh Mai lẩm bẩm rất bất mãn, cô ta bước lại gần Hoàng Thiên hậm hực, hừ, đồ khốn, dám đánh mẹ của tôi. Hôm nay tôi nhất định phải dạy cho anh một bài học. Sau đó, Lâm Huỳnh Mai giơ tay tát vào mặt Hoàng Thiên. Nhìn em vợ ngạo mạn như vậy, Hoàng Thiên cũng không nói nên lời. Cô nhóc này mấy năm nay được mình chiều quen rồi, tôi dù gì cũng là anh rể của cô, cô nói đánh là đánh sao? ngay khi tay của lâm huỳnh mai giơ lên lâm ngọc an đã vội vàng chạy tới để nắm lấy tay cô ấy huỳnh mai dừng lại anh ấy là anh rể của em có đánh cũng không đến lượt em đánh lâm ngọc an nói lâm ngọc an không tin cô nhìn lâm huyền ngọc an nói chị thả em ra cái thứ rác rưởi này dám đánh mẹ em dạy dỗ anh ta thì có gì sai đừng mở miệng ra là nói phế vật lần trước phương đang ở hải phòng hạ thuốc em chẳng phải là anh rể cứu em sao lâm ngọc an lớn tiếng nói lâm huỳnh mai không nói nên lời cô cũng cảm thấy xấu hổ trương lan phượng thật sự bị giọng điệu của hoàng thiên vừa rồi làm cho choáng váng đứng ở nơi đó không dám làm gì để lấy lại thể diện trương lan phượng tức giận hỏi hoàng thiên vừa rồi lúc tôi gọi điện thoại cho cậu chủ trịnh tôi bảo cậu nghe máy tại sao cậu không nghe tôi với bà thì có chuyện gì mà nói hoàng thiên hỏi trương lan phượng cậu trương lan phượng tức giận cười Nghĩ đến 30 tỷ mà cậu chủ Trịnh hứa cho bà ta, bà ta hỏi Hoàng Thiên, cậu chủ Trịnh đâu rồi? Chẳng phải cậu cho người bắt cha của cậu chủ Trịnh đi sao? Cậu mang người đi đâu rồi? Nhìn thấy Trương Lan Phượng vẫn đang nghĩ đến cha con nhà họ Trịnh, Hoàng Thiên thực sự không còn gì để nói với bà ta. Nhìn Lâm Ngọc An, Hoàng Thiên nhẹ giọng nói, đi thôi Ngọc An, chúng ta về nhà. Lâm Ngọc An đã muốn rời khỏi đây từ lâu, bây giờ tốt hơn nên tách Hoàng Thiên và Trương Lan Phượng ra nếu không họ sẽ cãi nhau. Ừm, cô gật đầu, Lâm Ngọc An và Hoàng Thiên bước ra cửa. Cậu chủ trịnh và cha của hắn đến châu Phi đào mỏ rồi. Khi Hoàng Thiên bước tới cửa, anh nói mà không quay đầu lại. Đi làm việc ở châu Phi. Trương Lan Phượng choáng váng đến mức giật lấy điện thoại di động và gọi cho Trịnh Hải và Trịnh Hiếu Phong, nhưng không ai nghe máy. Sau khi Hoàng Thiên đưa Lâm Ngọc An ra khỏi bệnh viện, anh đã lái xe rời khỏi đây. Hoàng Thiên, Trịnh Hiếu Phong thực sự đi làm việc ở châu Phi. Lâm Ngọc An nhìn Hoàng Thiên, cô không thể tin đó là sự thật, bởi vì nhà của Trịnh Hiếu Phong giàu có như vậy, làm sao có thể ra ngoài làm việc. Hoàng Thiên hiểu rằng vợ mình đã bị Trịnh Hiếu Phong quấy rối khiến cho hình thành bóng ma tâm lý. Chỉ là nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, Trịnh Hiếu Phong cùng cha anh ta, đời này cũng không rời khỏi Phi Châu, cả đời chỉ đào mỏ. Là sự thật, Hoàng Thiên cười nhạt. Sao điều này có thể xảy ra được?" Lâm Ngọc An lắc đầu. "Đừng lo lắng Ngọc An, những gì anh nói là sự thật, Trịnh Hiếu Phong sẽ không bao giờ quấy rối em nữa." Hoàng Thiên nói một cách rất nghiêm túc. Lâm Ngọc An thấy Hoàng Thiên không chịu nói thêm, liền nhịn không được hỏi. "Hoàng Thiên, đi ăn chút gì đi, em đói bụng." "Ăn gì?" Hoàng Thiên nhẹ giọng hỏi. Lâm Ngọc An suy nghĩ một chút, mới nói: Nhà hàng hải sản biển xanh mà chúng ta đến lần trước ăn rất ngon. Chúng ta đến đó ăn được không? Được, Hoàng Thiên cười gật đầu. Lâm Ngọc An nhìn Hoàng Thiên, nhưng cô không nói gì. Lý do tại sao Lâm Ngọc An chọn đến nhà hàng hải sản biển xanh là để tìm hiểu xem Hoàng Thiên và Đường Lương Hạnh có mối quan hệ mập mờ hay không. Lần trước tại nhà hàng hải sản biển xanh, chỉ với một lời nói của Hoàng Thiên, Đường Lương Hạnh đã trả lại đặng nam hàng trăm triệu lâm ngọc an luôn bối rối về vấn đề này ngoài ra trần giang liên tục nói rằng đường lương hạnh đang dây dưa với hoàng thiên khiến lâm ngọc an thực sự muốn tìm ra điều này không lâu sau hoàng thiên đã lái xe đưa lâm ngọc an đến nhà hàng hải sản biển xanh đây là nhà hàng riêng của hoàng thiên nhưng chỉ đường lương hạnh biết về nó vừa vào cửa hoàng thiên đã nhìn thấy đường lương hạnh ở đại sảnh đường lương hạnh lúc này cũng nhìn thấy hoàng thiên cô đã được hoàng thiên thăng chức tổng giám đốc người đẹp này rất biết ơn hoàng thiên thấy hoàng thiên đến rồi đường lương hạnh nhiệt tình chào hỏi anh hoàng anh đến rồi nhìn thấy lâm ngọc an bên hoàng thiên đường lương hạnh không dám gọi ông chủ lâm ngọc an cẩn thận quan sát cô phát hiện lúc đường lương hạnh đang nhìn hoàng thiên trong mắt hiện lên tia sáng tràn đầy sùng bái điều này khiến lâm ngọc an càng thêm nghi ngờ khi một cô gái thích một người đàn ông ánh mắt họ nhìn cũng sùng bái như thế này hoàng thiên cảm nhận được phản ứng của lâm ngọc an lại bị người thân hiểu lầm rồi hoàng thiên cảm thấy rất mệt anh sẽ nhân cơ hội này để giải thích với vợ rằng anh thực sự không liên quan gì đến đường lương hạnh đi dọn một bàn hải sản đi vợ chồng tôi sẽ ăn ở đây hoàng thiên nói với đường lương hạnh vâng đường lương hạnh mỉm cười đi vào phòng bếp thu xếp đồ ăn hoàng thiên đưa lâm ngọc an tìm một chỗ ngồi xuống cười nói ngọc an em cũng cho rằng anh cùng đường lương hạnh có chuyện sao. Lâm Ngọc An nhẹ nhàng lắc đầu, em cũng không biết. Hoàng Thiên có thể thấy rằng lúc này vợ mình thật sự đang ghen. Nắm bàn tay ngọc mịn màng của Lâm Ngọc An, Hoàng Thiên nhẹ nhàng vuốt ve mờ u bàn tay cô. Tay Lâm Ngọc An khẽ run, cô ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên nhìn Hoàng Thiên. Vợ à, giữa anh và cô ấy thật sự không có chuyện gì. Hoàng Thiên nhìn Lâm Ngọc An nghiêm túc nói. Lâm Ngọc An mím môi, khẽ thì thào vậy thì tại sao cô ấy lại tốt với anh như vậy sao cô ấy lại nghe lời anh như vậy bởi vì anh là sếp của cô ấy hoàng thiên cái gì nhà hàng này là của anh lâm ngọc an lập tức sửng sốt liếc nhìn nhà hàng hải sản được trang trí lộng lẫy cô thật sự không thể tin được đúng vậy hoàng thiên không muốn trốn tránh lâm ngọc an bình tĩnh gật đầu trời ạ à, lâm ngọc an sững sờ lúc này cô cảm thấy mình thật sự không hiểu hoàng thiên người đàn ông này đã dành cho cô bao nhiêu điều bất ngờ rồi lâm ngọc an còn định hỏi thêm nhưng đúng lúc này ngoài cửa có bảy tám nam nữ thanh niên bước vào vừa đi vừa nói cười người phục vụ vội vàng đến chào họ và mời những người này ngồi xuống sau khi những nam nữ thanh niên này ngồi xuống họ nói chuyện và cười đùa trong khi gọi đồ ăn tất cả đều có tinh thần phấn chấn đúng lúc này một trong những cô gái ăn mặc thời trang đứng lên sau khi nhìn chằm chằm lâm ngọc an vài giây cô ta đột nhiên lớn tiếng nói nhìn xem đây chẳng phải là lâm ngọc an sao khi cô ta nói vậy những người còn lại đều đứng dậy và nhìn lâm ngọc an đúng đúng vậy là lâm ngọc an thật là trùng hợp một vài bạn học của chúng ta tụ tập và chúng ta lại có thể gặp lâm ngọc an ở đây đúng vậy tại sao lại quên lâm ngọc an được gọi cậu ta đến đây uống chút đi Mấy người nam nữ đó xì xào bàn tán. Lâm Ngọc An cũng rất ngạc nhiên, cô biết những người này. Những người này là bạn học đại học của cô, đã 3-4 năm không gặp nhau. Lâm Ngọc An, thật là trùng hợp, tới ngồi đây. Cô gái ăn mặc thời trang vẫy tay với Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An nhận ra cô gái này là Lục Kim Hằng, một người bạn cùng lớp đại học của cô. Lục Kim Hằng khi còn đi học ăn mặc rất sành điệu, bây giờ đã bước ra xã hội cô ta càng ăn mặc thời trang gợi cảm duyên dáng như một phụ nữ giàu có để em đi qua chào hỏi bọn họ lâm ngọc an nói nhỏ với hoàng thiên được hoàng thiên gật đầu nhưng anh cũng không đi qua dù sao cũng không quen bạn học của vợ nên không đi qua thì tốt hơn lâm ngọc an đến chào hỏi những người bạn học này lục kim hằng nhìn lâm ngọc an sau đó nhìn hoàng thiên cách đó vài mét cô ta cười nói ngọc an là bạn trai của cậu sao lâm ngọc an cười nhẹ nói anh ấy là chồng của tôi hi hi suýt nữa quên mất nghe trương hà nói là cậu đã kết hôn chồng cậu thật thà nhưng lại bị què đúng không lục kim hằng cười nhẹ ý nghĩa mai đã có trong lời nói của cô ta khi còn học đại học lâm ngọc an là hoa khôi của lớp mặc dù lục kim hằng rất xinh đẹp nhưng cô ta luôn bị lâm ngọc an chiếm hết hào quang sau nhiều năm lục kim hằng luôn ghen ị với lâm ngọc an vì vậy khi gặp nhau cô ta muốn Lâm Ngọc An bị mất mặt. Khi Lục Kim Hằng nói điều này, tất cả mọi người đều cười nhạo. Đặc biệt là người phụ nữ tên là Trương Hà, cô ta và Lục Kim Hằng là bạn thân, liền hiểu được ý đồ của Lục Kim Hằng. Này, tôi nói này Kim Hằng, cậu đừng nói Ngọc An như vậy, cậu ta lấy phải một người chồng què đã đủ đáng thương rồi. Trương Hà cười khúc khích. Đôi lông mày của Lâm Ngọc An khẽ nhăn lại, cô thật sự không ngờ bạn học cũ gặp nhau lại có mỉa mai như vậy hoàng thiên cũng không nói nên lời bạn học của vợ là thể loại gì vậy không đợi lâm ngọc an nói gì lục kim hằng đã chạy ra cửa ôm một người đàn ông trung niên vừa đậu xe bước vào anh yêu chiếc land rover quá lớn không dễ đậu lần sau anh lái chiếc xe nhỏ có được không lục kim hằng nắm cánh tay người đàn ông trung niên làm núng tất nhiên Mọi người đều có thể nghe thấy rằng Lục Kim Hằng đang khoe khoang rõ ràng như thể sợ người khác không biết rằng bố cô ta có một chiếc Land Rover. Lâm Ngọc An vô cùng thất vọng với Lục Kim Hằng, Lục Kim Hằng lúc còn đi học đã là như thế này, không nghĩ tới khi bước vào xã hội càng quá đà hơn. Cô muốn quay lại với Hoàng Thiên, không muốn nói chuyện với những người được gọi là bạn học này nữa. Không ngờ, Lục Kim Hằng liền nắm lấy tay cô, cười một cách coi thường, "Ngọc An, vợ chồng cậu đến đây bằng gì vậy?" chúng tôi đến bằng ô tô. Lâm Ngọc An cao mày nói. Lục Kim Hằng cố ý muốn làm cho Lâm Ngọc An khó xử, lúc này mới cười tủm tỉm chỉ ra bên ngoài. Này, tôi nói này Ngọc An, vợ chồng cậu sẽ không lái chiếc xe BYD đó chứ. Audio điện tử võ tấn bền Ngay khi Lục Kim Hằng vừa nói ra, mọi người đều nhìn ra bên ngoài nhà hàng. Có một chiếc xe BYD cũ màu đen trong bãi đậu xe. Nhiều người là như vậy, một khi chắc chắn rằng bạn nghèo thì trong lòng họ sẽ coi thường bạn. Bạn học của Lâm Ngọc An cũng là như vậy, khi bọn họ nhìn Lâm Ngọc An vào lúc này, trong mắt bọn họ có chút coi thường. Khuôn mặt của Lâm Ngọc An hơi đỏ lên, ai cũng có lòng hư vinh, cô cũng là một người phụ nữ bình thường, Lâm Ngọc An cảm thấy rất xấu hổ khi bị hỏi như thế này. Khi thấy Lâm Ngọc An phản ứng như vậy, Lục Kim Hằng đã biết là cô ta đã đoán đúng, chiếc xe BYD nát ở bên ngoài kia chính là của Lâm Ngọc An. Nghĩ rằng người đàn ông của mình lái một chiếc Land Rover, điều này chắc chắn đã oai hơn gấp 10 lần con xe BYD của Lâm Ngọc An, Lục Kim Hằng cảm thấy rất vui sướng. Hưm, con khốn Lâm Ngọc An, khi ở trường đại học cô đã làm ồn ào hết cả lên, đám con trai vây xung quanh cô, bây giờ thì cuộc sống xoay chuyển chưa? Lục Kim Hằng nghĩ thầm, thấy Lâm Ngọc An im lặng không nói gì, cô ta cười to rồi nhìn Hoàng Thiên vài lần. Trương Hà này! tôi vẫn không hiểu chồng của Ngọc An là một tên què vậy mà có thể lái xe sao. Lục Kim Hằng cười hỏi Trương Hà bên cạnh. Trương Hà rất phối hợp với Lục Kim Hằng, lúc này mới nở nụ cười thật đẹp. Kim Hằng, sao cậu nói thẳng ra như thế? Mắng chửi người không nên vạch khuyết điểm, huống chỉ người ta còn bị què nữa. Ha ha, tôi cũng không có mắng anh ta đâu, hơn nữa khập khiếng cũng không sao, chỉ cần Lâm Ngọc An thích là được. Lục Kim Hằng cười to nói, rồi nhìn Lâm Ngọc An bằng ánh mắt khiêu khích. Lâm Ngọc An thực sự không ngờ rằng những người bạn học cũ của cô vừa gặp mặt đã làm cho cô xấu hổ, mà cô cũng không xúc phạm gì họ. Chiếc xe chỉ là một phương tiện đi lại mà thôi, không có gì phải xấu hổ khi lái BYD. Ngoài ra, chồng tôi không phải là một người què. Lâm Ngọc An nói xong, lập tức xoay người đi về phía Hoàng Thiên. Nhưng mà, Lục Kim Hằng không muốn bỏ qua cho Lâm Ngọc An đi như vậy cô ta vẫn muốn chế nhạo một chút nữa. Đừng đi, Ngọc An, bạn học của chúng ta cuối cùng cũng gặp lại nhau, cùng nhau uống vài chén đi. Lục Kim Hằng nắm lấy cánh tay của Lâm Ngọc An và nhất quyết không để Lâm Ngọc An đi. Trương Hà cũng đứng dậy, đẩy Lâm Ngọc An ngồi vào ghế, đúng vậy đấy Ngọc An, Kim Hằng vừa mới chỉ đùa với cậu thôi, cậu thực sự tức giận sao? Cậu cũng quá để ý rồi. Lâm Ngọc An cảm thấy không chấp nhận được, như vậy mà còn là nói đùa sao? tại sao lại có một trò đùa như vậy ngọc an kim hằng chỉ thích nói đùa thôi đừng để bụng một tên con trai cũng thuyết phục lâm ngọc an khi cậu ta nhìn thấy lâm ngọc an thì mắt đã sáng lên bởi vì khi còn đi học lâm ngọc an chính là nữ thần của bao chàng trai đúng vậy đúng vậy hôm nay bạn học của chúng ta phải uống vài chén nhà hàng hải sản này chính là cao cấp nhất thành phố bắc ninh chúng ta hôm nay không say không về một tên con trai khác mê mẩn nhìn lâm ngọc an cảm xúc đột nhiên dâng trào nói ra. Những cô gái khác biểu môi không nói gì, giống như Lục Kim Hằng, trong lòng bọn họ cực kỳ ghen tị với Lâm Ngọc An. Vì tình cảm, Lâm Ngọc An không nói gì dù cô cảm thấy không vui. Này, cậu lại đây uống vài chén. Đúng lúc này, người đàn ông trung niên đang ôm Lục Kim Hằng lên tiếng, khinh thường chỉ vào Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng thật sự chịu thua, cùng vợ đi ăn một bữa cơm lại có thể gặp những người như vậy người đàn ông trung niên ngồi đó như một con lợn béo vênh mặt lên khiến hoàng thiên cảm thấy khó chịu đúng vậy ngọc an đã nói anh không phải người què mau tới đây đi nếu không què thử bước hai ba bước xem lục kim hằng ngoắc ngón tay với hoàng thiên cười nói này kim hằng cậu cũng ác đấy biết rõ người ta đi đứng không được tốt lại còn bảo người ta bước đi hai ba bước trương hà bật cười nói hoàng thiên thấy bọn họ không muốn dừng lại anh đứng dậy đi tới và ngồi bên cạnh Lâm Ngọc An. "Hoàng Thiên, nếu không thì chúng ta về nhà ăn cơm đi." Lâm Ngọc An nói nhỏ với Hoàng Thiên, cô không muốn ở đây thêm một phút nào nữa. Tự nhiên bị những người này chế giễu vô cớ, Hoàng Thiên không muốn bỏ qua như vậy. Chế giễu anh thì không thành vấn đề, nhưng lại cho làm vợ của mình không vui thì Hoàng Thiên không nhịn được. "Ha ha, Ngọc An, chúng ta ăn ở đây cũng được." Hoàng Thiên cười dịu dàng với Lâm Ngọc An và nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Lâm Ngọc An khẽ thở dài, cô biết Hoàng Thiên muốn ra mặt giúp mình, nhưng thực lực sợ là không đủ rồi, người đàn ông mà Lục Kim Hằng tìm được quả thực giống như một phú ông. Nhìn Hoàng Thiên ôm Lâm Ngọc An trong tay, hai tên con trai kia cắn chặt răng. Chỉ là một người đàn ông nghèo hèn như vậy, lại có thể kết hôn với một nữ thần như Lâm Ngọc An. Điều này không thể chấp nhận được. Không chỉ có hai tên con trai này ghen tị mà người đàn ông trung niên cũng vô cùng ghen tị. Bởi vì Lục Kim hằng kém hơn mấy bậc so với vẻ đẹp khí chất của Lâm Ngọc An. Tôi tên là Kim Đình Phong, xin hỏi anh Hoàng Thiên làm việc ở đâu vậy? Người đàn ông trung niên Kim Đình Phong tự giới thiệu rồi hỏi Hoàng Thiên. Đây cũng không phải là muốn lịch sự gì, Kim Đình Phong cho rằng Hoàng Thiên là một thằng nghèo hèn nên cố ý hỏi Hoàng Thiên làm gì. Tôi không đi làm. Hoàng Thiên cười nhạt, đột nhiên vẻ mặt của kim đình phong càng thêm khinh thường không chỉ ông ta mà tất cả mọi người có mặt đều khinh thường hoàng thiên một người đàn ông lớn như vậy rồi mà không đi làm chẳng lẽ để vợ nuôi sao thật sự không biết xấu hổ sao ngọc an cậu thật vĩ đại sao có thể tìm được một người đàn ông như vậy chứ tôi thật sự không thể so sánh được với cậu trương hà kỳ quái nói ngoài mặt thì thông cảm với lâm ngọc an nhưng thực ra lại có ý mỉa mai Ha ha, Trương Hà, cậu cũng không thể nói như vậy, số phận đã sắp đặt thì không thể tự quyết định được bạn đời của mình như thế nào. Lục Kim Hằng cười đắc ý, cô ta cảm thấy người đàn ông cô ta tìm được tốt hơn Lâm Ngọc An rất nhiều, cô ta thấy mình xuất sắc hơn Lâm Ngọc An. Trương Hà vừa nghe xong lập tức bật cười, đúng vậy, Kim Hằng cậu có số phận tốt hơn, tìm được một người đàn ông tốt như ông chủ Kim, và anh ấy lại rất yêu thương cậu, thật sự là người ta hâm mộ mà. Lục Kim Hằng cảm thấy thỏa mãn khi nghe Trương Hà nói, cô ta ôm cổ Kim Đình Phong và làm ra vẻ khó chịu, "Ồ, cũng đừng hâm mộ tôi quá, tôi chỉ may mắn mới gặp được người đàn ông giàu có của tôi thôi, nếu không tôi đã chưa chắc bằng được Ngọc An đâu." Kim Đình Phong không chịu nổi sự khiêu gợi của Lục Kim Hằng, làm cho ông ta chết mê chết mệt, ôm Lục Kim Hằng cười nói, "Kim Hằng, cái túi Gucci mà em muốn, sau khi ăn xong anh sẽ mua cho em. Chúng ta ăn cơm trước đi." cơm nước xong chúng ta cùng ngọc an đi hát karaoke được không lục kim hằng không ngu ngốc khi nghe được kim đình phong nói lời này cô ta nhìn chằm chằm lâm ngọc an trong lòng lập tức cảm thấy nguy cơ hừ hát gì mà hát mua túi cho người ta trước rồi nói sau lục kim hằng hừ nói ha ha được được ăn xong anh sẽ đưa em đi mua kim đình phong bật cười khi thấy các món ăn gần như đã sẵn sàng ông ta ra vẻ giàu có và nói mọi người cứ tự nhiên chủ nhà hàng này là một người bạn tốt của tôi mọi người có thể yên tâm ăn uống thoải mái ồ ông chủ kim thật tuyệt đi đâu cũng có người quen trương hà ngạc nhiên nhìn kim đình phong và tâng bốc ông ta dù sao cũng chỉ là mất câu nói thôi những người khác gió chiều nào theo chiều nấy tâng bốc kim đình phong đúng vậy đúng vậy ông chủ kim quan hệ thật rộng còn biết cả ông chủ ở đây đó là đẳng cấp khác nhau nếu cậu đạt đẳng cấp như ông chủ kim thì cậu cũng có thể biết chủ nhà hàng ở đây. Mọi người tung hứng câu nói, tất cả đều rất dễ nghe và nịnh nọt. Kim Đình Phong nghe xong cực kỳ hưởng thụ, và ông ta không ngờ mình thuận miệng khoe khoang một câu lại có hiệu quả như vậy. Lục Kim Hằng càng thêm tự hào, đắc ý nhìn Lâm Ngọc An, cảm thấy hôm nay Lâm Ngọc An đã hoàn toàn bị cô ta dẫm lên. Lâm Ngọc An cau mày, bởi vì vừa rồi Hoàng Thiên Đích Thân nói cho cô biết rằng anh ấy là chủ nhà hàng này rốt cuộc thì đâu mới là sự thật chủ nhà hàng là hoàng thiên hay là người khác nhìn thấy kim đình phong không biết xấu hổ như vậy hoàng thiên thật sự không nói nên lời hoàng thiên cười nhẹ nhìn kim đình phong ông chủ kim anh có chắc là anh biết chủ nhà hàng này không kim đình phong sửng sốt bĩu môi nói đúng vậy cậu muốn nói cái gì ha ha tôi chính là chủ của nhà hàng này tại sao tôi lại không biết anh hoàng thiên cười lạnh lùng trực tiếp lộ ra Kim Đình Phong ngẩn người, sau đó kiểm tra lại Hoàng Thiên, thấy Hoàng Thiên mặc quần áo quá bình thường, Kim Đình Phong không nhịn được cười. "Ha ha, tôi nói chồng của Ngọc An này, cậu đừng có dát vàng lên mặt mình có được không?" Ngay sau khi Kim Đình Phong nói xong, tất cả mọi người có mặt đều cười phá lên. Ấn tượng đầu tiên của mọi người là rất quan trọng, ấn tượng đầu tiên của Hoàng Thiên đối với những người này thì anh chỉ là một người nghèo, ai có thể hình dung ra được anh là chủ nhà hàng này chứ? Này anh ta thực sự đang làm cho tôi cười chết mất anh ta là chủ nhà hàng này sao lục kim hàng ôm bụng cười khúc khích như một con gà mái nhỏ trương hà cũng cười đến nỗi không dừng được khinh thường nhìn hoàng thiên cười nói tôi nói anh hoàng thiên này có phải anh dựa vào những câu nói dối như này để có được ngọc an phải không đúng vậy trương hà giờ tôi cũng thấy có chút đồng cảm với ngọc an tại sao cô ấy lại có một người chồng đạo đức giả như vậy lục kim hàng lúc này không khách sáo với hoàng thiên chút nào lời nói của cô ta càng lúc càng trở nên gay gắt sắc mặt của lâm ngọc an lúc đỏ bừng lúc trắng bệch mất mặt trước nhiều người như vậy thật muốn tìm một chỗ để chui vào cô cũng không thể tin được hoàng thiên lại là chủ nhà hàng này luôn luôn ở chung với nhau cô chưa từng nghe nói hoàng thiên mở nhà hàng mọi người đều tưởng rằng hoàng thiên sẽ xấu hổ nhưng lại không ngờ là hoàng thiên vẫn bình tĩnh ngồi ở chỗ đó cũng không bị những lời chế giễu này ảnh hưởng Tôi nói này Hoàng Thiên, không ngờ ra mặt cậu lại dày như vậy, tôi thật sự chịu thua, cậu có thể khoác lác nhiều hơn một chút được không? Lại còn là chủ nhà hàng này, thật sự làm cho tôi chết cười rồi, ha ha han. Kim Đình Phong nhìn Hoàng Thiên với đôi mắt sách và mỉm cười châm chọc. Hoàng Thiên cũng cười nhẹ nhìn Kim Đình Phong nói, Kim Đình Phong, chính xác là da mặt của anh dày hay của tôi. Tất nhiên là cậu rồi, còn tự nhận mình là chủ nhà hàng nữa, Tại sao cậu không nói rằng tập đoàn quốc tế toàn cầu là của cậu luôn đi?" Kim Đình Phong cười nói. "Này anh yêu, đừng nhắc nhở anh ta nữa, kẻo một lát nữa anh ta lại nói tập đoàn toàn quốc tế toàn cầu cũng là của nhà anh ta đấy." Lục Kim Hằng cười khúc khích. "Các người nói đúng, tập đoàn quốc tế toàn cầu thực sự là của gia đình tôi." Hoàng Thiên nhàn nhạt nói. "Ha ha hai. Không được rồi, tôi sẽ bị anh ta chọc cười đến chết mất." "Tôi cũng vậy." tôi không thể nghe nổi nữa nam thanh nữ tú đều cười bò lâm ngọc an thở dài thườn thượt sau đó đứng dậy nói với hoàng thiên chúng ta về nhà đi hoàng thiên dịu dàng nhìn lâm ngọc an cười nói ngọc an những gì chồng em nói đều là sự thật không cần phải để ý đến bọn họ hả lâm ngọc an khó có thể tin được nhưng nhìn thấy nụ cười bình tĩnh của hoàng thiên lúc này cô cảm thấy hoàng thiên sẽ không nói dối cô em ngọc an anh nghĩ em đừng sống cùng người đàn ông này nữa khoác lác như này thì quá mức rồi kim đình phong làm ra vẻ tốt bụng và khuyên bảo lâm ngọc an kim đình phong tôi không phải đang cho ông mặt mũi sao hoàng thiên lạnh lùng nhìn kim đình phong anh cảm thấy loại này thật sự quá trớn rồi kim đình phong trầm mặt xuống vốn dĩ ông ta đang ghen tị với hoàng thiên vì có người vợ xinh đẹp như lâm ngọc an ông ta vẫn đang muốn tìm khuyết điểm hoàng thiên đấy loại người như cậu đúng thật là rác rưởi lại có thể khoác lác như vậy kim đình phong tôi nói tại đây nếu cậu thật sự là chủ nhà hàng này tôi lập tức dập đầu lại cậu ba cái sau đó từ đây lăn ra ngoài kim đình phong trợn mắt quát hoàng thiên hoàng thiên vui vẻ nghe kim đình phong đúng là có dũng khí đấy rất tốt những gì anh vừa nói tôi đã nhớ kỹ hoàng thiên cười nói lục kim hằng khoanh tay đứng lên cười lạnh với hoàng thiên rồi nói nếu anh không phải là chủ nhà hàng này anh cũng phải dập đầu ba cái với chúng tôi sau đó bỏ ra ngoài được thôi Hoàng Thiên bình tĩnh nhìn Lục Kim Hằng thực sự là đồ điên anh chờ bị lòi mặt xấu đi Lục Kim Hằng chừng mắt nhìn Hoàng Thiên tức giận nói không ai tin rằng Hoàng Thiên là chủ của nhà hàng này tất cả đều nhìn Hoàng Thiên với ánh mắt siêu cợt chờ xem một trò cười ha ha chuyện này vui rồi đấy đúng vậy Ngọc An như vậy mà lại tìm được một người chồng thế này Đúng là kém may mắn. Đúng là trên đời này loại người nào cũng có, nếu anh ta thật sự là chủ nhà hàng này thì còn phải lái cái xe BYD cũ sao? Các bạn học cũ của Lâm Ngọc An cũng không có kiêng nể gì, công khai coi thường Hoàng Thiên. Đúng lúc này, Đường Lương Hạnh từ phía phòng bếp đi ra. Vừa rồi cô đích thân vào bếp để sắp xếp một bữa tiệc hải sản cho Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An. Kim Đình Phong trước đây đã tới nơi này ăn uống và ông ta rất để ý Đường Lương Hạnh xinh đẹp này, vì vậy ông ta biết Đường Lương Hạnh có chức vụ gì trong nhà hàng này. Tổng giám đốc Đường, mau tới đây, ha ha ha. Kim Đình Phong ra hiệu cho Đường Lương Hạnh. Đường Lương Hạnh vội vàng đi tới, Đường Lương Hạnh vừa rồi cũng nghe được những người này nói một ít. Ông chủ Kim, có chuyện gì vậy? Đường Lương Hạnh rất không khách khí hỏi Kim Đình Phong, bởi vì vừa rồi Kim Đình Phong lại dám chế giễu Hoàng Thiên, khiến Đường Lương Hạnh rất bất mãn kim đình phong chỉ muốn làm cho hoàng thiên lòi ra mặt xấu không để ý đến giọng điệu của đường lương hạnh ha ha tôi nói này tổng giám đốc đường anh hoàng thiên này có nói anh ta là sếp của cô có đúng không kim đình phong chỉ vào hoàng thiên và hỏi đường lương hạnh với một nụ cười đúng vậy anh ấy là ông chủ của chúng tôi đường lương hạnh nghiêm túc nói điều này mọi người đang cười đều lập tức há hốc mồm không cười được nữa kim đình phong cũng há hốc mồm ông ta lắp bắp hỏi đường lương hạnh có phải cô bị sốt không nhìn anh ta ăn mặc như thằng nhà quê thế này lại có thể là ông chủ của cô sao xin mọi người tôn trọng một chút ông chủ của chúng tôi thích khiêm tốn mặc quần áo rẻ tiền không thể làm ông chủ được sao đường lương hạnh chất vấn hỏi kim đình phong không nói nên lời đỏ mặt tía tai ông ta thậm chí nằm mơ cũng không tưởng tượng rằng hoàng thiên là ông chủ ở đây chính mình vừa mới nói gì dập đầu và lăn ra ngoài. Con mẹ nó, nếu thật sự làm như vậy, bộ mặt già này không biết giấu đi đâu. Kim Đình Phong chán nản, trong lòng mắng chửi, nghĩ thầm rằng, mẹ kiếp một người giàu giả vờ nghèo làm quái gì, lại có thể mở một nhà hàng lớn như vậy mà lại đi chiếc xe BYD nát. Lục Kim Hằng cũng ngẩn ra, ngây người nhìn Hoàng Thiên một lúc, sau đó cô ta lắc đầu như cái trống lắc. Không thể nào, chắc chắn là cô biết Hoàng Thiên, còn có ý giúp anh ta nói dối đúng không? lục kim hằng chỉ vào đường lương hạnh hét lên đường lương hạnh bật cười đôi chân dài đi tới phía sau quán bar lấy giấy phép kinh doanh đang treo trên tường xuống hãy mở to mắt chó của cô lên mà nhìn cho kỹ người đại diện hợp pháp của nhà hàng hải sản biển xanh ông hoàng thiên đường lương hạnh đưa cho lục kim hằng và kim đình phong giấy phép kinh doanh kim đình phong ngồi xuống ghế hoàn toàn choáng váng vừa rồi nói hết lời bây giờ hoàng thiên thật sự là chủ nhà hàng này chẳng lẽ chính mình phải dập đầu nhận sai sao lục kim hằng và trương hà không thể tin được vừa rồi bọn họ cười nhạo hoàng thiên và lâm ngọc an nhiều như vậy giờ phút này bọn họ thật sự giống như bị tát vào mặt lâm ngọc an lúc này ngẩn người nhìn hoàng thiên cô thật sự không ngờ những gì hoàng thiên nói lại đều là sự thật nhưng làm sao anh ấy có thể sở hữu nhà hàng này cơ chứ mở một nhà hàng như thế này ít nhất cũng phải mất mấy tỷ anh ấy lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Hoàng Thiên lúc này mới đứng dậy võ võ khuôn mặt mập mạp của Kim Đình Phong, ông chủ Kim, không phải anh nói anh là bạn tốt với chủ nhà hàng sao? Anh khoác lác hay là tôi khoác lác chứ? Điều này, khuôn mặt Kim Đình Phong đỏ bừng, xấu hổ không nói nên lời chiếc Land Rover nát kia cũng chỉ có vài trăm triệu mà thôi, thật sự giỏi lắm sao? Hoàng Thiên chỉ vào Land Rover bên ngoài, hỏi Lục Kim Hằng. Anh, hừ hừ, mở một nhà hàng rách nát thì đã rất giỏi sao? Công ty của Đình Phong nhà chúng tôi có tài sản 70 tỷ đấy. Lục Kim Hằng ôm cánh tay Kim Đình Phong, cong miệng lên nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cười lạnh, nhìn về phía Lục Kim Hằng, cô gái này và Trương Hà trước mặt, vừa rồi còn chế nhạo Lâm Ngọc An. Vốn dĩ Hoàng Thiên vốn là không muốn chấp nhận với loại người này, nhưng bọn họ chế nhạo Lâm Ngọc An, Hoàng Thiên nhất định phải ra mặt cho Lâm Ngọc An. Hi hi, một câu cũng đình phong nhà chúng tôi, ông ta thực sự là người nhà của cô sao? Ông ta cũng 40 năm tuổi rồi, chắc phải chạc tuổi cha cô đấy. Hoàng Thiên mỉm cười. Anh, Hoàng Thiên đồ khốn nạn này. Lục Kim Hằng vừa xấu hổ vừa giận dữ, hung hăng nhìn chằm chằm Hoàng Thiên. Vừa nhìn đã biết cô chỉ là một tình nhân mà thôi, giống như cô vậy mà còn có mặt mũi chế nhạo bà xã của tôi. Hoàng Thiên nói tiếp. Con mẹ mày, mày nói lại lần nữa cho ao nghe xem. Lục Kim Hằng thẹn quá hóa giận, cô ta thật sự chỉ là tình nhân của Kim Đình Phong. Bị Hoàng Thiên làm cho xấu hổ như vậy, Kim Đình Phong không quan tâm, ông ta sắn tay áo lao đến trước mặt Hoàng Thiên, chỉ vào mũi Hoàng Thiên và chửi, thằng nhóc con, mày lại nói một câu cho tao nghe xem. Nghe thấy những lời bẩn thỉu của Lục Kim Hằng và Kim Đình Phong, Hoàng Thiên không khỏi cau mày. Không chịu nổi nữa, Hoàng Thiên không muốn đánh phụ nữ, nhưng đối với loại Kim Đình Phong này, Hoàng Thiên sẽ không ngại đâu lúc này bàn tay của hoàng thiên nằm lấy ngón tay kim đình phong mạnh tay một chút kim đình phong gào khóc hét lên con mẹ nó sắp gãy tay tao rồi buông tay ra thằng nhóc kim đình phong đau đớn hét lên đầu đổ mồ hôi tôi ghét nhất bị người khác chỉ tay vào mình đừng có mà lằng nhằng nữa quỳ xuống dập đầu ba cái rồi cút ngay hoàng thiên thản nhiên nói các ngón tay của kim đình phong bị hoàng thiên nắm chặt suýt nữa thì gãy ông ta thật sự không dám thô lỗ nữa nghe thấy hoàng thiên vẫn chưa quên chuyện ông ta phải dập đầu trong lòng âm thầm kêu khổ thằng họ hoàng kia mẹ nó đừng có mà quá đáng như vậy cẩn thận tao giết mày đấy bốp ngay khi kim đình phong vừa nói xong ông ta lập tức bị tát vào khuôn mặt béo ú của mình có thể văn minh một chút được không hoàng thiên cười lạnh hỏi kim đình phong hoàng thiên anh làm gì thế sao lại dã man như vậy thả đình phong nhà chúng tôi ran lục kim hằng chỉ trích hoàng thiên và cô ta lập tức đi đến nắm cánh tay Kim Đình Phong và đẩy Hoàng Thiên ra. Tôi có phải là đặc biệt? Ngay khi Kim Đình Phong chuẩn bị đánh lại Hoàng Thiên, ông ta nhìn thấy một người phụ nữ trung niên từ bên ngoài vào nhà hàng. Người phụ nữ này khoảng hơn 40 tuổi, thân hình cao lớn thô kệch, vẻ mặt dữ tợn, nhìn qua là biết không dễ trêu chọc. Ăn mặc quần áo cũng rất lộng lẫy, đeo vòng cổ bằng vàng và hoa tai bằng vàng, trên người đeo toàn vàng và bạc, đúng như hình ảnh của một người phụ nữ giàu có. Khi người phụ nữ giàu có này nhìn thấy Lục Kim Hằng đang ôm Kim Đình Phong trong tay, cả hai người họ kề sát với nhau, khiến người phụ nữ giàu có trợn mắt vì tức giận. Kim Đình Phong, người phụ nữ giàu có hét lên, chạy tới trước mặt Kim Đình Phong, lập tức cho khuôn mặt béo ú của Kim Đình Phong một cái tát. Tiếng tanh tách không dứt, cái tát này đã làm cho Kim Đình Phong choáng váng rồi. "Vợ, nghe anh giải thích đã, em đừng đánh." Kim Đình Phong sợ hãi nói lắp bắp bị tát một phát vào mồm và cực kỳ xấu hổ. Giải thích con mẹ NHTL. Người phụ nữ giàu có dùng cả hai tay và tát Kim Đình Phong một cách điên cuồng, không thể dừng lại. Bà ta có đôi tay to và khỏe, và không cần phải nỗ lực nhiều, bà ta đã khiến Kim Đình Phong nghỉ ngờ về cuộc sống. Thấy được khóe miệng của Kim Đình Phong chảy máu xuống và đầu của ông ta to gấp ba lần đầu của một con lợn. Lục Kim Hằng cũng trợn tròn mắt, Cô ta đã rất nhanh thả cánh tay của Kim Đình Phong ra từ lâu rồi trốn sau lưng Hoàng Thiên. Bởi vì gần nhất chỉ có Hoàng Thiên, cô ta cũng không có nơi nào để trốn trong lúc bối rối. Người phụ nữ giàu có ấy này chính là vợ của Kim Đình Phong. Bà ta mấy hôm nay đều theo dõi Kim Đình Phong và hôm nay cuối cùng đã cũng bắt được Kim Đình Phong. Đồ khốn nạn, đồ vô liêm sỉ, chơi đùa với chồng người khác có vui không? người phụ nữ giàu có tức giận tiến đến sau lưng hoàng thiên và túm tóc lục kim hằng hoàng thiên thực sự bị sốc anh định bắt kim đình phong phải quỳ lạy rồi cút khỏi nhà hàng nhưng anh không ngờ đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy lâm ngọc an cũng chết lặng hoàng thiên là ông chủ ở đây điều này đã khiến cô bị sốc cô không ngờ rằng sẽ lại có nhiều chuyện hấp dẫn hơn như vậy xem ra hôm nay bạn học cũ lục kim hằng này của cô gặp chuyện xui xẻo rồi lục kim hằng sợ hãi đến mức tiểu ra quần chính là do cô ta chuột dạ. Làm tình nhân của Kim Đình Phong cũng không thiếu lợi ích, nhưng làm tình nhân cũng không được tốt như vậy, giờ thì bị chính vợ của người ta tóm được, chuyện này làm sao tốt chứ chị ơi, chị ơi, chị bình tĩnh lại đi, tôi cùng chú Đình Phong không có gì cả. Lục Kim Hằng hoảng hốt giải thích, nói năng lộn xộn. Con mẹ mày, gọi tao là chị mà lại gọi ông ta là chú hả? Ai là chị của mày? Ai là chị của mày? người phụ nữ giàu có đã cho lục kim hằng một cái tát rất mạnh bạn thân nhất của lục kim hằng là trương hà cũng sửng sốt cô ta cũng biết chuyện giữa lục kim hằng và kim đình phong không thể thấy chết mà không cứu được trương hà đi lên ngăn cản người phụ nữ giàu có dùng cả hai tay chỉ trong vài giây bà ta đã đánh cho lục kim hằng và trương hà đến chảy máu mũi cảnh tượng hỗn loạn hoàng thiên sợ lâm ngọc an bị thương nên kéo cô sang một bên hoàng thiên mau can ngăn đi Đánh nhau hung ác quá. Lâm Ngọc An tim đập loạn xạ, lo lắng nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe xong, không khỏi bật cười, vợ của chính mình thật đúng là tốt bụng. Em quên vừa rồi bọn họ làm nhục em như thế nào sao? Chúng ta xem trò cười là được rồi. Hoàng Thiên bóp nhẹ vào mũi của Lâm Ngọc An và mỉm cười nói. Lâm Ngọc An vẫn còn rất căng thẳng, người phụ nữ giàu có quá độc ác bà ta đã đánh lục kim hằng và trương hà dã man như vậy khiến lâm ngọc an có chút sợ hãi không dám nhìn vợ ơi vợ ơi đừng đánh nữa đừng đánh nữa kim đình phong lo lắng đến mức trán xanh mét ông ta lao lên ôm eo người phụ nữ giàu có muốn giải vây cho người tình nhỏ bé người phụ nữ giàu có thấy vậy càng tức giận hơn và bà ta đẩy vai kim đình phong ra ông ta lập tức lại ngã xuống đất sau đó bà ta đè lục kim hằng xuống đất ngồi lên trên người lục kim hằng lại tát người chung quanh đều choáng váng, người phụ nữ giàu có nặng này phải nặng hơn 100 cân, áp lực có thể đè chết lục kim hằng. Hoàng Thiên cũng choáng váng, tuy rằng lục kim hằng này nên bị đánh, nhưng chỗ này là nhà hàng của anh, tiếp tục như vậy cũng không tốt. Đang muốn ngăn lại, nhưng sau đó cửa nhà hàng mở ra, ba người đàn ông mạnh mế xông vào từ bên ngoài. Người đứng đầu có cái đầu chọc, vẻ mặt dữ tợn, nhìn qua là biết dân xã hội. Chị cả, chính là loại này đã quyến du anh rể sao. Gã đầu chọc chạy tới hỏi bà nhà giàu. Em à, chính là cô ta. Người phụ nữ giàu có chỉ vào lục kim hằng mặt mũi bầm dập, tức giận nói. Tên chọc đầu tạm thời mặc kệ lục kim hằng, đầu tiên ra chỗ kim đình phong rồi lấy ra cái súng điện, vừa đánh vừa chửi, mẹ kiếp, anh còn dám đi ra ngoài vụng trộm, anh không cảm thấy có lỗi với chị tôi sao. Kim Đình Phong bị tên đầu chọc đánh và không có chút chống đối nào, ông ta ôm đầu ngồi xổm dưới mặt đất như cháu trai ken tên đầu chọc rút ra một con dao găm sắc bén chị ơi chị xuống đi em lột sạch quần áo của con hồ ly tỉnh này rồi đang lên mạng hơn nữa cho cô ta vài vết sẹo trên mặt cho nhớ đời tên chọc đẩy người phụ nữ giàu có da và kề dao vào mặt lục kim hằng quần đùi của lục kim hằng đã ướt đẫm cô ta chưa từng gặp phải tình cảnh này anh hoàng anh hoàng Tôi là khách của nhà hàng anh mà, xin hãy cứu tôi với." Lục Kim hằng kinh hãi nhìn Hoàng Thiên, cầu xin Hoàng Thiên giúp đỡ. Cô gái này thực sự có suy nghĩ, và lý do cô ta đưa ra là hoàn toàn chính đáng. Dù sao thì Hoàng Thiên cũng là chủ nhà hàng này, Lục Kim hằng là khách đến ăn tối ở đây, Hoàng Thiên nên xử lý chuyện này. Hoàng Thiên không nói chuyện, ngay khi tên đầu chọc này đi vào, Hoàng Thiên đã nhận ra anh ta, chính là cấp dưới của Lã Việt, anh Huy người phụ nữ giàu có này là chị gái của anh huy chẳng trách bà ta lại giữ dẫn như vậy lâm ngọc an cũng nhận ra anh huy cô cũng kinh hãi bởi vì cô biết anh huy là người xã hội nên thực sự dám hủy hoại dung nhan của lục kim hằng anh huy nhìn theo tầm mắt của lục kim hằng và liếc qua thấy được hoàng thiên ôi mẹ ơi sao cậu chủ hoàng cũng ở đây anh huy kinh ngạc sau đó buông lục kim hằng ra lon ton đi tới chỗ hoàng thiên cậu chủ hoàng anh cũng ở đây sao anh huy khom lưng cúi đầu chào hoàng thiên tình huống này là như thế nào tất cả những người có mặt ở đây ngoại trừ lâm ngọc an đều đã bị sốc trong số họ có người biết anh huy và có người không biết anh huy ngay cả những người không biết anh huy cũng có thể thấy anh huy độc ác như thế nào người tàn nhẫn như vậy lại cung kính với hoàng thiên như vậy sao chồng của lâm ngọc an thật sự quá oai phong lục kim hằng và trương hà cũng cực kỳ khiếp sợ Người mà họ đã từng mỉa mai và chế giễu lại mạnh mẽ như vậy. Anh Hoàng, anh mau cứu tôi đi, tôi không muốn bị phá hủy khuôn mặt, không muốn bị lột trần quay video đâu. Lục Kim Hằng nhanh chóng đứng dậy như nắm được cọng rơm cứu mạng, chạy đến bên cạnh Hoàng Thiên, nắm lấy cánh tay Hoàng Thiên kêu lên. Hoàng Thiên bị nàng bóp nhẹ cánh tay, thực sự có chút không chịu nổi. Dáng người của cô gái này thực sự không có gì nổi bật. Chuyện này làm anh Huy sợ hãi nghĩ thầm rằng con hồ ly tinh này cũng quen biết anh Hoàng sao. Như vậy thì xong rồi. Cậu chủ Hoàng, tôi không biết cô ta là bạn của anh, tôi thực sự rất xấu hổ. Anh Huy lo lắng nhìn Hoàng Thiên và nói. Hoàng Thiên cười nhạt, nói với anh Huy, không có việc gì, cô ta cũng không phải là bạn của tôi. Ra, Lục Kim Hằng vội vàng luống cuống nói, không, không, anh Hoàng, tôi là bạn học của vợ anh. Anh nể mặt của Ngọc An giúp tôi với. Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn Lục Kim Hằng, nói, bây giờ cô mới nhớ tới là bạn học của Ngọc An sao? Cô đối xử với bạn học như vậy hả? Bịch bịch, Lục Kim Hằng hết sức hoảng sợ lập tức quỳ xuống trước mặt Lâm Ngọc An, ôm lấy đùi của Lâm Ngọc An rồi khóc, Ngọc An, tôi không nên mỉa mai cậu như vậy, cậu bảo chồng của cậu giúp tôi được không? Lục Kim Hằng bộ dạng đáng thương, ôm đùi Lâm Ngọc An nhất quyết không buông. Cô ta có thể thấy rõ, tên đầu chọc hung hãn này rất sợ Hoàng Thiên hiện tại chỉ có hoàng thiên mới có thể cứu được cô ta chỉ cần hoàng thiên giúp cô ta nói một lời anh huy nhất định sẽ tha cho cô ta nhưng cô ta cũng biết mình đã xúc phạm đến hoàng thiên cho nên không thể mong đợi hoàng thiên tự nguyện giúp cô lâm ngọc an là người mềm lòng lại là bạn cùng lớp đại học với cô ta và bây giờ chỉ có cầu xin lâm ngọc an mới là lối thoát duy nhất rõ ràng lục kim hằng đã đoán đúng lâm ngọc an không đành lòng nhìn cô ta quỳ dưới chân khóc lóc lục kim hằng đừng như vậy nữa mau đứng lên đi lâm ngọc an nói cô kéo lục kim hằng lên tôi không đứng lên ngọc an nếu cậu không giúp tôi tôi sẽ quỷ đến chết dưới chân của cậu lục kim hằng vừa khóc vừa nói lâm ngọc an không khỏi thở dài khi nhìn khuôn mặt sưng tấy của lục kim hằng cậu cướp chồng của người khác bọn họ sẽ không tha ho cậu tôi làm sao mà giúp cậu được chứ lâm ngọc an rất khó xử chỉ cần chồng cậu nói một lời là được c ngọc an cầu xin cậu hãy giúp tôi lục kim hằng sốt ruột đến phát điên rồi vì cô ta ấy thấy vợ kim đình phong lại lao lên hoàng thiên anh xem lâm ngọc an nhìn hoàng thiên hoàng thiên đứng đó không nói lời nào những người phụ nữ như lục kim hằng và trương hà thì phải dạy cho bọn họ một số bài học sâu sắc đồ đê tiện cầu xin ông nội hay bà nội cũng vô dụng thôi hôm nay bà đây sẽ giết chết mày người phụ nữ giàu có chạy tới hét lên tóc lục kim hằng rồi lôi cô ta sang một bên. Cứu tôi với, Ngọc An cứu tôi, anh Hoàng cứu tôi. Lục kim hằng hét lên, trông cực kỳ sợ hãi. Người phụ nữ giàu có không quan tâm, bà ta bây giờ đang giận dữ, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Vừa đánh, vừa xé rách quần áo của lục kim hằng, lục kim hằng lập tức rách hết quần áo, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Trương Hà sợ mất hồn mất vía, cô ta biết người phụ nữ giàu có này sẽ không tha cho cô ta, cô ta không muốn thê thảm như Lục Kim Hằng. Ngọc An, đều là do tôi không đúng, bởi vì chúng ta là bạn học, cầu xin cậu giúp tôi với. Trương Hà vội vàng quỳ xuống dưới chân Lâm Ngọc An, tự tát mình và xin lỗi Lâm Ngọc An. Các bạn cùng lớp của Lâm Ngọc An đứng đó, nhìn chăm chăm vào tất cả những việc này, tất cả đều chết lặng. Cuối cùng thì họ cũng hiểu rằng vừa rồi bọn họ khinh thường Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An thì đã ngu dốt và buồn cười như thế nào chồng của lâm ngọc an thực sự là một nhân vật lớn ngay cả anh huy cũng nghe lời anh ta như vậy hoàng thiên có phải là đại ca xã hội đen không ngọc an dù sao cũng là bạn cùng lớp cậu nhờ chồng mình nói một câu đi đúng vậy ngọc an nhìn lục kim hằng bị như thế kia thật sự rất xấu hổ ngọc an tất cả đều dựa vào cậu bạn học của lâm ngọc an đều tiến tới liên tục phan xin lâm ngọc an chồng hay là anh nói giúp lục kim hằng đi lâm ngọc an vô cùng khó xử cùng bàn bạc với hoàng thiên hoàng thiên rất yêu vợ anh không muốn quan tâm đến chuyện tồi tệ này nhưng nhìn thấy vợ khó xử như vậy anh vẫn cảm thấy mềm lòng anh huy tha cho cô ta đi và cũng đừng hủy khuôn mặt cô ta hoàng thiên nói với anh huy người đang đứng khoanh tay câu này còn hiệu quả hơn cả thánh chỉ được rồi anh hoàng anh đã mở lời đương nhiên tôi sẽ làm theo anh huy vội mỉm cười gật đầu đồng ý rồi tiến đến kéo chị gái đi em đừng kéo chị chị nhất định phải giết chết con nhỏ không biết xấu hổ này người phụ nữ giàu có giận dữ nói bỏ đi chị gái anh hoàng đã nói rồi chị mau dừng lại đi anh huy khẩn trương nói với người phụ nữ giàu có người phụ nữ giàu có rất không phục không khỏi trợn mắt nhìn hoàng thiên cái gì mà anh hoàng anh lý đây là việc riêng của nhà bà đây lại đến lượt anh ta quản Chị câm miệng vào, chị không muốn sống nữa à?" Anh Huy lo lắng đến nỗi không biết phải làm sao, anh ta bịt miệng người phụ nữ giàu có và kéo người phụ nữ giàu có ra khỏi nhà hàng. Cảnh tượng cuối cùng cũng đã được kiểm soát, Lục Kim Hằng vừa hoảng sợ vừa xấu hổ, mặc quần áo vào nhanh chóng, từ trên mặt đất đứng dậy. "Cảm ơn anh Hoàng, cảm ơn Ngọc An, tôi biết sai rồi, hu hu hu." Lục Kim Hằng che mặt bắt đầu khóc lên, cô ta thật sự hối hận đến tận cùng nếu biết được chồng của lâm ngọc an có năng lực như vậy vừa nấy cô ta cũng không đi tìm đường chết đâu nếu không chế nhạo hoàng thiên và lâm ngọc an có lẽ hoàng thiên đã giúp đỡ cô ấy từ lâu rồi cũng không đánh thành như thế này quần áo còn bị lột sạch thật xấu hổ ngọc an hôm nay thật sự là nhờ có cậu nếu không tôi và kim hằng chết chắc rồi mà này anh hoàng đã làm gì vậy thực sự là quá lợi hại trương hà gió chiều nào theo chiều ấy lúc này không ngừng nịnh hót Lâm Ngọc An cùng Hoàng Thiên. Một số bạn học khác của Lâm Ngọc An cũng vây quanh cô, làm mọi cách để lấy lòng, và tán tụng Lâm Ngọc An lên trời. Kim Đình Phong muốn đi tới an ủi lục Kim Hằng, nhưng ông ta sợ bà vợ mình quay trở lại, nên ông ta muốn nhân lúc không có ai để ý mà chuồn đi. Không ngờ Kim Đình Phong vừa đi được vài bước thì bị Hoàng Thiên gọi lại. Kim Đình Phong, ông đi ra ngoài thế này à? Kim Đình Phong sợ hãi có rụt cổ lại, bây giờ dũng khí của ông ta có được thêm 10 lần thì cung không dám khiêu chiến với Hoàng Thiên nữa. Ông chủ Hoàng, hì hì, tôi nghĩ là ở đây tôi không có việc gì nữa, tôi về trước. Kim Đình Phong đứng đó quay đầu lại nhìn lại Hoàng Thiên và mỉm cười. Ông sao vậy, trí nhớ của ông đúng là không tốt. Chu Thiên thờ ơ nói. Kim Đình Phong nghĩ thầm, và ngay lập tức hiểu ý của Hoàng Thiên. Tất cả những gì ông ta đã nói trước đấy, nếu Hoàng Thiên thực sự là chủ của nhà hàng này, ông ta sẽ quỳ lại ba lần trước khi lăn ra. Ông chủ Hoàng, anh xem tôi lớn tuổi như vậy rồi, anh có thể cho tôi một chút mặt mũi được không? Kim Đình Phong nói chuyện với Hoàng Thiên với vẻ mặt cay đắng. Hoàng Thiên không nói lời nào, sắc mặt trầm xuống. Nhìn thấy như vậy khiến cho Kim Đình Phong sợ hãi vô cùng. Em rể của mình, anh Huy là người tàn nhãn như thế nào, Kim Đình Phong biết rõ hơn ai hết ngay cả anh huy cũng phải kính sợ hoàng thiên làm thế nào kim đình phong có thể làm hoàng thiên bực mình được bịch bịch kim đình phong hai chân mềm nhún quỳ xuống trước mặt hoàng thiên bốp 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 sau ba cú dập đầu với hoàng thiên kim đình phong lăn về phía lối vào của nhà hàng như một quả bóng lớn những vị khách theo dõi sự việc trong nhà hàng cũng như một số bạn học của lâm ngọc an đều nín cười nghĩ rằng kim đình phong này thực sự là do khoác lác mới bị như vậy tội gì mà phải như vậy quay lại đây ông vẫn chưa thanh toán hóa đơn muốn ăn cơm miễn phí sao hoàng thiên hét lên với kim đình phong người đã lăn ra cửa a à, được rồi tôi trở lại ngay kim đình phong không còn cách nào khác là lăn trở về một lần nữa vô cùng khó khăn trong lòng thầm rủa anh không nói thanh toán hóa đơn sớm hơn có phải lăn đã dễ dàng hơn không sau khi thanh toán hóa đơn kim đình phong lăn trên mặt đất ra khỏi nhà hàng anh hoàng thật may hôm nay có anh ở đây, em biết anh là người tốt nhất. Lục Kim Hằng ôm lấy cánh tay của Hoàng Thiên nịnh hót nói. Hoàng Thiên thật sự không chịu nổi cô ta, nhất là vừa rồi anh nhìn rõ thân thể của cô ta thì lại càng không thể chịu nổi. Được rồi, đừng có nịnh nọt nữa, muốn cảm ơn thì cảm ơn Ngọc An đấy. Hoàng Thiên đẩy Lục Kim Hằng đang đeo bám ra. Lục Kim Hằng bị bẽ mặt, nhưng cũng không tức giận, cùng với Trương Hà rất cảm kích Lâm Ngọc An nhưng họ sợ người phụ nữ giàu có quay trở lại nên không dám ở lâu cùng những người khác bỏ về cuối cùng cũng yên tĩnh rồi ngọc an chúng ta ăn thôi hoàng thiên cười nhẹ với lâm ngọc an nắm lấy tay cô rồi ngồi xuống lâm ngọc an vẫn chưa hồi phục sau cú sốc hơn nữa việc hoàng thiên là chủ nhà hàng này điều này khiến trong lòng cô cực kỳ rung động hoàng thiên sao anh lại là chủ nhà hàng này lâm ngọc an hỏi hoàng thiên với vẻ nghỉ ngờ Hoàng Thiên nhẹ nhàng nắm bàn tay ngọc của nàng nói, lúc trước anh đã nói với em rồi, chồng của em không nghèo, em không cần vì chuyện này mà bận tâm đâu. Lâm Ngọc An ngây người nhìn Hoàng Thiên, sau đó lại nhớ đến mẹ của Hoàng Thiên đã để lại cho anh một biệt thự đắt tiền trị giá 6-700 tỷ, Lâm Ngọc An cảm thấy Hoàng Thiên thực sự xa lạ với cô. Cô hoàn toàn không biết rằng người đàn ông này còn bao nhiêu bí mật mà chưa nói cho mình. Hoàng Thiên, anh giàu có như vậy, tại sao lại nguyện ý làm con rể của nhà em? Vì sao mấy năm qua anh phải chịu đựng nhục nhã? Căn biệt thự giá trên trời mà mẹ để lại cho anh thì người khác mơ cũng không được. Anh giàu có như vậy, tại sao anh lại nguyện ý duy trì cuộc hôn nhân trên danh nghĩa này với em? Lâm Ngọc An nghi ngờ nhìn Hoàng Thiên, mong đợi Hoàng Thiên trả lời câu hỏi của cô. Lâm Ngọc An thở một hơi và hỏi tất cả là vì cái gì? Hoàng Thiên nghe xong, cười nhẹ nói, bởi vì em là vợ của anh. Chỉ vì lý do này sao? Lâm Ngọc An hoài nghi nhìn Hoàng Thiên, cô cảm thấy lý do này hơi gượng ép. Không phải là đàn ông có tiền đều hư hỏng sao? Hoàng Thiên quá giàu và nếu anh muốn tìm phụ nữ xinh đẹp, thật sự là có rất nhiều. Quan trọng nhất chính là cô cho tới bây giờ vẫn chưa trao thân cho Hoàng Thiên, vậy làm sao có thể nắm giữ trái tim của Hoàng Thiên chứ? Lâm Ngọc An khó hiểu, nàng nhìn Hoàng Thiên, có chút khó mà tin được. Ngọc An, đừng nghĩ nhiều như vậy, dù là đại gia hay nghèo nàn anh chỉ yêu một mình em." Hoàng Thiên Trìu mến nói với Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An thân thể run lên vài cái, mắt cô hơi đỏ. Ngôn ngữ của Hoàng Thiên không quá lộng lẫy, và giọng điệu của anh cũng rất đơn giản, nhưng Lâm Ngọc An có thể cảm thấy rằng Hoàng Thiên đã nói những lời này từ trái tim. "Chồng à, em nợ anh quá nhiều." Lâm Ngọc Lan chảy xuống hai dòng nước mắt và cô không thể nói được nữa. Hoàng Thiên kinh ngạc ở trong lòng anh thật sự chỉ có thể chứa một người phụ nữ là lâm ngọc an thôi đừng nói như vậy đã là vợ chồng rồi còn nợ nần cái gì chứ hoàng thiên cười nhẹ và giúp lâm ngọc an lau khô nước mắt lâm ngọc an lúc này thật sự muốn khóc to không ngờ rằng hoàng thiên có thể vì cô mà chịu đựng nhiều oan ức như vậy mà đáng lẽ ra anh không phải chịu đựng em muốn nói với tất cả mọi người rằng chồng em không phải là kẻ nghèo nàn trong miệng của họ và bọn họ không được phép cười nhạo anh thêm một lần nào nữa lâm ngọc an nằm chặt tay hoàng thiên xúc động nói hoàng thiên cười véo lấy mặt lâm ngọc an không cần thiết chỉ cần chúng ta ở bên nhau vui vẻ là được rồi những cái hư danh kia không quan trọng chồng trước đây em cũng không thích anh lâm ngọc an xấu hổ cúi đầu xuống nhẹ nhàng nói hoàng thiên lắc đầu nói trước kia anh không thể ra ngoài làm việc tất cả đều dựa vào em kiếm tiền nuôi gia đình em có cảm xúc như vậy cũng là việc bình thường lâm ngọc an lại khóc bởi lời nói của hoàng thiên được được rồi đừng khóc nữa khóc sẽ không sinh hoàng thiên ôm lâm ngọc an thật chặt vỗ vai an ủi cô đối với hoàng thiên anh cho rằng lâm ngọc an không phải là người thích giàu chê nghèo cô chỉ giận và bất bình chỉ mong chồng mình có thể giống một người đàn ông thực thụ và đừng lúc nào cũng bị chê cười vào cái đêm khi anh bị mẹ vợ đuổi ra ngoài anh nói muốn đưa lâm ngọc an về sống trong hai căn nhà rột nát Lâm Ngọc An đã sẵn sàng đồng hành cùng anh trong nghịch cảnh. Người phụ nữ như vậy xứng đáng để mình quý trọng cả đời. Trong lòng Hoàng Thiên đang có cảm xúc lẫn lộn, ôm lấy thân thể mềm mại của Lâm Ngọc An, anh cảm thấy giờ phút này thật sự hạnh phúc. Lâm Ngọc An cũng như là đang mơ, mặc dù Hoàng Thiên không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, nhưng cô đã chắc chắn rằng người đàn ông của mình thực sự sâu không lường được. Ăn tối xong, Hoàng Thiên đưa Lâm Ngọc An rời khỏi nhà hàng hải sản hai người cùng nhau đến bệnh viện. Ông ngoại Trương Công Điền vẫn đang ở trong bệnh viện và không biết cuộc phẫu thuật diễn ra như thế nào, Lâm Ngọc An và Hoàng Thiên đều lo lắng. Chào, anh Hoàng, anh đến rồi. Đi đến bệnh viện thì gặp mặt viện trưởng Phan Trí Trung, và Phan Trí Trung nhiệt tình bước tới chào Hoàng Thiên. Viện trưởng Phan, ca mổ của ông tôi diễn ra tốt chứ? Hoàng Thiên hỏi Phan Trí Trung rất lịch sự. Rất xuân sẻ, y thuật của giáo sư Tôn Cảnh Vinh là hạng nhất, ông trương đã không còn nguy hiểm đến tính mạng và ông ấy đang ở trong phòng hồi phục sức khỏe đấy phan trí trung kích động nói với hoàng thiên cảm ơn viện trưởng phan về sau có chuyện gì cần giúp đỡ thì đừng khách khí với tôi hoàng thiên cười nhạt cùng phan trí trung bắt tay phan trí trung có cảm giác vừa mừng vừa lo ông ta vẫn luôn muốn kết giao với hoàng thiên hoàng thiên vừa nói ra lời này đã làm trái tim ông ta đập rộn ràng vì phấn khích anh hoàng anh khách khí quá ha 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 ha. Phan Trí Trung cười to, và ông A có chút bịt miệng vì vui mừng. Sau khi nói chuyện phiếm với Phan Trí Trung, Hoàng Thiên đưa Lâm Ngọc An đến phòng bệnh của Trương Công Điền đang ở. Vừa bước vào phòng, Hoàng Thiên lập tức cảm giác được trong phòng đang có mùi thuốc súng. Chỉ thấy Trương Lan Phượng đang giận dữ nhìn anh, Trương Lan Hương, Trương Định và những người khác, tất cả bọn họ như thể đang đối mặt với kẻ thù, không có chút nào hòa nhã. Mẹ, Ông ngoại của con đã khỏe hơn rồi phải không? Lâm Ngọc An cũng thấy rằng có điều gì đó không ổn và nhanh chóng bước tới, cố gắng phá vỡ bầu không khí khó xử này. Tốt hơn nhiều rồi, Ngọc An, con đem nó đến đây làm gì vậy? Con cố tình định cho mẹ tức giận phải không? Trương Lan Phượng hung hăng trợn mắt nhìn Hoàng Thiên và tức giận hỏi Lâm Ngọc An. Mẹ, đừng giận Hoàng Thiên, hơn nữa là Hoàng Thiên mời giáo sư Tôn, ông nội lúc này mới hết nguy hiểm. Lâm Ngọc An vội vàng la lên: "Chuyện nào ra chuyện đấy? Không nói đến chuyện mời giáo sư tôn, tôi chỉ muốn hỏi một chút là có con rể nào lại đi đánh mẹ vợ không? Có chấp nhận được không? Ra thịt trên mặt trương lan phượng căng ra, bà ta hét lên. kích động trương công điền đang ngủ bị tỉnh lại, ông lầm bầm vài tiếng. Mẹ, có chuyện gì chúng ta ra ngoài nói chuyện, đừng làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của ông ngoại. Lâm Ngọc An khuyên nhủ trương lan phượng tức giận đi ra khỏi phòng bệnh bà ta không muốn làm phiền người cha già trương công điền nhìn thấy trương lan phượng đi ra trương định và trần giang hùng cũng đi theo trần giang và trương vĩ nhìn chằm chằm vào hoàng thiên giống như đang nhìn kẻ thù hoàng thiên cũng thực sự bất đắc dĩ lúc anh giận dữ đã đánh trương lan phượng một trận xem ra trương lan phượng sẽ cùng những người thân này dạy dỗ mình thật sự đúng như hoàng thiên phỏng đoán trương lan phượng đã bị đánh bà ta làm sao có thể chịu nổi đây bây giờ các anh chị em của mình tất nhiên phải đoàn kết cùng nhau đối phó hoàng thiên ở hành lang bên ngoài phòng bệnh trương lan phượng chỉ vào mũi của hoàng thiên và mắng anh hoàng thiên cậu nói xem cậu có còn là người không tôi là mẹ vợ của cậu sao cậu dám đánh ta trên đời làm sao có con rể lòng lang dạ sói như cậu chứ đúng thế tôi nghĩ thằng nhóc này chính là khôn nhà giải trợ không chịu được người ngoài chỉ biết dở trò cùng người nhà mình. Trương Lan Hương cũng lập tức nói vào, chỉ trích Hoàng Thiên. Cậu đúng thật sự là không biết xấu hổ, ngay cả mẹ vợ cũng đánh. Ngày mai cậu còn đánh cả chúng ta sao? Trần Giang Hùng cũng chừng lớn hai mắt, khiển trách Hoàng Thiên. Hừ hừ, Ngọc An, cô cũng quá tệ đi, có đàn ông thì lập tức quên luôn mẹ cô sao? Hoàng Thiên đánh mẹ cô, còn chờ cái gì nữa mà không ly hôn đi? Trần Giang nói với Lâm Ngọc An. Đúng vậy chị Ngọc An, tôi nghĩ nhà chị đã nuôi một kẻ vong ân bội nghĩa rồi, đã mất công chăm sóc anh ta rồi, vậy mà anh ta lại dám cắn cả bác hai nữa. Vẻ mặt Trương Vĩ tỏ ra rất phân nộ, thêm mắm thêm muối nói vào. Nghe những người thân của mình lên tiếng ủng hộ, Trương Lan Phượng càng tức giận hơn. Nghĩ muốn xông lên tát Hoàng Thiên vài cái, bà ta vẫn chần chừ, nhưng cuối cùng lại không dám. Bởi vì bà ta biết rằng ngày Hoàng Thiên không còn như trước đây, và nếu bà ta chọc giận Hoàng Thiên, anh thực sự sẽ đánh bà ta. Mặc dù không dám đánh Hoàng Thiên, nhưng Trương Lan Phượng khóe miệng không thể tha thứ, chỉ vào Hoàng Thiên quát lớn, "Cậu lập tức xin lỗi tôi ngay, sau đó tự tát mình 10 cái, nếu không tôi sẽ không nhận cậu là con rể. Sau đó trong hôm nay phải ly hôn với Ngọc An." Nhìn thấy Trương Lan Phượng mãi không kết thúc, Hoàng Thiên không khỏi chế nhạo bà có xem tôi là con rể từ khi nào nếu bà coi tôi là con rể tại sao lại dẫn con sói trịnh hiếu phong đó vào nhà để ngọc an bị bắt nạt như vậy tôi trương lan phượng lắp bắp có chút không nói nên lời tôi cái gì mà tôi đừng có lúc nào cũng tùy ý bảo tôi cùng với ngọc an ly hôn ngọc an muốn ở cùng với ai đó là quyền của cô ấy bà có tư cách gì mà ép buộc cô ấy như vậy hoàng thiên chỉ vào trương lan phượng lớn tiếng hỏi cậu được lắm được lắm cậu bây giờ có năng lực rồi sao đừng có nói nhảm nữa cậu không cần phải xin lỗi cũng được cút khỏi nhà chúng ta tôi không có con rể như cậu trương lan phượng chỉ vào hoàng thiên và hét lên trần giang và trương vĩ đang xem trong lòng họ cảm thấy vui sướng hoàng thiên càng thê thảm thì họ càng vui vẻ trương lan hương và những người khác cũng rất vui vẻ ở một bên bọn họ đương nhiên là hỗ trợ trương lan phượng mong muốn trương lan phượng giết chết hoàng thiên càng tốt hoàng thiên nhìn vẻ mặt lỗ mãng của trương lan phượng anh thật sự chịu không nổi nếu không phải vì nể mặt vợ hoàng thiên thật sự muốn đánh trương lan phượng một lần nữa bà không cần phải đuổi tôi tôi chẳng phải là đã ra ngoài sống rồi sao hoàng thiên hỏi trương lan phượng người nói đến chuyện này lại làm bà đây tức giận rồi trước mặt nhiều người như vậy cậu phải nói thật cho tôi biết có phải cậu đã làm việc có lỗi với ngọc an có phải cậu làm trai bao cho một người phụ nữ giàu có có phải cậu ở chung với người phụ nữ giàu có kia tại biệt thự hướng biển trương lan phượng trợn tròn mắt tức giận hỏi hoàng thiên nhìn thấy mẹ mình hung hãn như vậy lâm ngọc an thực sự bất đắc dĩ sao lại xảy ra chuyện này mẹ mẹ đừng đổ oan cho hoàng thiên thực ra biệt thự hướng biển đó là của hoàng thiên lâm ngọc an gần như dùng hết khí lực để hét ra những lời này cô đang bất bình thay cho hoàng thiên hoàng thiên đối xử với cô thế nào cô là người biết rõ nhất hoàng thiên làm sao có thể được một người phụ nữ giàu có bao nuôi thật quá nực cười ngay khi cô hét lên những lời này tất cả mọi người có mặt đều im lặng nhưng ngay sau đó miệng của những người này cong lên he he ngọc an hoàng thiên có phải khiến cháu ngu muội rồi không tại sao lại khiến cháu thành ra thế này trương lan hương chế nhạo và hỏi lâm ngọc an bác à Lời cháu nói đều là sự thật, biệt thự đúng là thuộc sở hữu của Hoàng Thiên, trị giá hàng trăm tỷ. Ngoài ra, nhà hàng hải sản biển xanh cũng là của Hoàng Thiên, bác đừng coi thường người ta nữa. Lâm Ngọc An nói tất cả trong một hơi thở và nói tất cả những gì cô biết. Tất nhiên, cô chỉ biết những thứ này. Nếu cô biết Hoàng Thiên là người nhà họ Hoàng ở Hà Nội, gia tộc có tài sản hàng trăm nghìn tỷ, là người thừa kế duy nhất số tài sản này, e rằng cô sẽ trực tiếp ngất đi hôm hoàng thiên nhìn thấy vợ thế này tuy trong lòng ấm ức nhưng anh cũng cảm thấy vợ làm vậy là không cần thiết bạn có thể giải thích điều gì cho những con ếch ngồi đáy giếng này làm sao họ có thể tin được sự thật vẫn là sự thật sẽ có một ngày họ quỳ xuống đất tự tát vào mặt mình sau khi lâm ngọc an nói điều này cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều nhìn mấy người trước mặt không ngờ ngay khi cô vừa nói xong những người này đồng loạt cười ha 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 xong rồi xong rồi, Ngọc An cũng điên rồi. Trần Giang bật cười, lồng ngực cô ta run lên, gần như không thở được. Thằng nhóc Trương Vĩ kia không nhịn được cười, cậu ta vẫn luôn hận Hoàng Thiên, lúc này không khỏi mỉa mai nói, được rồi, Hoàng Thiên, anh thích khoe khoang cũng không sao, bây giờ lại còn khiến chị Ngọc An thành ra thế này sao? Dù Trần Giang Hùng và Trương Định không hề rẻ biểu nhưng cả hai đều âm thâm cong môi cười. Trương Lan Hương đi tới, sờ chán Lâm Ngọc An, mỉm cười, cháu gái, cháu không bị sốt. Tại sao ban ngày lại nói nhảm nhí? Biệt thự hàng trăm tỷ, cháu nghĩ mà xem cho dù có bán hoàng thiên đi thì có thể được bao nhiêu tiên chứ? Được rồi Ngọc An, mẹ không muốn nói gì nữa, hôm nay con phải về nhà với mẹ, không được phép cùng Hoàng Thiên đến biệt thự. Trương Lan Phượng nói với Lâm Ngọc An bằng giọng ra lệnh. Lâm Ngọc An thực sự bị mấy người này chọc tức điện, giờ cô thậm chí có thể cảm nhận được những gì Hoàng Thiên đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. lúc này Lâm Ngọc An thực sự cảm thấy có lỗi với Hoàng Thiên. chồng, mấy năm qua vì em mà anh phải chịu đựng. Lâm Ngọc An nước mắt lưng chồng nắm chặt tay Hoàng Thiên. điều này Hoàng Thiên cảm thấy một luồng điện khắp người. anh thực sự không ngờ Ngọc An lại nói ra điều này trước mặt mọi người. Ngọc An có câu này của em, mọi khó khăn đều không là gì. không sao đâu chồng em rất mạnh mẽ mà ha ha hoàng thiên mỉm cười và hôn lên trán lâm ngọc an một cách chiều mến đáng lẽ thấy con dâu và con rể tình cảm như vậy thì người mẹ hẳn là vui lắm nhưng vào lúc này trương lan phượng tức giận nhảy dựng lên mẹ kiếp hoàng thiên này thành tỉnh rồi sao sao càng ngày càng dẻo miệng thế càng muốn tách chúng nó thì mối quan hệ của chúng nó càng sâu đậm hơn điều này sao có thể trương lan phượng vừa tức giận vừa lo lắng ha ha lại còn mạnh mẽ nưa cơ tôi thấy cậu mặt dày thật đấy trần giang nhìn hoàng thiên một cách kỳ lạ và chế nhạo đúng vậy cậu ta chỉ là da mặt dày trương lan phượng nghiến răng nghiến lợi chỉ vào hoàng thiên nói nếu đêm nay cậu dám bắt cóc con gái của tôi tôi không tha cho cậu hoàng thiên thực sự chán ngán trương lan phượng sau đó cười lạnh nói thực xin lỗi con gái của mẹ nguyện ý đi cùng con nói xong câu này hoàng thiên ôm eo lâm ngọc an nhẹ nhàng nói Ông nội không sao rồi, đi thôi." Lâm Ngọc An gật đầu và chuẩn bị rời đi với Hoàng Thiên. "Lâm Ngọc An, nếu con dám cùng thứ rác rưởi này, mẹ sẽ cắt đứt quan hệ mẹ con với con." Trương Lan Phượng đã hoàn toàn phát điên, nhảy lên chỉ vào Lâm Ngọc An và hét lên. Lâm Ngọc An thấy mẹ mình thô lỗ và gây rắc rối như vậy, cô lo lắng đến mức suýt khóc. Cô nhìn Trương Lan Hương và những người khác, những người này đều đang cười mỉa mai làm sao họ có thể giúp trương lan phượng được? họ rõ ràng đang đổ thêm dầu vào lửa, xem trò hề. mẹ, mẹ đừng như thế này được không? hay là con và huỳnh mai cùng dọn đến biệt thự? biệt thự có hơn 1 000 mét vuông, còn nhiều phòng như vậy. lâm ngọc an lau nước mắt và bất lực nói, là biệt thự của người phụ nữ giàu có không biết xấu hổ đó. trời ạ, à, tôi làm sao lại sinh ra một đứa con gái ngốc nghếch như vậy? nếu người phụ nữ đó nhìn thấy con bà ta sẽ không giết chết con sao trương lan phượng hét lên như điên chạy tới nắm lấy cánh tay của lâm ngọc an không nói gì để lâm ngọc an đi mẹ thật sự không có phụ nữ giàu có nào sao mẹ lại không tin lâm ngọc an lo lắng kêu lên cô thực sự không biết phải làm sao sao mẹ có thể tin con được với năng lực của hoàng thiên mà có biệt thự hàng trăm tỷ nếu như con muốn đi cùng hoàng thiên mẹ sẽ không sống qua hôm nay mẹ chết cho con xem trương lan phượng càng nói càng kích động đập đầu vào tường lâm ngọc an vội vàng kéo bà ta lại hoàng thiên không còn cách nào khác là phải giúp anh không thể nhìn mẹ vợ đập đầu chết được mẹ chồng cứng đầu như vậy hoàng thiên thật sự chịu rồi mẹ hoàng thiên và con sẽ không đến sống trong biệt thự đó nữa mà về nhà mẹ thấy thế đã được chưa lâm ngọc an bất lực nên phải nghĩ cách giải quyết cho cả hai thật ra trương lan phượng không muốn đập đầu vào tường quả thực bà ta rất lo con gái mình sẽ bị người phụ nữ giàu có đánh nên đã uy hiếp cô bằng cách đập tường tìm đến cái chết. Bà ta cũng có thể thấy rằng quan hệ giữa con gái bà ta và Hoàng Thiên đang nóng lên nhanh chóng, nếu bà ta không đồng ý Hoàng Thiên quay lại, con gái bà ta sẽ không từ bỏ. Hừm, đành phải nhượng bộ một hồi, để cho Hoàng Thiên trở về sinh sống lấy 1 tỷ 200 triệu của cậu ta. Trương Lan Phượng nghĩ thầm, lúc này mới tức giận nói với Hoàng Thiên, cậu có thể trở về, nhưng là phải xin lỗi tôi. Bà đây dễ đánh như vậy sao? Lâm Ngọc An nghe vậy vui mừng khôn xiết, cô vội vàng kéo Hoàng Thiên, nói nhỏ, "Chồng à, cho dù anh vì em, anh có thể xin lỗi mẹ được không?" Nhìn thấy Lâm Ngọc An lo lắng như vậy, Hoàng Thiên thật sự không đành lòng. Sau một hồi suy nghĩ, anh đã đánh Trương Lan Phượng rất mạnh trong cơn tức giận. Cho dù thế nào Trương Lan Phượng cũng là mẹ vợ của anh, xin lỗi cũng không sao. "Mẹ, con xin lỗi." hoàng thiên nói với trương lan phượng hơi trương lan phượng khịt mũi nhưng con đánh mẹ không có gì sai cả trước khi trương lan phượng đắc ý xong hoàng thiên đã lập tức nói cậu nói gì trương lan phượng tức giận đến sắp nổ tung lần nữa không có gì không có gì hoàng thiên phất tay nhanh chóng nằm lấy tay lâm ngọc an rời khỏi đây trương lan phượng giận quá cúi xuống chửi rủa hoàng thiên một hồi sau khi hoàng thiên và lâm ngọc an trở về nhà lâm huỳnh mai đang nằm trên ghế sofa đọc tiểu thuyết trên điện thoại di động của mình cô đang đọc cuốn con rể kiêu hãnh nhất mà mấy ngày nay mê tít cô gái nhỏ trong câu chuyện thật đáng yêu đặc biệt là nam nhân vật chính trong đó càng ngày càng mạnh mẽ khiến lâm huỳnh mai mê tít tưởng tượng chính mình là nhân vật nữ chính người đàn ông tận tâm giàu có như thế này tại sao mình lại không có được chứ lâm huỳnh mai thở dài tiếc nuối khi Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An quay lại, Lâm Huỳnh Mai đã rất ngạc nhiên. Lâm Ngọc An đã chuẩn bị xong rồi, nghĩ rằng Hoàng Thiên đã bị mình kéo về nhà, với tính cách em gái của mình, chắc chắn sẽ sỉ nhục Hoàng Thiên một chút. Thật bất ngờ, Lâm Huỳnh Mai đã không làm vậy, thay vào đó, cô nhảy khỏi ghế sofa và lao đến Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An. "Chị, sao chị dám đưa anh rể về nhà?" Lâm Ngọc An nhìn em gái bằng ánh mắt lo lắng, sau đó liếc nhìn Hoàng Thiên với sự đồng tình nghĩ rằng gia đình sẽ lại không yên. Lâm Ngọc An hiểu được suy nghĩ của em gái, liền cười nói, có phải em rất ghét anh rể của mình không? Lâm Huỳnh Mai gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, không phải, chị nói đúng. Tên khốn tên Vương đang lần trước có ý đồ với em. Nếu anh rể không giúp em, em sẽ rất thảm. Ừm, um, em nghĩ vậy là tốt rồi. Lâm Ngọc An rất vui và âu yếm sở chán em gái. Lâm Ngọc An lúc này nhìn về phía chị gái, sau đó nhìn Hoàng Thiên, đột nhiên rất thần bí, thì thào nói, "Chị dâu, anh rể, em có một bí mật lớn muốn nói với chị." Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An rất tò mò khi họ thấy rằng Lâm Huỳnh Mai nghiêm túc như vậy. Hoàng Thiên không nói gì, nhưng Lâm Ngọc An nóng lòng muốn biết chuyện gì đang xảy ra. "Em gái, bí mật là gì vậy?" Lâm Ngọc An tò mò hỏi. "Hi hi, chị chắc chắn sẽ ngạc nhiên nếu bạn nghe nó." Lâm Huỳnh Mai mỉm cười. "Ôi trời, Em đừng ngập ngừng thế nữa, nói nhanh lên." Lâm Ngọc An gấp gáp nói. Lâm Huỳnh Mai cười nói, "Mẹ có bạn trai rồi, cái gì?" Lâm Ngọc An thực sự sửng sốt, "Mẹ cô có bạn trai sao? Chuyện đó xảy ra khi nào?" Hoàng Thiên cũng chấn động, anh ở nhà họ Lâm đã hơn 3 năm, từ khi cha vợ qua đời 3 năm, Trương Lan Phượng vẫn luôn túc trực, chưa từng tìm người đàn ông nào khác. Trương Lan Phượng mới ngoài 40 tuổi, vẫn rất quyến rũ. Tìm bạn trai cũng không phải vấn đề gì to tát, nhưng chuyện xảy ra quá đột ngột, trước sau không có dấu hiệu gì, khiến Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An vô cùng kinh ngạc. Đó chưa phải điều ngạc nhiên đâu, người bạn trai mà mẹ đang tìm kiếm dường như mới ở tuổi đôi mươi. Lâm Huỳnh Mai nói lời này, vẻ mặt bối rối. Lâm Ngọc An thực sự không nói nên lời khi cô nghe nó, chỉ mới ở độ tuổi đôi mươi. Đó không phải là sắp xỉ tuổi của cô sao? Nghĩ xong, Lâm Ngọc An có chút không thể tin được hỏi Lâm Huỳnh Mai, em gái, em có nhìn lầm không? Tại sao chị chưa nghe nói qua? Ôi chị ơi, sao em có thể nói nhảm nhí kiểu này được? Sáng nay mẹ tưởng em ra ngoài, bà ấy đang ở trong phòng khách trò chuyện video với bạn trai nhỏ. Em đã nghe thấy tất cả, nghe giọng của người đàn ông đó, nhiều nhất là 25, 26 tuổi Lâm Huỳnh Mai nói với Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An nghe vậy thì sướng sờ, cô nhìn Hoàng Thiên, Hoàng Thiên cũng nhìn cô, sau tất cả, Lâm Huỳnh Mai còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, có thể vẫn còn hạnh phúc cho mẹ mình. Nhưng Lâm Ngọc An với Hoàng Thiên thì khác, họ nhìn ra ngay vấn đề. "Hoàng Thiên, anh nghĩ như thế nào?" Vẻ mặt của Lâm Ngọc An rất nghiêm túc, hỏi ý kiến của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không muốn để ý đến chuyện xấu của Trương Lan Phượng, cho dù mẹ chồng tìm bạn trai mười mấy tuổi, Hoàng Thiên cũng lười để ý tới. Nhưng khi vợ hỏi, Hoàng Thiên vẫn nói, "Còn thấy thế nào?" Thằng nhóc đó có ý đồ." Lâm Ngọc An gật đầu sau khi nghe, "Cha, cũng giống như em nghĩ." "Hi hi, anh rể, chị dâu, hai người không thể nói người ta thế được, có lẽ là tình yêu thật sự thì sao?" Lâm Huỳnh Mai mỉm cười. "Tình yêu thực sự cái gì? Mẹ đã ngoài 40 tuổi, thằng nhóc đó hoặc muốn tiền hoặc có những toan tính khác." Hoàng Thiên nói. "Hi hi, không biết sao anh rể, mẹ tuy lớn tuổi hơn một chút nhưng vẫn rất có sức hút." hơn nữa hồi nhỏ mẹ cũng sinh không kém chị của em bao nhiêu lâm huỳnh mai cười nói với hoàng thiên về điểm này hoàng thiên đồng ý với em vợ bởi vì anh cũng đã từng xem ảnh của trương lan phượng khi bà còn trẻ và dáng người của bà quả thực là tuyệt vời nếu không cô vợ lâm ngọc an của anh không thể xinh đẹp như tiên nữ thế được lâm ngọc an im lặng cô cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như lâm huỳnh mai nói một chàng trai trẻ ở độ tuổi đôi mươi liệu cậu ta có thích một người phụ nữ ở độ tuổi 40? Điều này hơi bất hợp lý. Nhân tiện, chị ơi, em đã nghe video chat của họ và nói rằng họ có một buổi hẹn ăn tối nay. Lâm Huỳnh Mai lại nói thêm. Lâm Ngọc An gật đầu, không nói gì. Hoàng Thiên không nói gì, liền cùng Lâm Ngọc An trở về phòng. Đã mấy ngày rồi không trở lại căn phòng này, Lâm Ngọc An nằm trên giường của cô, trong khi Hoàng Thiên trở lại cái giường nhỏ của mình. Thấy vậy, Lâm Ngọc An mím môi, nói với Hoàng Thiên, xếp hai giường thì chật quá. Hay là ngày mai đem cái giường nhỏ này ra đi? Ủa, thế anh ngủ ở đâu? Hoàng Thiên đang nghĩ về việc Trương Lan Phượng có bạn trai, nhất thời không phản ứng kịp. Lâm Ngọc An tức giận cắn môi, ngủ trên mặt đất. Hả? Hoàng Thiên mới phản ứng lại, thật muốn cho chính mình hai cái tát, quá ngu ngốc. He he, dưới đất lạnh quá, ngủ chung giường đi. Hoàng Thiên mỉm cười, Xoa giường của Lâm Ngọc An di chuyển nhanh chóng. Lâm Ngọc An ngạc nhiên, nhưng cô vẫn nhanh chóng mỉm cười, dịu dàng nhìn Hoàng Thiên. Hai người nằm nghiêng đối mặt với nhau, nhìn nhau, cảm giác tinh tế mà họ chưa từng có trước đây khiến nhịp tim của họ tăng nhanh. Nhìn khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp của Lâm Ngọc An, Hoàng Thiên thực sự không kiềm chế được mà hôn lên. Lâm Ngọc An còn chưa kịp chuẩn bị, đã bị Hoàng Thiên hôn lên môi, trong người cảm thấy có một luồng điện mạnh xẹt qua. Hoàng Thiên đầu óc cũng choáng váng, bởi vì đây là lần đầu tiên trong đời anh hôn. Lâm Ngọc An cũng là như vậy. Là chuyện thường tình của các cô gái khác, nhưng với cô là chuyện rất mới lạ. Một cặp đôi đã kết hôn hơn 3 năm, đây là lần đầu tiên họ hôn nhau, nghĩ cũng đủ kỳ lạ. Vài phút trôi qua, Hoàng Thiên hoàn toàn mê đắm cảm giác đẹp đẽ này. Được hôn người phụ nữ mình yêu, cảm giác thật tuyệt vời. Hoàng Thiên muốn thực hiện một động tác khác nhưng lâm ngọc an đã ngăn anh lại trời còn chưa tối anh làm gì vậy lâm ngọc an dịu dàng nắm lấy bàn tay o lớn của hoàng thiên không cho phép anh hành động liều lĩnh nhìn người vợ đỏ bừng nhịp tim nhẹ nhàng hoàng thiên chân không nhịn được nhưng dù sao anh cũng không muốn ép buộc vợ mình mối quan hệ trước đây của họ quá cứng nhắc mặc dù gần đây mối quan hệ đã nóng lên nhưng có lẽ vẫn chưa đến mức đó nghĩ đến đây hoàng thiên bình tĩnh lại rất nhiều anh cười trêu lâm ngọc an trời tối thì sợ gì anh sẽ khóa cửa nói xong anh ra khỏi giường và khóa cửa vào lâm ngọc an rất xấu hổ nếu em gái nghe thấy thì làm thế nào anh mau quay lại đây chúng ta nói chuyện nghiêm túc lâm ngọc an kéo hoàng thiên lại hoàng thiên ôm vòng eo xinh xắn của cô cười chuyện nghiêm túc gì định sinh cho mấy trai mấy gái khuôn mặt xinh đẹp của lâm ngọc an đỏ lên cô thực sự không thể chịu nổi sự trêu chọc của hoàng thiên chồng à anh cho em thêm một thời gian nữa được không đừng lo lắng chỉ cần em sẵn sàng sẽ trao cho anh lâm ngọc an thì thào ực ừ, hoàng thiên nuốt nước miếng vợ anh nói đợi một thời gian anh đợi hơn ba năm cuối cùng hôm nay vợ cũng hứa với anh ngọc an em không biết đâu con của em và hoàng thiên anh sinh ra sẽ được hưởng thụ trọn vẹn sự hào hoan hoàng thiên nghĩ về điều này một cách xúc động và đưa tay chạm vào mái tóc trên trán của lâm ngọc an được rồi anh hứa với em chồng anh thật tốt bụng lâm ngọc an nhẹ nhàng nói giang tay ôm cổ hoàng thiên hôn anh lần nữa cạch đúng lúc này cánh cửa mở ra hoàng thiên và lâm ngọc an sửng sốt và nhanh chóng buông ra vì xấu hổ và ngồi dậy khỏi giường nhìn về phía cửa trương lan phượng tức giận đến mức nhìn chằm chằm bọn họ trên giường trương lan phượng lúc này thật sự quá tức giận thôi xong con gái bà ta không biết bị hoàng thiên cho uống bùa mê thuốc lú gì mà lại như vậy ôm hôn thân thiết như vậy còn có thể ly hôn sao không ly hôn thì làm sao con gái lấy được nhà giàu chẳng lẽ muốn bên hoàng thiên cả đời không hừ hừ xuống giường đi trương lan phượng chỉ vào hoàng thiên nói ngay cả khi trương lan phượng không nói gì hoàng thiên cũng sẵn sàng xuống ai mẹ vợ phát hiện anh quan hệ với vợ ngay cả một cặp vợ chồng bình thường cũng sẽ xấu hổ hơn nữa anh và lâm ngọc an hoàn toàn không phải là một cặp đôi bình thường và họ chưa bao giờ có hành vi thân mật như vậy lâm ngọc an đỏ mặt xấu hổ lúc này không nói gì thu dọn quần áo trên ngực trương lan phượng đóng sầm cửa lại và đi ra ngoài mặc dù rất tức giận nhưng bà ta không có thời gian để dạy hoàng thiên vì thời gian hẹn hò với bạn trai đang đến gần sau khi vào phòng tắm trương lan phượng nhíu mày trước gương tô môi đỏ mọng trang điểm rất dày bà thay một bộ đồ tôn dáng rồi hào hứng đi ra ngoài với chiếc túi nhỏ trên lưng. Lâm Ngọc An đã lén nhìn thấy cảnh này từ lâu, lông mày cao lại, cô thật sự lo lắng mẹ mình bị bạn trai nhỏ đó lừa. Hoàng Thiên, đi theo em. Lâm Ngọc An kéo Hoàng Thiên ra khỏi phòng. Em định làm gì? Hoàng Thiên cùng với Lâm Ngọc An đi ra ngoài, tò mò hỏi cô. Cùng theo dõi mẹ xem bạn trai nhỏ tuổi của mẹ là người như thế nào nhé. Mẹ bây giờ hoa mắt vì tình, rất dễ bị người khác lừa." Lâm Ngọc An lo lắng nói. Hoàng Thiên gật đầu, "Ừm, anh sẽ ở bên em." Hai người không nói gì, nhanh chóng đi xuống lầu. Từ xa nhìn thấy, Trương Lan Phượng đã bắt taxi rời đi. Hoàng Thiên đưa Lâm Ngọc An nhanh chóng lên xe, sau đó lái xe đi theo sau. Suốt vào trung tâm thành phố, Hoàng Thiên chạy xe, bám sát phía sau. Dọc theo đường đi, Lâm Ngọc An không hề nói một lời. Hiện tại cô thật sự rất bối rối. Nếu Trương Lan Phượng thực sự tìm được bạn trai bằng tuổi, tất nhiên cô là con gái sẽ mừng cho mẹ, dù sao cha cô cũng đã qua đời 3 năm, mẹ cô cần một người đồng hành. Mà mẹ bây giờ cũng hơn 40 tuổi rồi, chắc tên đó có gì đó mà cô không biết khiến mẹ thích. Suy nghĩ lung tung, không lâu sau, Hoàng Thiên đã đậu xe trước một quán nước. Lâm Ngọc An nhìn qua cửa sổ xe, lúc này Trương Lan Phượng đã xuống taxi, mang theo một cái túi nhỏ xoay hông đi về phía cửa hàng đồ uống lạnh. Lúc này, Trương Lan Phượng như trẻ ra nhiều tuổi, bà tự tin và tràn đầy sức sống khi bước đi. Dù đã già, vóc dáng không được như lúc trẻ nhưng Trương Lan Phượng vẫn rất quyến rũ, bà Vân có thể gây ấn tượng với mọi người nhờ cách ăn mặc. Hoàng Thiên, chúng ta cũng đi xuống đi. Lâm Ngọc An hỏi Hoàng Thiên. Xuống thì nói thế nào, nói là đi theo mẹ mà đến sao? Hoàng Thiên cười nhẹ hỏi Lâm Ngọc An. Được mà, Lâm Ngọc An gật đầu, mấu chốt là cô chưa bao giờ theo dõi người khác, chỉ đánh nghe theo Hoàng Thiên. Ngay khi Trương Lan Phượng bước đến cửa quán nước, một thanh niên cao giáo đẹp trai bước ra khỏi quán. Thanh niên này ăn mặc giản dị, cao khoảng 1,85 mét, khá trắng trẻo, điển trai. Lan Phượng, sao bây giờ chị mới đến, em sắp không đợi được nữa. Khi anh chàng điển trai này nhìn thấy Trương Lan Phượng, cậu ta lập tức chào hỏi và nắm lấy chiếc eo thùng phi của Trương Lan Phượng có nhiều người ở đây đừng làm vậy trương lan phượng có chút ngượng ngùng bà vặn vẹo muốn cự tuyệt phụt hoàng thiên ngồi trong xe nhìn rõ không khỏi bật cười có vẻ như trương lan phượng thực sự đang ở độ xuân thì dáng vẻ e ấp chờ được ôm ấp này chẳng thua kém gì cô gái mới lớn đang yêu lâm ngọc an cũng rất sốc ngây người ngồi đó nhìn cảnh tượng này cô thật sự không biết phải nói gì mẹ đã thực sự tìm thấy hạnh phúc không thể nào anh chàng cao giáo và đẹp trai như vậy làm sao lại có thể thích mẹ mình ở độ tuổi này lâm ngọc an đã rất bối rối lúc này anh chàng đẹp trai cười xấu xa đưa tay bóp lấy khuôn mặt của trương lan phượng hi hi lan phượng chị bảo thủ quá à chúng ta chỉ ôm eo mà không làm gì sao sợ gì chứ ôi cậu xấu xa thật đấy trương lan phượng mặt vẫn đỏ bừng đánh vào ngực nhỏ của anh chàng đẹp trai hai người đi ôm nhau đi vào quán nước Hoàng Thiên không thể chịu đựng được cảnh này nữa, nổi ra gà khắp nơi. Lâm Ngọc An cũng rất xấu hổ, mẹ già rồi, quả thật ở trước mặt bạn trai nhỏ như vậy. Trương Lan Phượng không biết rằng cảnh tán tỉnh bạn trai nhỏ vừa rồi đã bị con gái và con rể nhìn thấy. Bà và người bạn trai nhỏ tên Tạ Long này nắm tay nhau, tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống, gọi hai ly đồ uống lạnh, vừa uống vừa nói chuyện phiếm. Tạ Long nhìn trộm Trương Lan Phượng trước mặt, thằng nhóc này gần như kinh tởm đến mức nôn huệ phải tán tỉnh bà già mập mạp, béo ục dây xỉa này thật sự khiến ông đây tuổi thân. Tạ Long than phiền một mình, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi. Lan Phượng, đồ uống lạnh ở đây ổn chứ? Khóe miệng Tạ Long nở một nụ cười quyến rũ, cậu ta trầm ngâm hỏi Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng đã bị tình yêu làm cho lóa mắt từ lâu rồi, chàng trai trẻ như Tạ Long quá hấp dẫn đối với bà. Bà không ngờ rằng một anh chàng trẻ tuổi đẹp trai như Tạ Long lại theo đuổi bà, mấy ngày nay khiến bà cực kỳ hạnh phúc. Ngon lắm, uống với em cái gì cũng ngon. Trương Lan Phượng thì thào, bộ dạng cực kỳ thục nữ, đâu có dữ dẫn như khi đối phó với Hoàng Thiên. Tạ Long thấy vậy đã gần xong, Trương Lan Phượng hoàn toàn bị hắn mê họa. C cậu ta đã đoán được tình hình của nhà Trương Lan Phượng, biết Trương Lan Phượng quá bộ nhiều năm, chính là chống trải cùng cô đơn, cho nên cậu ta lợi dụng điểm này. Thấy cũng đến lúc, Tạ Long cuối cùng cũng nói ra mục đích của mình. Lan Phượng, em nghe nói rằng biệt thự Sơn Trang cầm viên của chị đang được xây dựng. Nó sắp hoàn thành rồi phải không? Tạ Long hỏi một cách thản nhiên. Trương Lan Phượng đã bị cuốn hút bởi Tạ Long, bà ta thích anh chàng đẹp trai này như vậy, đương nhiên không có đề phòng. Đúng vậy, ước tính 3-4 tháng sẽ có thể bán được. Trương Lan Phượng vui vẻ nói. Lan Phượng, em có một câu không biết có nên nói ra hay không? Tạ Long trông rất xấu hổ. Nào, Tạ Long, chúng ta có gì không thể nói cơ chứ? Trương Lan Phượng mỉm cười nhìn Tạ Long. Em nghe nói rằng nhà chị mở công ty bất động sản Phượng An, người đại diện theo pháp luật vẫn là tên người chồng quá cố của chị đúng không? Có chuyện gì vậy? Như vậy không được đâu Lan Phượng, một khi Sơn Trang cầm viên được mở bán, chị có thể bán nó với giá rất nhiều tiền, đến lúc đó con gái chị tranh khoản tiền này với chị thì làm sao? Tạ Long đảo mắt hỏi Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng cao mày khi nghe điều này. Dù sao bà cũng đã hơn 40 tuổi, suy nghĩ nhiều, cảm thấy trong lời nói của Tạ Long có điều gì đó. Tạ Long, Ngọc An là con gái ruột của chị, có vấn đề gì chứ? Trương Lan Phượng nghỉ ngờ hỏi Tạ Long. He he, Lan Phượng, chị ngốc quá, nếu Ngọc An là con trai thì sẽ không có vấn đề gì. Con rể của chị, Hoàng Thiên, không phải người bình thường. Theo tính toán của em, Hoàng Thiên đã nhòm ngó sơn trang cầm viên của chị. Tạ Long nói với vẻ lo lắng. Thấy cậu ta nói như vậy, trong lòng Trương Lan Phượng nhất thời rung động, thầm nghĩ cũng đúng, tên phế vật Hoàng Thiên này dựa vào cái gì mà có thể nhẫn nhịn hơn 3 năm như vậy. Có thể thật sự cậu ta đang nhòm ngó sơn trang cầm viên. Chị nghĩ mà xem, một khi Lâm Ngọc An và Hoàng Thiên trở thành người đại diện theo pháp luật của công ty bất động sản Phượng An, Sơn Trang cầm viên bán được bao nhiêu thì đó là của họ lúc đó chị thậm chí sẽ không có tiền lương hưu tạ long lúc này đổ thêm dầu vào lửa trương lan phượng nghe tạ long nói mà cảm thấy nghỉ ngờ dù sao thì tiền năm trong tay vẫn chắc chắn nhất em nói đúng không thể để hoàng thiên được hời chị phải kiểm soát tất cả số tiền bán được của sơn trang cầm viên trương lan phượng không nhịn được mà gật đầu chị nói xuông cũng vô ích theo em chị hãy đến cục công thương và thay thế tên đại diện hợp pháp của công ty thành chị và em Vậy thì Hoàng Thiên sẽ không được cái gì hết." Tạ Long danh mãnh nói. Trương Lan Phượng giật mình, bà không có ngốc chút nào, đương nhiên biết Tạ Long đi cùng bà có lẽ vì ham của. Thấy Trương Lan Phượng do dự, thằng nhóc Tạ Long lập tức nắm lấy tay Trương Lan Phượng, "Lan Phương, em rất thích chị. Trong tương lai, chúng ta sẽ cùng nhau điều hành công ty do chồng chị để lại. Về phần Ngọc An, đương nhiên chúng ta sẽ không đối xử tệ với cô ấy." hoàng thiên đừng nghĩ có thể lấy được xu nào tạ long trông rất nghiêm túc và rót mật vào tai trương lan phượng vấn đề này chị sẽ nghĩ lại trương lan phượng đã trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều bà biết mời người thì dễ đuổi người thì khó nếu tạ long thực sự trở thành người đại diện theo pháp luật của công ty sơn trang Cẩm viên sẽ là của cậu ta một nửa vấn đề này phải thận trọng khi tạ long nhìn thấy trương lan phượng nói điều này cậu ta cúi gắm mặt xuống lan phượng chị không tin em sao? Không, đương nhiên là chị tin em. Thấy tạ long khó chịu, Trương Lan Phượng vội vàng nói. Hừ, nếu chị tin tưởng em mà lại không đồng ý, như thế khiến em rất buồn đấy. Tạ long ậm ừ, tỏ vẻ rất khó chịu. Trương Lan Phượng hoảng sợ, bà thật sự đã bị thanh niên đẹp trai này mê hoặc. Đừng tức giận, chuyện lớn như vậy, chị phải suy nghĩ kỹ. Vậy thì chị cứ nghĩ đi, nếu chị không tin tạ long này, vậy chúng ta không cần ở bên nhau nữa tạ long nhận ra điểm yếu của trương lan phượng và đứng dậy rời đi trương lan phượng nhanh chóng nắm lấy cánh tay tạ long đứng dậy nói được 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 cục cưng chị đồng ý với em được chưa hi hi phải vậy chứ em thích chị như thế chị còn lo lắng cái gì tạ long mỉm cười và vòng tay qua eo trương lan phượng trương lan phượng vừa muốn ôm bạn trai nhưng vào lúc này bà đột nhiên nhìn thấy Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An đứng trước mặt hỏi trời đất. Những gì bà nói với Tạ Long vừa rồi, đều bị Hoàng Thiên và Ngọc An nghe thấy rồi sao? Trương Lan Phượng ngẩn người, nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của Tạ Long, khuôn mặt vừa nóng vừa xấu hổ. Ngọc An, Hoàng Thiên, sao chấm SAO hai đứa cũng ở đây? Đây là lần đầu tiên Trương Lan Phượng xấu hổ như vậy trước mặt Hoàng Thiên. Không còn cách nào, hình ảnh xấu hổ của bà ta vừa nãy đã bị hoàng thiên nhìn thấy thật là mất mặt hoàng thiên nhìn trương lan phượng như vậy thật sự cạn lời phụ nữ lớn tuổi thích chàng trai trẻ điều này có thể hiểu được nhưng đừng dẫn sói vào nhà chàng trai trẻ này nói rõ là muốn có được công ty bất động sản phượng an bà lớn tuổi rồi mà vẫn rơi vào bẫy của cậu ta thanh niên trẻ đẹp trai không có ý tốt đâu trương lan phượng bà lớn tuổi rồi đến việc này cũng không hiểu sao hoàng thiên trong lòng rất bực mẹ vợ này đúng là có một không hêu mẹ mẹ thực sự định chuyển công ty mà cha con đã làm việc chăm chỉ cho bạn trai nhỏ của mẹ sao khuôn mặt của lâm ngọc an phủ đầy xương cô chỉ vào tạ long bên cạnh trương lan phượng trương lan phượng cũng cảm thấy có lỗi mới gặp tạ long có mấy ngày mà đã giao một nửa công ty của chồng cho tạ long bà thật sự không giải thích được với con gái ngọc an con hiểu lầm rồi không phải giao công ty cho cậu ta mà là lấy tên của cậu ta và mẹ làm đại diện trương lan phượng cười xấu hổ và giải thích với lâm ngọc an chẳng phải vẫn giống nhau sao mẹ mong muốn cuối cùng của cha là xây dựng sơn trang cầm viên và phát triển công ty bất động sản phượng an thật tốt tại sao tên công ty lại là phượng an nó được ghép từ tên của mẹ và con mẹ có định đổi công ty của cha thành phượng long không lâm ngọc an lớn tiếng chất vấn trương lan phượng cô thực sự rất buồn công ty này là công lao cả đời của cha sao có thể rơi vào tay người ngoài làm thế nào mà chàng trai này có thể lấy mẹ mình rõ ràng là cậu ta đang nói dối mẹ trương lan phượng có chút không nói nên lời bà biết mình làm vậy rất khó giải thích mẹ công ty này còn có sơn trang cầm viên là do cha vợ con để lại cho ngọc an mẹ không có quyền thay đổi công ty hoàng thiên lạnh lùng nhìn trương lan phượng nghe xong những gì hoàng thiên nói Trương Lan Phượng càng chắc chắn rằng Hoàng Thiên mấy năm qua đã nhịn nhục để có được công ty Phượng An này. Cậu câm miệng, hư hư, ở đây đến lượt cậu nói chuyện sao? Hoàng Thiên cậu đang có ý định gì, tôi biết rõ nhất. Nếu công ty này thuộc về Ngọc An, cậu sẽ thành công, phải không? Chờ cậu hoàn toàn lấy được công ty, cậu sẽ đá Ngọc An đi, tôi nói đúng không? Trương Lan Phượng chỉ vào Hoàng Thiên và hét lên. Hoàng Thiên thật sự bái phục, Trương Lan Phượng bị tạ long tẩy não, nói chuyện giống người Tạ Long ngôn tình sắc Lâm Ngọc An càng tức giận hơn. Cô biết rõ Hoàng Thiên không tham lam công ty Phượng An. Kể cả khi Sơn Trang cầm viên được xây và bán thì công ty Phượng An trừ nợ xong nhiều nhất vài nghìn tỷ. Số tiền ít ỏi này đối với Hoàng Thiên người sở hữu biệt thự cao ngất trời mười mấy nghìn tỷ là gì? Mẹ đừng đổ oan cho Hoàng Thiên. Dù sao người đại diện theo pháp luật của công ty Phượng An chỉ có thể là con. Đây là lời cha nói với con lúc hấp hối nắm tay con. Mẹ quên rồi sao? Lâm Ngọc An lớn tiếng nói, hiện tại cô không dám giao công ty cho Trương Lan Phượng quản lý, làm vậy nhất định sẽ bị Tạ Long cướp. Được rồi được rồi, ai là người có tiếng nói cuối cùng trong gia đình này? Mẹ nói cho con biết Lâm Ngọc An, công ty này do mẹ kiểm soát thì tốt hơn con. Giao vào tay con, sớm muộn gì cũng bị Hoàng Thiên cướp mất. Con nghĩ thằng phế vật này giả bộ thành thật ở nhà chúng ta để làm gì? cậu ta có kế hoạch cướp công ty nhà chúng ta Trương Lan Phượng rất hung hăng hét vào mặt Lâm Ngọc An. Trương Lan Phượng, công ty Phượng An trước đây đã mắc nợ, còn có ý đổ lấy công ty nợ này sao? Tiếp quản rồi đi trả nợ, ha ha. Hoàng Thiên ở một bên cười lạnh, nhìn Trương Lan Phượng nói. Trương Lan Phượng nghẹn ngào không nói nên lời, theo như vậy, Hoàng Thiên thật sự không tham lam chuyện này. Mẹ, công ty của cha vừa mới khởi sắc, nếu giao công ty tâm huyết của ông ấy cho người ngoài ông ấy sẽ buồn biết bao lâm ngọc an mắt đỏ hoe cô nghĩ đến người cha đã khuất của mình he he những gì cô nói thật là nực cười tạ long ở một bên chế nhạo nhìn lâm ngọc an rồi nói tôi rất yêu mẹ cô không lâu nữa cô và hoàng thiên sẽ phải gọi tôi là cha người đàn ông của cô không phải người ngoài lẽ nào người đàn ông của mẹ cô là người ngoài sao sao có thể lập luận như vậy được đúng vậy Cha con không có con trai. Sớm muộn gì sản nghiệp này sẽ mang họ khác, mẹ nghĩ để mẹ và Tạ Long quản lý còn tốt hơn Hoàng Thiên Trương Lan Phượng ậm ừ, nói với vẻ rất hợp lý. Ngay khi những lời này được nói ra, Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An hoàn toàn không nói nên lời đối với Trương Lan Phượng. Sự mê hoặc của chàng trai trẻ lớn đến vậy sao, làm cho Trương Lan Phượng như thế này? Đối với Hoàng Thiên, một công ty nhỏ như công ty Phượng An không quan trọng lắm nhưng công ty này rất có ý nghĩa với vợ anh. Đây là tài sản mà cha cô để lại trước khi mất. Khoảng hơn chục khách hàng trong quán đồ uống lạnh về cơ bản đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà già này thật có dã tâm, tài sản không để cho con gái con rể, mà để cho trai trẻ bên ngoài. He he ai nói không được, tên nhóc đó mới ngoài 20, có thể thật lòng với bà ta không? Chỉ là lừa bà ta mà thôi. Đúng vậy, khi công ty của bà ta rơi vào tay trai trẻ, Bà ta sẽ rất khổ sở. Những người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao. Trương Lan Phượng không nghe thấy tất cả, bây giờ bà ta đang nghĩ mọi chuyện rất tốt đẹp. Cho dù một nửa công ty là của Tạ Long trong tương lai, vẫn tốt hơn của Hoàng Thiên. Hừ, chuyện này cứ quyết định như thế đi, ngày mai tôi sẽ đưa Tạ Long đến cục công thương và thay tên người đại diện theo pháp luật của công ty bằng tôi và Tạ Long. Trương Lan Phượng ậm ừ, và quyết định cuối cùng đã được đưa ra tạ long sung sướng trong lòng mấy ngày này cậu ta đi cùng trương lan phượng không vô ích rồi khi sơn trang cầm viên mở bán cậu ta sẽ giàu có hoàng thiên không nói lời nào không có gì để nói với trương lan phượng nếu bà không muốn nói chuyện tử tế thì tôi sẽ cho bà đẹp mặt nghĩ vậy hoàng thiên một mình rời khỏi quán nước tìm một nơi không có ai liền gọi điện cho lưu nguyệt hoa trợ lý lưu thông báo cho chú tô và tô lạc yến dừng ngay dự án sơn trang cầm viên cậu chủ có chuyện gì vậy? Lưu Nguyệt Hoa tò mò hỏi Hoàng Thiên qua điện thoại. Cô không cần hỏi thêm, tôi bảo cô làm thì làm, tạm thời dừng lại đi. Hơn nữa, cô thông báo cho Trương Lan Phượng rằng tập đoàn quốc tế toàn cầu sẽ không còn giúp xây sơn trang cầm viên nữa, để bà ta tự đi mà xây. Đã hiểu thưa cậu chủ. Lưu Nguyệt Hoa nhanh chóng đồng ý. Sau khi Hoàng Thiên kết thúc cuộc gọi, anh đi bộ trở lại quán đồ uống. Giờ phút này, Lâm Ngọc An cảm thấy vô cùng khó chịu, Nghĩ đến công sức cả đời của cha cô sẽ bị người mẹ không đáng tin cậy này giao cho người ngoài, cô thật sự không đành lòng. Vào lúc này Trương Lan Phượng vẫn đang kiên nhẫn khuyên nhủ Lâm Ngọc An, "Ngọc An, con vẫn còn trẻ và thiếu kinh nghiệm. Công ty này nằm trong tay mẹ và Tạ Long chẳng phải tốt hơn trong tay con sao?" Sớm muộn gì cũng bị Hoàng Thiên lừa. "Đúng vậy, Ngọc An, tôi và mẹ cô rất yêu nhau, khi tôi kết hôn với mẹ cô, chúng ta sẽ là một gia đình. Mau ly hôn với Hoàng Thiên đi." sau này tôi và mẹ cô sẽ trả công ty nguyên vẹn lại cho cô tạ long cũng mặt dày thuyết phục lâm ngọc an lâm ngọc an không thể nghe được nữa cô đi đến trước mặt tạ long và tát mấy cái tạ long bị tát trong mắt đột nhiên xuất hiện hai luồng sáng dữ tợn mẹ kiếp con nhỏ này dám đánh tao tao là chủ tịch hội sói điên đấy nhé sát khí hiện lên trong đôi mắt dữ tợn của tạ long nhưng cậu ta lại nhịn xuống vì lâm ngọc an quá đẹp nên tạ long đã bị thu hút hoàn toàn kể từ khi lâm ngọc an bước vào hơn nữa cậu ta vẫn chưa trở thành người đứng tên công ty phượng an nên cậu a vẫn phải nhịn đánh hay lắm ngọc an nếu cảm thấy không ổn cô có thể đánh thêm vài lần nữa ha ha tương lai cô sẽ biết mẹ cô và tôi chỉ là muốn tốt cho cô tạ long cười khúc khích đôi mắt quét qua người lâm ngọc an ngọc an con quá đáng quá rồi bạn trai của mẹ mà con cũng dám đánh." Trương Lan Phượng nhìn chằm chằm Lâm Ngọc An, vừa định nói thêm vài câu thì Hoàng Thiên đã quay lại. "Ngọc An, nếu họ muốn có công ty thì cứ giao cho họ, ha ha." Hoàng Thiên bước tới cười lạnh một tiếng, sau đó nắm tay Lâm Ngọc An. "Nhưng" Lâm Ngọc An nhìn Hoàng Thiên, tự hỏi tại sao Hoàng Thiên lại nói như vậy. Trương Lan Phượng rất vui mừng, tưởng tượng rằng đã nắm quyền công ty và có thể tái hôn với trai trẻ nhưng đúng lúc này, điện thoại di động của bà ta vang lên. Bà Trương, tôi rất tiếc phải thông báo với cô rằng cậu chủ hoàng của chúng tôi sẽ không còn giúp bà xây sơn trang cầm viên nữa. Bà tự nghĩ cách đi. Lưu Nguyệt Hoa nói xong liền cúp điện thoại. Sau khi nghe thông báo trên điện thoại của Lưu Nguyệt Hoa, Trương Lan Phượng hoàn toàn ngây người. Nếu không có sơn trang cầm viên, việc tiếp quản công ty Phượng An sẽ trở nên vô ích, thay vào đó, chỉ tiếp quản một đống nợ ngân hàng mấy năm gần đây đều không dám đổi tên sở hữu công ty, chỉ vì sợ phải gánh những khoản nợ khổng lồ này. Lan Phượng, chuyện gì xảy ra vậy? Tạ Long cũng có chút hoảng sợ, lo lắng hỏi Trương Lan Phượng. Câm miệng, đừng có mở miệng ra là Lan Phượng, cậu có tư cách để gọi Lan Phượng à? Lâm Ngọc An lúc này quát lớn Tạ Long, cô đã nghe Tạ Long gọi Lan Phượng đủ rồi. Hoàng Thiên cũng nổi ra gà, gọi kiểu đấy đúng là rất buồn nôn đôi mắt hung dữ của tạ long liếc lâm ngọc an nhưng cậu ta nhanh chóng kìm lại đây chỉ là chuyện nhất thời trương lan phượng không nhìn thấy lâm ngọc an cũng không có cảm giác gì nhưng hoàng thiên lại cảm thấy được thằng nhóc tạ long này không phải người thường đôi mắt hung dữ vừa lóe lên thật sự khiến người ta kinh ngạc ngọc an con làm cái gì vậy cậu ta là bạn trai của mẹ trương lan phượng mặt dày nói với lâm ngọc an lâm ngọc an thật sự cạn lời với mẹ cô đến tuổi này rồi còn tìm trai trẻ, đúng là mất mặt. Nhưng cô là con gái, trước mặt bao nhiêu người, cô không thể nói gì được, chỉ có thể chịu tuổi thân. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Thằng nhóc tạ long không hiểu, liên tục hỏi Trương Lan Phượng chuyện gì đã xảy ra. Trương Lan Phượng trầm mặc, làm sao có thể nghĩ rằng cậu chủ hoàng ở Hà Nội nói không giúp nữa là không giúp luôn. Không còn giúp xây sơn trang cầm viên, đây là một đòn chí mạng đối với Trương Lan Phượng tập đoàn quốc tế toàn cầu không giúp xây dựng sơn trang cầm viên nữa. Trương Lan Phượng thật sự bất mãn, nói thẳng. Tạ Long nghe thấy thế thì tức giận, trợn tròn mắt. Mấy ngày nay cậu ta ở bên cạnh Trương Lan Phượng tốn rất nhiều công sức, chỉ chờ để ngồi lại hưởng thụ. Nhưng không ngờ lại đột nhiên thay đổi như vậy, chẳng lẽ công sức mấy ngày nay của cậu ta thành công cốc sao? Xét cho cùng, ở bên một bà già như Trương Lan Phượng là một điều đáng kinh tởm đối với Tạ Long tin tức có đáng tin không? Tạ Long hỏi Trương Lan Phượng một cách miễn cưỡng. Trương Lan Phượng liên tục gật đầu và nói, tất nhiên là đáng tin. Trưởng dự án của Tập đoàn Quốc tế Toàn cầu đã gọi điện cho tôi và đích thân nói với tôi. Tạ Long nhìn thấy điều này là thật, và đôi mắt của cậu ta đỏ lên vì tức giận. Chất tiệt, thế này là công cốc rồi sao? Trương Lan Phượng càng tê tái hơn, Sơn Trang cầm viên đã bị bỏ lại ở đó, và công ty Phượng An đã trở thành một củ khoai tây nóng hổi, bà ta không muốn tiếp tục quản lý nó chẳng lẽ cậu chủ hoàng ở hà nội có gắn mắt bên cạnh bà ta khi phát hiện ra rằng ngọc an và bà ta đang cướp công ty rồi ra lệnh cho tập đoàn quốc tế toàn cầu không giúp xây dựng sơn trang cẩm tú nữa không trương lan phượng nghi ngờ nghĩ không nhịn được mà nhìn xung quanh nhưng quán đồ uống này có nhiều khách như vậy bà ta không quen ai làm sao có thể biết ai là tai mắt của cậu chủ hoàng tạ long tôi thấy cậu đi từ đâu tới thì về đi cậu không thể lấy được gì từ trên người trương lan phượng đâu hoàng thiên cười lạnh nhìn tạ long nói sắc mặt tạ long rất không tốt nhìn chằm chằm hoàng thiên tay không khỏi sờ lưng của cậu ta hoàng thiên có thể thấy rõ ràng rằng tạ long này có lẽ có mang dao nhưng hoàng thiên cũng không để ý một chọi một chẳng lẽ hoàng thiên sợ cậu a à sao trương lan phượng đứng đó thất thần như người mất hồn ước mơ làm giàu cũng tan tành Bà ta biết Tạ Long cũng có thể vì chuyện này mà rời bỏ bà ta. Lâm Ngọc An cũng rất khó chịu, cậu chủ Hoàng ở Hà Nội đột nhiên ngừng giúp xây sơn trang Cầm Viên, e rằng điều ước cuối cùng của cha cũng sẽ không được thực hiện. Hoàng Thiên thấy Lâm Ngọc An như bị mất hồn, lúc này nắm lấy bàn tay ngọc ngà của cô và nói, "Chúng ta quay về trước đã. Ngày mai anh sẽ đến cục công nghiệp và thương mại và thay thế tên pháp nhân bằng tên của em." Lâm Ngọc An lắc đầu nói, công ty dựa vào sơn trang cầm viên mà khởi sắc hiện tại cậu chủ hoàng cũng không giúp xây dựng nếu em tiếp quản công ty thì làm sao có tiền trả nợ anh sẽ giúp em tìm ra một giải pháp đừng lo lắng hoàng thiên nhẹ nhàng nói với lâm ngọc an không nhịn được hôn lên má cô trương lan phượng đã tức giận bà ta còn cảm thấy tức hơn khi thấy hoàng thiên thể hiện tình cảm với con gái trước mặt mình đi thì đi cứ việc tùy ý mà đi đừng để tôi nhìn thấy trương lan phượng vẫy tay với hoàng thiên một cách tức giận khi tạ long nhìn thấy lâm ngọc an được hoàng thiên hôn thằng nhóc này giống như ăn ruồi vậy cậu ta đã bị lâm ngọc an mê hoặc từ lâu rồi chết tiệt lâm ngọc an đại mỹ nữ này tôi phải ngủ với cô tạ long nghĩ thầm nhưng lúc này cậu ta không nói lời nào mẹ mẹ cũng về nhà với chúng ta lâm ngọc an khuyên trương lan phượng cô chỉ muốn đánh thức mẹ mình nhanh chóng và đừng để bị lừa bởi tạ long này Trương Lan Phượng tức giận dậm chân nói, con muốn về thì về trước đi. Mẹ cùng tạ Long đi mua sắm. Lâm Ngọc An thật sự hết cách với Trương Lan Phượng, lúc này cũng rất tức giận nói với Hoàng Thiên, chúng ta về nhà đi. Hoàng Thiên không muốn lo lắng về chuyện xấu của Trương Lan Phượng, liền đưa Lâm Ngọc An ra khỏi quán nước. Sau khi lên xe, Lâm Ngọc An rất lo lắng. Hoàng Thiên, người tên tạ Long kia hẳn là không yên lòng, chúng ta không thể để yên được. Hi hi, mẹ em bây giờ gần như điên rồi chúng ta có thuyết phục được không hoàng thiên cười nói vậy thì anh phải nghĩ cách em không cho rằng tạ long là người tốt lâm ngọc an thở dài không sao đâu ngọc an bây giờ tạ long biết rằng cậu ta không thể lấy được tiền từ mẹ em cậu ta sẽ rút lui thôi hoàng thiên nói lâm ngọc an sau khi nghe vậy gật đầu cảm thấy lời nói của hoàng thiên vẫn có lý hoàng thiên lái xe đưa lâm ngọc an đến cửa nhà sau đó nói hôm nay lương mạnh bắc xuất viện anh đến bệnh viện xem sao ừm vậy anh về sớm đi lâm ngọc an nhìn hoàng thiên một cách dịu dàng rồi bước xuống xe hoàng thiên lái xe đến bệnh viện lúc này trong phòng quản gia trần đang nói chuyện với lương mạnh bắc phương doanh đang đứng bên cửa sổ trên mặt không chút biểu cảm toàn thân phát ra khí thế khiến người khác ớn lạnh lương mạnh bắc chuẩn bị xuất viện và biết rằng phương doanh đã trở lại để đặc biệt để đối phó với tiêu bích liên Lương Mạnh Bắc cực kỳ kích động. Ông ta vì Tiêu Bích liên hại bị đâm phải vào bệnh viện, nói không hận con mụ độc ác này là không thể nào. Cậu chủ, nhìn thấy Hoàng Thiên đang ở đây, Lương Mạnh Bắc vội vàng chào hỏi Hoàng Thiên. Quản gia Trần cũng đi tới chào hỏi Hoàng Thiên, Hoàng Thiên chỉ nhàn nhạt gật đầu. Phương Doanh, người đã lạnh lùng và im lặng, cuối cùng nở một nụ cười hiếm hoi sau khi nhìn thấy Hoàng Thiên. Cậu chủ Ngày mai tôi sẽ trở lại Hà Nội để cho người phụ nữ đó một bài học." Phương Doanh cười nhẹ, ánh mắt Hoàng Thiên lóe lên, suy nghĩ xong liền lắc đầu. "Người phụ nữ đó rất được cha tôi cưng chiều, nếu như anh động vào bà ta, cha tôi sẽ..." "Cậu chủ, chẳng lẽ cứ thế bỏ qua? Cậu biết người phụ nữ kia hung ác như thế nào, so với tôi còn biết rõ hơn." Phương Doanh nói với Hoàng Thiên. "Nếu bây giờ anh động tới bà ta, cha tôi nhất định sẽ giết anh." đến lúc đó thì anh làm thế nào hoàng thiên hỏi phương doanh phương doanh im lặng hồi lâu sau mới nói tôi chắc chắn không thể phản lại cha cậu vì vậy đừng hành động hấp tấp hãy chờ thời cơ hoàng thiên vỗ vai phương doanh trầm giọng nói cùng lúc đó trương lan phượng và tạ long đã gặp rắc rối trong quán đồ uống khi trương lan phượng nói sơn trang cầm viên không thể xây dựng tạ long thực sự trở mặt với bà ta tạ long sao đột nhiên em lại thờ ơ với chị như vậy trương lan phượng không có từ cậu trai trẻ này vươn tay muốn chạm vào tay của tạ long bốp tạ long mất kiên nhẫn giật khỏi tay trương lan phượng em em làm gì vậy đừng sờ soạng ông đây tạ long đập bàn đứng dậy trừng mắt nhìn trương lan phượng trương lan phượng xứng sờ trong giây lát nhưng nhanh chóng đã tức giận tạ long ý cậu là gì ý tôi là gì ha ha bà cho rằng tôi rất thích một bà già như bà sao. Tôi có khẩu vị nặng như vậy sao? Tạ Long cười chế nhạo. Trương Lan Phượng biết sẽ có ngày này, nhưng không ngờ sẽ đến sớm như vậy. Cậu luôn nói thích tôi, chẳng lẽ cậu chỉ muốn kiếm tiền từ tôi thôi sao sao? Trương Lan Phượng bất đắc dĩ nói. Chứ còn gì nữa, bà tưởng bờ cái quái gì vậy? Tạ Long tôi sẽ thích một bà già như bà sao? Sao bà không tiểu một bãi rồi nhìn chính mình trong đó đi? Tạ Long chỉ vào Trương Lan Phượng mà mắng chửi rất khó nghe. Trương Lan Phượng nào có dễ bị bắt nạt? Chỉ số IQ của một người phụ nữ đang yêu về cơ bản là không. Trước đây bà ta đã bị Tạ Long lừa dối, đó là nội ám ảnh của bà ta. Nhưng hiện tại đã hoàn toàn lật mặt. Trương Lan Phượng đương nhiên có thể nhìn rõ mặt của Tạ Long. Thằng khốn, tao sẽ giết mày! Trương Lan Phượng tát vào mặt Tạ Long. Tạ Long vươn tay bắt lấy cổ tay của Trương Lan Phượng sau đó tát vào hai bên mặt bà ta ra tay rất mạnh sau hơn chục cái tát khuôn mặt của trương lan phượng đã sưng tấy khóe miệng chảy máu và mất một chiếc răng mày dám đánh tao sao tao liều mạng với mày trương lan phượng hét lên sau khi tỉnh táo lại định cào tạ long tạ long cười lạnh túm tóc trương lan phượng đập đầu xuống bàn trong lúc va chạm tạ long gầm lên mẹ nó chứ bà có phục không trương lan phượng sao có thể chịu nổi gần như bị đánh chết rồi phục rồi phục rồi cậu đừng đánh tôi nữa mẹ kiếp phục rồi thì mau gọi điện cho con gái bà bảo cô ta tối nay phục vụ tôi nếu không tôi sẽ giết bài được 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 tôi gọi tôi gọi trương lan phượng run rẩy lần nữa đồng ý liền lấy điện thoại ra gọi cho lâm ngọc an ngọc an quay lại quán nước mau lên mẹ sắp bị đánh chết rồi audio điện tử võ tấn bền nhìn thấy trương lan phượng gọi lâm ngọc an trong lòng tạ long thực sự rất vui sướng lúc này cậu ta lâng lâng sung sướng lâm ngọc an có thân hình đẹp dung mạo lại quyến rũ như vậy nếu ở trên giường thì càng mê người đúng không đi cùng bà già mấy ngày nay thật là kinh tởm cậu ta phải dùng con gái bà ta để lấy lại công bằng còn có người tên là hoàng thiên dám ra oai với ông đây hôm nay ông đây sẽ khiến hắn đẹp mặt tạ long càng nghĩ về điều đó trong đầu cậu ta đã tưởng tượng được cảnh lâm ngọc an ở trên giường lâm ngọc an ở đầu dây bên kia nhận được cuộc gọi này từ trương lan phượng ngay khi cô về đến nhà trái tim lâm ngọc an quay cuồng vài lần khi nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của trương lan phượng mẹ ai đánh mẹ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tạ long đánh mẹ ngọc an mau đến cứu mẹ nhanh lên đến muộn thì sẽ không gặp được mẹ nữa đâu trương lan phượng khóc lóc nói lâm ngọc an không thể chịu đựng được nữa mặc lại quần áo và rời khỏi nhà vội vàng dừng một chiếc taxi ở bên đường lâm ngọc an chạy nhanh nhất có thể đến quán đồ uống tất nhiên cô cũng biết rằng cô sẽ không thể cứu mẹ mình nếu cô đi một mình vì vậy cô gọi cho hoàng thiên trong khoảng thời gian này cô đã đặt niềm tin rất lớn vào hoàng thiên và từ lâu đã coi hoàng thiên là chỗ dựa vững chắc nhất của mình ngay sau đó lâm ngọc an đã đến quán đồ uống lúc này hoàng thiên vẫn chưa tới lâm ngọc an không dám chậm trễ quan trọng là phải cứu được trương lan phượng vừa bước vào quán đồ uống lâm ngọc an đã choáng váng cô nhìn thấy trương lan phượng mặt mũi sưng xanh tóc tai bù xù như chuồng gà khóe miệng còn có vết máu bị đánh rất thảm mẹ mẹ có sao không lâm ngọc an vội vàng chạy đến để kiểm tra vết thương của trương lan phượng trương lan phượng không hống hách nữa bà ta chỉ ra oai trước mặt hoàng thiên thôi hiện tại bị người ngoài đánh đập bà cũng không thể làm gì được ngọc an mẹ bị đánh thảm quá còn phải chút giận giúp mẹ hu 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 trương lan phượng bắt đầu khóc với lâm ngọc an quán đồ uống vẫn có rất nhiều khách những khách này còn có vài người phục vụ tất cả đều ngẩn ra trương lan phượng tìm trai trẻ nhưng bà ta lại bị người ta đánh như thế này điều này thực sự đáng kinh ngạc lâm ngọc an thấy mẹ bị đánh như vậy cơn tức giận cũng dâng lên Cô chỉ vào tạ Long đang có vẻ mặt dữ tợn, Lâm Ngọc An hét lên, tại sao anh lại đánh mẹ tôi? Thật sự quá không coi pháp luật ra gì. Bộ dạng Lâm Ngọc An khi tức giận cũng quyến rũ như vậy, tạ Long cảm thấy ngứa ngáy. He he, tôi nói này em gái Ngọc An, vậy nếu tôi đánh Trương Lan Phượng thì sao? Mấy ngày nay bà ta khiến tôi buồn nôn, cũng không để tôi chút giận sao. Tạ Long liếc mắt nhìn Lâm Ngọc An, đánh giá Lâm Ngọc An từ trên xuống dưới. Nhìn đến mức Lâm Ngọc An không thoải mái, lúc này cô cũng nhận ra được tạ long này không có ý tốt với cô. Bây giờ Hoàng Thiên vẫn chưa tới, nếu làm căng với tạ long, chỉ có thể tự chuốc lấy khổ. Vì vậy, Lâm Ngọc An phất lờ tạ long và giúp Trương Lan Phượng lau vết máu trên khóe miệng. Mẹ, chúng ta rời khỏi đây trước. Lâm Ngọc An thì thào, chuẩn bị đưa Trương Lan Phượng rời khỏi nơi này. Bất ngờ, tạ long duỗi tay ra để ngăn Lâm Ngọc An đi. Ha ha, cô đã đến đây rồi đừng đi vội như vậy tạ long nhìn lâm ngọc an nhăn nhó và liếm đôi môi nứt nẻ của hắn ta tên khốn này nóng lòng muốn ném lâm ngọc an xuống ngay lập tức và cưỡng bức để thỏa mãn dục vọng của hắn ta lâm ngọc an cũng trở nên căng thẳng thấy tạ long không chịu buông tha cô cô lấy điện thoại di động ra định gọi cho hoàng thiên lần nữa bảo hoàng thiên đến nhanh lên bốp tạ long võ vào điện thoại di động của lâm ngọc an và chế nhạo cô còn muốn gọi cứu viện sao cô nên thức thời một chút thì hơn phục vụ tốt cho cậu chủ đây cậu chủ đây sẽ tha cho mẹ cô nếu không tôi sẽ để gia đình cô từ nay về sau không một ngày yên ổn nói đến đây khuôn mặt của tạ long đã đầy dữ tợn lâm ngọc an nhìn thấy tạ long ngông cuồng như vậy cô cực kỳ tức giận anh buông tôi ra tôi đã cảnh cáo anh tạ long chồng tôi đang trên đường tới rồi lâm ngọc an hét lên với tạ long ha ha han Tạ Long cười ha ha sau khi nghe điều này và nói, tôi nghe nói rằng chồng của cô Hoàng Thiên chỉ là một tên vô dụng, là thằng ở rể, hắn ta đến đây thì có tác dụng gì chứ? Bốp. Lâm Ngọc An thực sự lo lắng, cô giơ tay tát Tạ Long. Con đĩ này, mày đánh tao sướng tay quá đúng không? Đừng tưởng rằng ông đây sẽ bỏ qua cho mày. Tạ Long trông dữ tợn, túm tóc Lâm Ngọc An và tát Lâm Ngọc An thật nặng. Lâm Ngọc An đánh hắn ta cũng không ăn thua nhưng hắn ta đánh Lâm Ngọc An rất nặng. Hai má của Lâm Ngọc An đột nhiên sưng lên, tóc tai càng thêm rối tung. Trương Lan Phượng vừa muốn giúp đỡ, đã bị tạ long đá văng ra xa 2 mét cứu. Sắp giết người rồi, Trương Lan Phượng hét lên. Tạ long kéo tóc Lâm Ngọc An, kéo cô đến trước mặt Trương Lan Phượng, và đá Trương Lan Phượng một lần nữa. Mọi chuyện đã phát triển đến mức này, Trương Lan Phượng thực sự rất hối hận. Tự mình mất mặt thì cũng thôi, còn kéo con gái vào trương lan phượng bà nói thêm một câu nữa tôi sẽ lột ra của bài tạ long nhìn chằm chằm trương lan phượng dữ dội và hét lên trương lan phượng không dám gọi thêm nữa ngã lăn ra đất tạ long anh thả tôi ra á à, tóc của tôi lâm ngọc an hét lên trong đau đớn tay tạ long quá mạnh đã xé toạc một mảng tóc của cô ha ha đừng gọi nữa người đẹp lại đây hôn anh vài cái nào tạ long cười một cách điên cuồng đè Lâm Ngọc An xuống bàn, hôn lên mặt cô. Lâm Ngọc An tuyệt vọng vùng vẫy, cố gắng hết sức để không để tạ Long thành công. Đám đông người xem thấy mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, có người tốt bụng đã lấy điện thoại ra và chuẩn bị gọi cảnh sát. Tạ Long đã nhìn chằm chằm những người này hồi lâu, khi có người muốn gọi cảnh sát thì rụt cổ hét lớn, ông đây là cậu chủ của hội sói điên. Tên khốn kiếp nào dám gọi cảnh sát, ông đây sẽ chặt đứt ngón tay của hắn. Hội sói điên những người xem đang hóng chuyện đều bị sốc khi nghe thấy ba chữ này tất cả mọi người đều biết rằng ở ngoại ô phía tây thành phố bắc ninh có một thế lực đã cố thủ nhiều năm đó là hội sói điên ông chủ của hội sói điên tạ viễn hưng là một kẻ liều lĩnh giết người không chớp mắt ngay cả lã việt xã hội đen quyền lực nhất ở thành phố bắc ninh cũng không dám động tới hội sói điên mặc dù hội sói điên kém hơn lã việt rất nhiều nhưng hội sói điên hành động rất bí ẩn động một chút sẽ trả thù tàn bạo, chỉ cần đắc tội bọn chúng, coi như một hai năm sau, bọn chúng cũng sẽ nhớ thù. Và người của hội thích nhất là đe dọa gia đình đối phương, điều này là khủng khiếp nhất. Cho nên ngay cả Lã Việt cũng không muốn khiêu khích hội sói điên. Càng huống hồ những người hóng chuyện này, khi hai người định gọi cảnh sát nghe thấy lời tạ Long nói, họ đều cất điện thoại và không dám gọi cảnh sát nữa. Lâm Ngọc An càng cảm thấy sợ hãi, nếu Hoàng Thiên không đến sớm, Cô sẽ bị cưỡng hiếp ở nơi công cộng. Nhìn thấy Lâm Ngọc An lo lắng đến mức đỏ mặt, Tạ Long không thể kiềm chế được nữa, hắn ta muốn làm tình với cô ngay tại đây. Ngay khi Tạ Long đang kéo quần áo của Lâm Ngọc An, bên ngoài quán nước có một người bước vào. Là một phụ nữ trẻ ngoài 20, người phụ nữ này cao giáo, xinh đẹp, trang điểm đậm và mặc đồ nóng bỏng, gợi cảm. Người phụ nữ nhìn thấy Tạ Long ép Lâm Ngọc An, hơn nữa Lâm Ngọc An quá đẹp lửa giận của cô ta bỗng ùn ùn bốc lên tạ long anh muốn làm gì khi tạ long nghe thấy giọng nói của người phụ nữ hắn ta lập tức hoảng sợ và buông lâm ngọc an ra này uyển loan em đừng hiểu lầm là lâm ngọc an dụ dỗ anh đừng trách anh tạ long mỉm cười có vẻ sợ người phụ nữ này người phụ nữ này tên là hồ uyển loan vợ của tạ long tạ long tán tỉnh trương lan phượng hồ uyển loan đã biết bà đã thương lượng xong họ muốn chiếm công ty phượng an và sơn trang cầm viên nhưng khi hồ uyển loan thấy tạ long có ý đồ với lâm ngọc an cô ta không thể nhịn được nữa lâm ngọc an thật xinh đẹp hồ uyển loan giờ phút này dường như lên cơn ghen tuông rồi con hồ ly tinh này mày dám quyến rũ chồng tao hồ uyển loan không nhịn được mà quát lên tướng tóc lâm ngọc an tát lâm ngọc an vài cái cô ta vẫn chưa hả dạ kéo lâm ngọc an ra ngoài khi đến cửa quán đồ uống cô ta bắt đầu kéo quần áo của Lâm Ngọc An. Vừa răng co, vừa hét lớn với người đi đường, mọi người vào xem, đồ không biết xấu hổ này dụ dỗ chồng tôi, hôm nay tôi phải cho cô ta đẹp mặt. Lâm Ngọc An vừa rồi vất vả giấy ruộng, đã lâu không còn sức lực, lúc này phản kháng quá yếu. Cô thực sự vừa nhục nhã vừa tức giận, chỉ có thể yếu ớt che chở quần áo, tôi không có, tôi không có dụ dỗ chồng cô. Bốp, Hồ Uyển Loan lại tát Lâm Ngọc An dữ dội và đánh Lâm Ngọc An chảy máu. Còn dám chối, hư hư, hôm nay nhất định phải xé đồ của mày, xem mày dụ dỗ đàn ông như thế nào. Cửa tiệm đồ uống lạnh có tiếng hồn ào như vậy, chẳng mấy chốc người trên đường đã nhanh chóng tụ tập lại, ai ai cũng đều muốn xem náo nhiệt. Uầy, lại là con giáp thứ 13 bị vợ chính bắt được à? Sao bây giờ lại có nhiều loại chuyện như vậy nhỉ? Đúng vậy, cô xem kìa một cô gái xinh đẹp như thế mà sao lại không biết xấu hổ thế nhỉ nhảm nhí nếu không xinh đẹp thì làm sao có thể quyến rũ câu dẫn đàn ông chứ nhưng mà cũng đáng thương ghê bị người ta đánh quần áo lại bị xé rách hết những người vây xem bắt đầu bàn tán và chỉ trỏ vào lâm ngọc an lâm ngọc an cảm thấy mình sắp chết tới nơi rồi đây thực sự là một ngày quá đen tối đối với cô sao lại có thể gặp mấy kẻ xấu xa như tạ long và hồ uyển loan như thế này chứ đã vậy còn bị hiểu lầm là kẻ thứ ba trời ơi chồng ơi sao anh còn chưa đến chứ lâm ngọc an vô cùng buồn bã và bất lực cô chỉ mong hoàng thiên có thể nhanh chóng chạy đến đây nhưng không còn cách nào bệnh viện cách nơi này khá xa con gái của tôi không có quyến rũ chồng cô chính chồng cô muốn ức hiếp con gái tôi trương lan phượng chạy ra khỏi cửa hàng đồ uống lạnh và la hét chửi mắng với hồ huyền loan chát Hồ Uyển Loan không hề khách khí tát Trương Lan Phượng vài cái và chửi rủa, bà cũng chẳng có gì tốt đẹp đâu, mấy ngày nay cố gắng ở cùng chồng tôi có thích không? Lại còn cấu kết với con gái để dụ dỗ chồng tôi, tôi sẽ đánh chết bà. Hồ Uyển Loan vừa chửi bới vừa đánh Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng cũng không phải hiền lành gì, bà ta cũng ra sức chiến đấu với Hồ Uyển Loan trên đường phố. Bịch, Tạ Long lao ra khỏi cửa hàng đồ uống lạnh và đá thẳng vào mông của Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng bị đá và ngã xuống đường, bộ dạng trông vô cùng chật vật. Nói, cô còn dám dụ dỗ chồng tôi không? Hồ Uyển Loan vừa dạy dỗ Lâm Ngọc An vừa hỏi. Trước mặt nhiều người như vậy, Lâm Ngọc An thật sự rất xấu hổ và giận dữ, khó mà phản bác lại được. Lúc này, khách hàng trong quán đồ uống lạnh cũng đã ra hết ngoài đường, xì xào bàn tán với những người khác. Sau một hồi lâu thì mọi người mới biết là chuyện gì đang xảy ra hóa ra gây náo loạn cả buổi trời không phải là kẻ thứ ba là cặp vợ chồng này đang ức hiếp người ta mặc dù mọi người đều rất tức giận nhưng khi nghe tin tạ long là cậu chủ của hội sói điên thì không ai dám nói gì trời đất cậu chủ của hội sói điên ư ai ngu mà dám dây dưa vào chứ người đẹp này thật xui xẻo sao lại chọc phải nhân vật kinh khủng như vậy chứ đúng vậy thật sự thảm rồi những người vây xem đều tỏ ra thương cảm cho lâm ngọc an nhưng không ai dám ra tay giúp đỡ. Hồ Uyển Loan lại bắt đầu kéo xé quần áo của Lâm Ngọc An, khiến thân thể của Lâm Ngọc An sắp lộ ra hết rồi. Đúng lúc này, một chiếc xe BYD lao tới. Két, chiếc xe dừng lại, ngay sau đó Hoàng Thiên lập tức lao xuống xe. Nhìn thấy cảnh trước mắt, hai mắt của Hoàng Thiên bắt đầu đỏ ngầu. Người vợ yêu dấu của mình lại bị đánh thảm như vậy, khuôn mặt sưng húp, khóe miệng chảy máu, đầu bù tóc rối vợ của anh bị ức hiếp tới mức te tua như thế này. Hoàng Thiên tức giận đến mức cả người đều run lên, anh xông lên phía trước, túm lấy mái tóc dài của Hồ Uyển Loan, lấy đầu gối đập vào mặt người phụ nữ ấy. Phịch phịch phịch, liên tiếp hơn hai mươi mấy cú hạ đầu gối khiến Hồ Uyển Loan la hét dữ dội. Ôi, đau quá, ôi đừng đánh, đừng đánh nữa. Hồ Uyển Loan đang khóc thét lên, cái mũi cao bị đánh gãy, trong nháy mắt dính đầy máu tươi. Giờ phút này, hoàng thiên thực sự tức sùi bọt mép thật là có nằm mơ anh cũng không ngờ rằng vợ của mình lại có thể xảy ra chuyện như thế này lúc này hoàng thiên hoàn toàn không thể dừng lại được anh kéo tóc hộ uyển loan xuống rồi lên gối trái phải thoáng chốc đã đá được mấy chục cú lại nhìn hộ uyển loan đầu của cô ta đã tròn như một quả dưa hấu to rồi dường như cô ta sắp biến thành đầu heo luôn rồi hộ uyển loan không thể chịu nổi đau đớn cơ thể mềm nhũn ngồi phịch xuống mặt đất rồi hôn mê bất tỉnh Loạt hành động này diễn ra chỉ không quá 10 giây, tạ long đứng ngần người ở một bên không kịp phản ứng. Nhìn Hoàng Thiên tức giận như thế, tạ long thực sự sửng sốt, không phải ai cũng nói tên Hoàng Thiên này là đồ phế vật rác rưởi sao. Sao lại hung ác thế này? Trong, Lâm Ngọc An vừa khóc vừa nhào vào trong vòng tay của Hoàng Thiên, thân thể đau đớn của cô run lên, không nói được lời nào. Hoàng Thiên thực sự rất đau lòng, vỗ vỗ lưng Lâm Ngọc An, không sao, không sao rồi, em yên tâm, anh sẽ đòi lại công bằng cho em mời cô lên xe trước lúc này người quản gia trần đã xuống xe đi tới và đỡ lâm ngọc an lên xe phương doanh lại xuống xe ai cũng nhìn thấy ánh mắt của anh ta lúc này tràn đầy sự lạnh lùng trên người toát ra sát khí khiến người ta ngột ngạt anh ta chắp tay đứng ở phía sau hoàng thiên nhưng không ai để ý tới anh ta vừa rồi lâm ngọc an kêu cứu sau khi hoàng thiên ra khỏi bệnh viện phương doanh và quản gia trần cũng đi theo sau khi quản gia trần hộ tống lâm ngọc an lên xe ông ta lại quay lại đứng bên cạnh hoàng thiên trong lòng quản gia trần biết rõ vợ của cậu chủ bị ức hiếp thành bộ dạng như thế kia với tính khí của cậu chủ thì cuộc đời còn lại của đôi nam nữ kia chắc chắc sẽ rất bi kịch to gan thật dám đánh vợ tao như vậy à lúc này tạ long mới phản ứng lại cậu ta chỉ vào mặt hoàng thiên rồi mắng chửi Bốp! hoàng thiên hạ một cú đấm vào ngay cằm của tạ long a à ui Tạ Long phát ra hai tiếng như chó kêu, hai răng cửa lập tức bật ra ngoài. Mày muốn chết à? Tạ Long chừng to đôi mắt sói đáng sợ của mình, rồi rút một con dao sáng lạnh từ phía sau thắt lưng. Tên này ra ngoài còn mang theo dao, muốn ăn cơm tù đây mà. Lúc này Hoàng Thiên không thể kìm nén được lửa giận trong lòng, vợ anh là người anh yêu nhất trên đời, thế mà lại bị ức hiếp thành thế này, bây giờ anh thật sự có dã tâm muốn giết người. Hoàng Thiên giơ bàn tay to lớn ra và ngay lập tức nắm lấy cổ tay Tạ Long, sau đó đá vào hạ bộ của Tạ Long. A! À, tạ Long trở tay không kịp, cậu ta đau đớn xoay người ngã quy trên mặt đất. Tao nhất định sẽ giết chết mày. Sức chiến đấu của Tạ Long thực sự rất mạnh, bị đá vào hạ bộ như thế mà còn có thể nhanh chóng đứng dậy, nhìn chằm chằm Hoàng Thiên với đôi mắt đỏ như máu, rồi dùng dao đâm về phía Hoàng Thiên. Cẩn thận! Quản gia Trần lập tức đứng chắn trước người Hoàng Thiên, dù tuổi tác cao nhưng thân thủ của quản gia trần rất nhanh nhẹn một cái tát cũng đã khiến tạ long nằm sóng xoài trên mặt đất mọi người vây xem đều choáng váng hoàng thiên đánh nhau hang máu như vậy cũng không sao dù sao anh cũng là người trẻ tuổi lại còn đang tức giận nên đó cũng là chuyện bình thường nhưng làm thế nào mà một ông già ăn mặc lịch lãm này cũng có thể lợi hại như vậy chứ hoàng thiên không ngạc nhiên chút nào anh biết rõ mọi chuyện của quản gia trần Quản gia Trần đã đi theo bố của Hoàng Thiên từ khi còn nhỏ, đánh đông giết tây, thật sự là một viên tướng dũng mãnh. Tạ Long, Hồ Uyển Loan em lớn như vậy rồi nhưng chưa từng bị ai động đến đầu ngón tay, anh mau gọi điện điều người tới giết hết bọn nó đi. Hồ Uyển Loan tỉnh táo lại, bật dậy và hét lên với Tạ Long. Tạ Long phun ra một ngụm bọt máu, cho dù Hồ Uyển Loan không nói gì thì cậu a cũng phải gọi người tới. Hạ Phi, đưa thêm người đến quán nước lạnh trên đường Hoa Xuân nhanh nhanh cho tao. Sau khi tạ long kết thúc cuộc gọi, anh ta nhìn chầm chầm Hoàng Thiên một cách hẳn học. Trương Lan Phượng từ dưới đất đứng dậy một hồi lâu, vừa rồi Hoàng Thiên như hổ xuống núi khiến Trương Lan Phượng thật sự rất kinh ngạc. Nhưng khi tạ long gọi người tới, Trương Lan Phượng sợ đến mức toát mồ hôi lạnh. Hội sói điên này bà ta cũng đã sớm nghe danh rồi. Nếu những tên đồng lõa của hội sói điên đến, chẳng phải Hoàng Thiên sẽ bị giết chết sao? mang theo lão già khú đế đó thì làm ăn được gì chứ còn có người đàn ông gầy gò sau lưng giống như một cục gỗ lại càng vô dụng sau khi nhìn quản gia trần và phương doanh trương lan phượng biết rằng kết cục tiếp theo của hoàng thiên sẽ thật sự rất thảm cậu tạ long lúc nãy là cậu đánh tôi tôi cũng chưa đánh lại cậu chuyện này không liên quan gì đến tôi hết tôi đưa con gái tôi về nhà trước nhé trương lan phượng nói xong định lên xe kéo lâm ngọc an rời khỏi nơi này bà đứng lại đó cho tôi hồ uyển loan không muốn buông tha cho trương lan phượng hạ phi lập tức đưa người đến rồi làm sao có thể để trương lan phượng chạy trốn như thế được đều là do hoàng thiên làm cậu ta đánh các người mà các người tìm cậu ta mà tính sổ đi làm sao trương lan phượng có thể nghe hồ uyển loan nói được sau khi nói xong lời này bà ta hoảng sợ kéo lâm ngọc an ra khỏi xe ngọc an mau xuống xe đi mau theo mẹ về nhà Chúng ta không thể dây vào hội sói điên được đâu. Mẹ, Hoàng Thiên tới đây để cứu mẹ và con, sao mẹ có thể nói lời như vậy chứ? Lâm Ngọc An thực sự tức giận và cố vùng vẫy thoát khỏi tay Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng căng thẳng đến mức trừng mắt với Lâm Ngọc An, mặc kệ tên rác rưởi ấy đi, hội sói điên có thể giết người đấy, mau theo mẹ về nhà đi. Mọi chuyện đều là do mẹ hết, mẹ muốn về thì về, con nhất định sẽ ở đây với Hoàng Thiên lâm ngọc an lớn tiếng nói trương lan phượng gấp đến mức dậm chân lâm ngọc an không chịu rời đi bà ta cũng không yên tâm rời đi đành phải ở lại chỗ này hoàng thiên nhìn trương lan phượng không biết xấu hổ anh thật sự muốn cho bà ta một vài bà tai thật mạnh nếu không phải trương lan phượng nhất định muốn đi tìm trai trẻ thì sao lâm ngọc an có thể bị ức hiếp như thế này chứ chờ chuyện này giải quyết xong anh nhất định sẽ dạy cho bà ta một bài học hoàng thiên lại nhìn lâm ngọc an bị lôi ra khỏi xe sự đau lòng và tiếc thương dâng lên trong lòng anh hội sói điên sao trước đó anh cũng có nghe nói qua nhưng chưa từng đánh nhau với hội này nếu hội sói điên này đã chọc tức ông đây vậy thì hôm nay ông đây sẽ thay dân trừ hại biến mấy tên sói điên này thành chó điên hết nghĩ đến đây hoàng thiên dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tạ long và hồ uyển loan hai người lăn qua quỳ xuống trước mặt vợ tôi Tạ Long lập tức nổi điên khi nghe những lời này của Hoàng Thiên. Mặc dù bị Hoàng Thiên đá vào hạ bộ, nhưng cậu ta vẫn rất cứng cỏi, bộ dạng hiện tại lại trông khá khỏe mạnh. Hoàng Thiên, mẹ nó, não mày bị úng à? Cha của tao là ông chủ của hội sói điên, tao là cậu chủ của hội sói điên đấy. Tạ Long chỉ vào mặt Hoàng Thiên rồi mắng mỏ, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo. Hộ Uyển Loan cũng không chịu thua kém. Vừa rồi cô ta đã bị Hoàng Thiên đánh gãy sống mũi, đúng là tức chết mà sao cô ta có thể chịu lép vế được nhìn thấy hoàng thiên yêu cầu cô ta quỳ xuống trước mặt lâm ngọc an cô ta lại càng hăng máu hơn anh bị điên à tôi chính là cô chủ của hội sói điên đấy anh bảo tôi quỳ xuống trước mặt vợ anh sao đừng có nằm mơ hộ huyền loan cũng chỉ dùng cái danh của hội sói điên để uy hiếp hoàng thiên người phụ nữ này thường dựa vào thân phận này để bắt nạt mọi người không quỳ đúng không vậy thì đừng hối hận sắc mặt hoàng thiên tối sầm lại ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua tạ long và hồ uyển loan làm sao tạ long và hồ uyển loan có thể khuất phục được họ đã gọi cứu trợ rồi lát nữa tiêu hạ phi tới sẽ khiến tên hoàng thiên này thành kẻ tàn phế thôi tên họ hoàng ngạo mạn kia lát nữa đàn em của tao tới thì bố mày nhất định sẽ giết chết mày tạ long dùng sức hét lên nhưng anh ta không dám đến quá gần hoàng thiên từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ khoảng cách với hoàng thiên bởi vì anh ta biết dù sao thì Hoàng Thiên cũng rất lợi hại. Mẹ kiếp, đợi lát nữa tôi sẽ xé xác của vợ anh thành tám mảnh. Hộ huyền loan cũng không đạo đức giả như tạ long nên đã lao lên và chỉ vào mũi Hoàng Thiên để chửi bới. Bốp! Hoàng Thiên lập tức tát cô ta một cái mà không hề có chút lưu tình. À! Lỗ tai của hộ huyền loan vang lên tiếng vo ve, sống mũi vốn đã bị gãy, cái tát lần này khiến cô ta đau đớn tột cùng, nước mắt cũng không tự chủ mà rơi xuống. Hoàng Thiên hừ lạnh một tiếng, nếu Hồ Uyển Loan không phải là phụ nữ thì giờ phút này Hoàng Thiên đã đánh chết cô ta rồi. Một người đàn ông thì ít ra không nên đánh nhau với phụ nữ. Còn không quỳ sao? Hoàng Thiên mất kiên nhẫn bước đến chỗ Tạ Long. Tạ Long dùng một đôi mắt sói nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, cậu ta đang cố kéo dài thời gian để chờ đàn em của mình tới. Nhưng nhìn thấy Hoàng Thiên đến gần với vẻ mặt lạnh lùng, trong lòng Tạ Long thật sự rất sợ hãi. Cậu đừng có gây thêm chuyện nữa, cậu nghĩ mình có thể đấu lại người ta à? Đúng lúc này, Trương Lan Phượng hét lớn lên lao tới, chặn trước mặt Hoàng Thiên. Hiện tại bà ta đang vô cùng hoảng sợ, theo bà ta thấy thì Hoàng Thiên đang tự đào hố chôn mình. Mạo phạm đến cậu chủ của hội sói điên thì kết cục sẽ như thế nào chứ? Khi người của Tạ Long đến, Hoàng Thiên có chết cũng không sao cả, nhưng cái mạng của bà ta cũng không được bảo toàn đâu đó là lý do tại sao trương lan phượng lại chạy qua chắn trước mặt hoàng thiên hoàng thiên nhìn trương lan phượng đang chắn trước mặt mình lửa giận tự nhiên bùng lên tất cả chỉ vì bà mẹ vợ hay gây rắc rối này mà vợ anh mới bị đánh tránh ra hoàng thiên hét lên trương lan phượng chừng to mắt bà ta sợ hội sói điên nhưng lại không sợ hoàng thiên nhìn thấy hoàng thiên hung dữ với mình như vậy bà ta lại càng tức giận sao cậu dám hung dữ với tôi như vậy không ngờ cậu lại có gan to như thế cậu muốn hại chết tôi và ngọc an hay sao lập tức xin lỗi cậu tạ long cho tôi cút ngay hoàng thiên thật sự không nghe nổi nữa anh dùng một tay đẩy ngã trương lan phượng xuống đất trương lan phượng ngã trồng vó vừa tức vừa giận vừa sợ hội sói điên sẽ đến từ dưới đất nhảy dựng lên trương lan phượng mắng chửi cậu là đồ rác rưởi tôi thấy có vẻ cậu quên mất mình họ gì rồi hội sói điên sắp đưa người tới rồi để tôi xem cậu làm được trò trống gì tiếng chửi rủa khó hiểu vang lên trương lan phượng giơ tay lên tát vào mặt hoàng thiên một cái hoàng thiên thật sự rất mệt mỏi với trương lan phượng khi bàn tay của bà ta vừa rời khỏi mặt anh thì anh lập tức tát lại bà ta một cái như thiên lôi dáng trần với một cái tát trương lan phượng bị đánh xoay một vòng tại chỗ và suýt nữa ngã xuống đất trời ạ à, tôi sống không nổi nữa người khác đánh tôi con rể cũng đánh tôi cứ đánh chết tôi luôn đi Trương Lan Phượng ngồi trên mặt đất và bắt đầu ăn và chỉ trích Hoàng Thiên đã đánh mình. Lâm Ngọc An có thể thấy rõ ràng, cô thực sự hết cách với người mẹ này rồi. Khi bố cô chưa qua đời, mẹ cô là một người phụ nữ rất hiền lành và đức độ, có thể áp lực mấy năm nay quá lớn nên tính tình của bà ta đã thay đổi rất nhiều. Sợ Hoàng Thiên sẽ đánh Trương Lan Phượng lần nữa, Lâm Ngọc An vội vàng đi tới khuyên nhủ Hoàng Thiên, Hoàng Thiên, đừng đánh mẹ nữa, hôm nay mẹ đã bị đánh khá nhiều rồi. Hoàng Thiên liếc nhìn khuôn mặt đã bị đánh sưng phù của Trương Lan Phượng, tất nhiên điều này là do Tạ Long và Hồ Uyển Loan đánh trước đó, một cái tát của Hoàng Thiên vẫn không nhầm nhò gì. Em xem bà ấy đã bị đánh đến bộ dạng này rồi, anh có đánh thêm một cái cũng có gọi là gì đâu. Hoàng Thiên chỉ vào Trương Lan Phượng và nói với Lâm Ngọc An. Được lắm, cậu còn dám giễu cờ tôi như vậy. Hoàng Thiên, bà già này sẽ không để yên cho cậu đâu. Trương Lan Phượng tức giận đứng lên, kéo Lâm Ngọc An rời đi. Mẹ, Hoàng Thiên không đi thì con cũng không đi. Lâm Ngọc An vội vàng la lên. Con sắp bị đánh chết rồi còn muốn ở cùng nó à? Đi về nhà với mẹ. Con tin tưởng Hoàng Thiên, anh ấy có thể bảo vệ con. Trương Lan Phượng vừa sợ vừa tức giận, thấy con gái không biết nguy hiểm, bà ta chỉ tay về phía quản gia Trần và Phương Doanh rồi nói, nhìn hai người giúp việc mà Hoàng Thiên đem tới đi. Một người thì già nua, một tên thì ốm yếu như con chó đói, mấy đồ phế thải rác rưởi này sao có thể bảo vệ con đây? Quản gia Trần và Phương Doanh đều trợn tròn mắt khi nghe như vậy. Tuy bọn họ là cấp dưới của nhà họ Hoàng ở Hà Nội, nhưng thân phận lại tôn quý biết bao nhiêu. Làm sao lại có người mắng bọn họ là đồ phế thải vô dụng chứ? Nếu không phải Trương Lan Phượng là mẹ vợ của Hoàng Thiên, Phương Doanh có thể dùng dao quệt vào cổ Trương Lan Phượng ngay lập tức. Hoàng Thiên không có tâm trạng chấp nhặt với Trương Lan Phượng, thấy tạ long và hộ uyển loan vẫn còn kiêu ngạo hoàng thiên túm tóc hai người và đè đầu họ xuống chiêu này gọi là đè đầu bò để nó không uống nước được sau khi đè đầu tạ long và hộ uyển loan hoàng thiên lần lượt đá mặt dày vào mặt của hai người họ đây quả thật là một đòn tàn nhẫn hoàng thiên thực sự tức giận đến một mức độ nhất định rồi nếu không sẽ không tàn nhẫn như vậy tạ long và hộ uyển loan bị đá chảy máu khắp mặt muốn chống cự nhưng không ngẩng đầu lên được chỉ có thể lần lượt bị đá vào mặt mà thôi. Hộ huyền loan vốn đã bị gãy mũi, bị Hoàng Thiên đá thế này thì làm sao mà chịu được. Đừng đá nữa anh Hoàng Thiên, tôi sẽ quỳ, tôi sẽ quỳ trước mặt vợ anh. Hộ huyền loan không thể nhịn được nữa, khóc lóc cầu xin Hoàng Thiên tha thứ. Hoàng Thiên thả hộ huyền loan ra và tiếp tục đá tạ long một cách điên cuồng. Hộ huyền loan nhanh chóng quỳ thẳng xuống chân lâm Ngọc An. Đừng đá, đừng đá, tôi cũng sẽ quỳ tạ long cũng không thể chịu được đòn tàn nhẫn này cậu ta lập tức gào rú lên hoàng thiên buông lỏng tóc của tạ long ra và đá anh ta xuống đất nếu tạ long mà không quỳ thì có lẽ hoàng thiên sẽ thật sự đánh chết người mất bò đến chân của lâm ngọc an tạ long và hồ uyển loan quỳ xuống cạnh nhau lâm ngọc an kinh ngạc không biết phải làm như thế nào cô chủ cậu chủ của hội sói điên bị đối xử điên cuồng như vậy thật sự ổn chứ mặc dù trong lòng cô đang bối rối và sợ hãi nhưng Lâm Ngọc An cảm thấy rất hài lòng ngay lúc này. Người chồng của cô thật tuyệt vời, sau này ai dám nói chồng cô là đồ vô dụng thì cô sẽ xé xác người đó. Lâm Ngọc An đang nghĩ đến chuyện này trong lòng, lúc này cô không nói được lời nào, hô hấp trở nên rất gấp rút. Quỳ gối không thì không được, quỳ lại nhận lỗi đi. Hoàng Thiên hét lên với Tạ Long và Hồ Uyển Loan. Tạ Long và Hồ Uyển Loan dùng mình sợ hãi, hai người họ thầm rủa trong lòng. Tên Hoàng Thiên chết tiệt, mày cứ chờ đó, đến lúc đàn em của tao đến thì tao nhất định sẽ lột da mày ra." Tạ Long nghiến răng mắng chửi trong lòng nhưng không dám phát tiết ra. Bịch bịch bịch, Tạ Long và Hồ Uyển Loan cúi đầu như gà mổ thóc, nói xin lỗi với Lâm Ngọc An. "Trông, thế này ổn chứ?" Lâm Ngọc An không thể chịu đựng được nữa, cô căng thẳng quay sang hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nở nụ cười nhẹ nhìn Lâm Ngọc An, "Có anh ở đây, em không cần sợ gì cả." Lâm Ngọc An há to cái miệng nhỏ nhắn, những lời muốn nói đều bị nuốt ngược vào. Đám đông xung quanh đã rất sốc khi chứng kiến cảnh tượng này. Cô chủ cậu chủ của hội sói điên mà bị ngược đãi như chó thế này sao? Lại còn quỳ lại sát đất, bị đánh thảm như một con chó, rốt cuộc hoàng thiên này là ai vậy? Trong lúc bàng hoàng, tất cả những người vây xem đều cảm thấy rất hả giận, hội sói điên đã làm chuyện ác nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có người trừng trị bọn chúng. Đúng lúc này, sáu bảy chiếc ô tô màu đen lao tới, dừng ở trên đường trước quán nước lạnh. Ngay sau đó là khoảng hai ba chục người vọt xuống xe, trong tay mỗi người đều cầm vũ khí, trong nháy mắt đã bao vây cả đám hoàng thiên. Uầy, cái này mới đáng xem này. Không hổ danh là hội sói điên, thật là hoành tráng. Đúng, đúng vậy, cả nhà tên hoàng thiên này chết thảm rồi, người của sói điên ra tay thì thật sự rất đáng sợ. Người vây xem xì xào bàn tán, đứng từ xa nhìn cảnh náo nhiệt vì sợ gặp tai bay vạ gió hơn hai mươi mấy người của hội sói điên trong tay đều cầm đủ loại vũ khí nhưng hầu hết đều cầm dao ngay sau đó một người đàn ông cao và gầy cầm đầu với một con dao sắc bén đi tới người đàn ông này cởi trần và có những hình xăm đáng sợ trên cơ thể thoạt nhìn thì giống như một người phụ nữ nhưng đôi mắt lại lóe lên một tia hung ác nhìn là biết loại người tàn nhẫn rồi hạ phi đến chậm quá đấy sau khi nhìn thấy người đàn ông yêu quái này, tạ long như được tiếp thêm sức mạnh, cậu ta không quỳ nữa, nhanh chóng đứng lên chạy tới bên cạnh Hạ Phi. Hộ huyền loan cũng không quỳ nữa, cô ta đứng dậy bỏ chạy về phía tạ long và Hạ Phi. Anh Long, sao lại bị đánh thảm như thế này? Tiêu Hạ Phi kinh ngạc nhìn tạ long, trong lòng kinh động không thôi. Ai đã ăn gan hùm mật báo mà lại dám đánh tạ long và hộ huyền loan thành bộ dạng như thế này chứ? Tạ long tức đến mức phát điên, từ nhỏ tới lớn không ai dám động vào cậu ta, bởi vì cha của cậu ta, Tạ Viễn Hưng chính là ông chủ của hội sói điên. Không thể tưởng tượng được hôm nay lại bị người ta đánh thành đầu heo như thế này. Hạ Phi, đánh tên Hoàng Thiên này thành đồ tàn phế đi, bắt vợ của anh ta lại cho tôi. Tạ Long hung hăng chỉ vào Hoàng Thiên, rồi lại chỉ vào Lâm Ngọc An đang đứng bên cạnh Hoàng Thiên. Tới tình hình này rồi mà Tạ Long vẫn còn nghĩ đến Lâm Ngọc An ha ha, giao cho em đi anh Long, chút chuyện còn con thôi mà. Tiêu Hạ Phi cười một chàng u ám rồi cầm con dao trong tay đi về phía Hoàng Thiên. Lúc này Trương Lan Phượng đã sợ tới mức tái mét rồi, điều bà ta lo lắng nhất sắp tới, hội sói điên nhiều người như vậy, hôm nay coi như xong đời rồi. Có muốn đưa Ngọc An đi trốn thì cũng không kịp nữa rồi. Bị đám sói điên vây quanh tứ phía như vậy thì trốn kiểu gì đây? Được lắm tên họ Hoàng kia, Đám đánh anh Long của bọn tao thành như vậy. Biết tao là ai không? Hôm nay Hạ Phi này sẽ đánh mày thành tám mảnh. Tiêu Hạ Phi mang theo vài tên đàn em, đứng trước mặt Hoàng Thiên rồi cười lạnh. Tuy Hoàng Thiên chưa từng nghe nói về Tiêu Hạ Phi, nhưng anh nghĩ chắc có lẽ anh ta cũng là một nhân vật có tiếng nói trong hội sói điên, nếu không thì cũng sẽ không dẫn đầu nhiều người tới nhanh như thế được. Tôi không muốn nhiều lời với anh, lập tức đưa người của anh cút ra khỏi đây đi. Hoàng Thiên sầm mặt xuống rồi hét lên với Tiêu Hạ Phi. Lời vừa thốt ra, ngoại trừ quản gia Trần và Phương Doanh gia thì tất cả mọi người đều ngơ ngác. Tên Hoàng Thiên này không phải quá ngang tàn rồi sao? Nhiều người tới như thế này rồi mà anh còn dám điên cuồng như thế sao? Đúng thật là ngang tàn, lại còn dám bảo Tiêu Hạ Phi cút đi cơ. Ừ, đúng vậy, chẳng lẽ tên Hoàng Thiên này thật sự không sợ chết sao? Một hồi nữa chắc chắn cũng sẽ bị giết thôi, hai, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời những người xung quanh đều bàng hoàng và đổ mồ hôi cho hoàng thiên lâm ngọc an đứng bên cạnh hoàng thiên trái tim của cô gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng hoàng thiên không phải anh biết mấy người lã việt sao mau nói họ đến cứu đi nếu không chúng ta sẽ chết thảm đấy lâm ngọc an thấp giọng nhắc nhở hoàng thiên ồ còn biết lã việt sao ha ha vô dụng thôi anh hỏi thử xem Lã Việt có dám đối đầu với hội sói điên không. Lỗ tai của Tiêu Hà Phi rất nhạy, anh ta nghe rất rõ những gì Lâm Ngọc An nói, vì thế không nhịn được mà bật cười vài tiếng. Lâm Ngọc An nghe vậy lại càng tuyệt vọng hơn. Lã Việt cũng không được sao, ngay cả Lã Việt mà hội sói điên cũng không sợ sao? Lần này thật sự chết thảm rồi. Họ Hoàng kia, đừng nói tôi bắt nạt anh, bây giờ Hà Phi tôi cho anh một con đường sống. Khi thấy Hoàng Thiên không nói lời nào, Tiêu Hạ Phi lại càng kiêu căng ngạo mạn hơn. Hoàng Thiên nghe xong chỉ cười lạnh một tiếng, nói với Tiêu Hạ Phi, anh nói xem. Anh tự mình chặt một tay, sau đó quỷ gối trước mặt anh Long của chúng tôi, thành thần cầu xin, có lẽ anh Long sẽ động lòng mà tha cho cái mạng chó của anh. Tiêu Hạ Phi cong môi nói. Ha ha, nếu tôi không làm điều này thì sao? Không làm điều này, vậy thì anh chết chắc rồi. Tiêu Hạ Phi trừng mắt lấy dao rạch một đường vào ngực mình ngay tức khắc ngực của tiêu hạ phi đã bị anh ta vẽ một đường máu từ đó chảy xuống thế nhưng anh ta không hề nói tiếng nào không hề chớp mắt không hề cảm thấy đau đớn chút nào tuyệt vời đúng là một kẻ tàn nhẫn trời ơi tiêu hạ phi lại tự rạch dao lên người mình hù chết tôi rồi trong đám người vây xem truyền đến những tiếng kinh ngạc họ đều biết rằng tiêu hạ phi thích tự ngược như vậy anh ta tự vẽ lên người mình để đe dọa đối thủ cũng là để chứng tỏ thủ đoạn tanh máu của hội sói điên. Hoàng Thiên cảm thấy thích thú với hành vi ngu ngốc của Tiêu Hạ Phi, điều này có gì tuyệt vời chứ? Rõ ràng là một kẻ ngu ngốc mà thôi. Mẹ kiếp, tên họ Hoàng kia, tao hỏi mày có sợ không? Tiêu Hạ Phi thấy Hoàng Thiên không hề có chút sợ hãi, thẹn quá hóa giận, anh ta chữa dao về phía Hoàng Thiên chửi bới. Lời nói vừa dứt, Phương Doanh nãy giờ vẫn đứng phía sau Hoàng Thiên bỗng lao ra như một cơn gió. Chỉ trong nháy mắt, Phương Doanh đã tay không nắm lấy lưỡi dao, chiêu thức rất tỉnh xảo, trong phút chốc đã cướp được con dao từ tay Tiêu Hạ Phi. "A à, a à, mày." Tiêu Hạ Phi cực kỳ sợ hãi, anh ta không thể tin được trên đời này lại có người ra tay nhanh như vậy. "Mày thích vẽ đúng không? Ông đây sẽ giúp mày vẽ." Phương Doanh trầm giọng hét lên, con dao trong tay múa như gió, chỉ trong 2 3 giây đã quẹt hơn 20 nhát dao vào bụng Tiêu Hạ Phi. "Ôi a à, a!" À. Tiêu Hạ Phi đau đớn hét lên, lùi lại vài bước rồi ngồi bệt xuống đất. Khi cúi đầu nhìn xuống, bụng của anh ta đã như cái mạng nhện rồi. Trời ạ, à, anh ta có luyện tập không? Sao lại có thể phóng dao nhanh như thế được chứ? Tiêu Hạ Phi ngơ ngác nhìn Phương Doanh rồi bỗng nhiên hoài nghi cuộc đời này. Tạ Long ở bên cạnh đã hoàn toàn phẫn nộ khi nhìn thấy điều này. Nhiều đàn em như vậy, chẳng lẽ không giết được một tên Hoàng Thiên sao? Còn ngây ra đó làm gì? Cùng tiến lên đi ai giết được Hoàng Thiên tôi sẽ thưởng 170 triệu. Tạ Long hét lên với đám đàn em hơn 20 người. Cậu chủ của sói điên đã nói như vậy nên hơn 20 người lập tức vào tới. Lúc này Lâm Ngọc An sợ tới mức tái mặt, làm sao đối mặt với chuyện này đây? Tuy rằng có vẻ như Hoàng Thiên đã lợi hại hơn trước rất nhiều, nhưng mà hiện tại quân địch thật sự quá đông. Trương Lan Phượng sợ tới mức ngồi sổm trong góc, ôm đầu chờ chết. Trong lòng bà ta không ngừng mắng chửi Hoàng Thiên, bà ta cho rằng thứ rác rưởi này đã rước lấy phiền phức cho bà ta, đúng là đồ yêu tinh hại người. Đám đông vây xem cũng không dám nhìn, các cô gái nhát gan đều che mắt không dám nhìn trực diện. Hoàng Thiên đứng ở nơi đó vững như núi Thái Sơn, có Phương Doanh ở đây thì đám người này có là con muỗi gì đâu chứ. Nhìn thấy Phương Doanh lấy ra một khẩu súng lục Desert Eagle trên tay và bắn một phát vào đùi của một thành viên của hội sói điên trước mặt. Bùm! Sau một phát súng, thành viên của hội sói điên đã hét lên một tiếng và ngã xuống đất sau khi bị bắn vào chân trái. Lại chúa! Hơn hai mươi mấy thành viên của hội sói điên đứng bất động tại chỗ, đấu giao với súng sao. Vậy thì chẳng khác nào tự tìm đường chết cả. Còn ai dám động đậy, tao sẽ bắn vỡ sọ. Phương Doanh hét lên một tiếng lạnh lùng và chĩa súng về phía hai mươi người kia. Không còn ai dám động đậy nữa, tính mạng là quan trọng nhất, ước hiếp người lương thiện thì không sao, nhưng gặp kẻ tàn nhẫn như Phương Doanh thì ai nấy đều hoang mang. Lâm Ngọc An hoàn toàn sững sờ, chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn Hoàng Thiên. Cô không dám tưởng tượng người mà chồng mình đưa tới là ai. Sao lại có súng chứ? Trương Lan Phượng cũng như hóa đá, kinh ngạc nhìn Hoàng Thiên. Bà ta không hiểu tại sao một nhân vật lợi hại như vậy lại đi theo một tên rác rưởi vô dụng như Hoàng Thiên. Người đàn ông gầy gò ngu mốc đó lại dám bắn súng giữa ban ngày. Thật sự là quá ngang tàn khốc liệt. Tạ Long và Hồ Uyển Loan cũng không dám hó hé, chỉ biết hoảng sợ nhìn Phương Doanh, họ sợ Phương Doanh sẽ cho họ một phát súng. Nhìn thấy những thành viên của hội sói điên vô dụng như vậy, Hoàng Thiên không khỏi hừ lạnh một tiếng. Chỉ với một khẩu súng lục đã khiến họ sợ hãi như thế này, nếu họ nhìn thấy hơn 100 người dưới quyền của Phương Doanh cùng với hơn 100 khẩu súng trường tự động, chẳng phải họ sẽ sợ chết khiếp sao? Đúng lúc này, một chiếc xe cảnh sát âm ầm lao tới sau đó bốn cảnh sát trang bị súng từ trong xe nhảy xuống đây là một chiếc xe cảnh sát đang tuần tra gần đó sau khi nghe thấy tiếng súng ở đây họ đã vội vàng chạy tới tất cả buông vũ khí xuống hai tay ôm đầu người cầm súng kia tôi yêu cầu anh bỏ súng xuống ngay lập tức bốn cảnh sát chĩa súng về phía phương doanh và ra lệnh cho phương doanh bỏ súng xuống kêu gọi hỗ trợ kêu gọi hỗ trợ đường hoa xuân có một nhóm người ẩu đả còn có súng nữa Thấy tình hình nghiêm trọng, một viên cảnh sát đã gọi bộ đàm để xin tiếp viện. Lâm Ngọc An nhìn thấy cảnh sát đến hiện trường, trong lòng cô lập tức dậy sóng. Thật sự lớn chuyện rồi, Hoàng Thiên nhất định sẽ phải hầu tòa mất thôi. Không chỉ có Lâm Ngọc An nghĩ như vậy, mà tất cả mọi người có mặt ở đây ngoại trừ Phương Doanh và quản gia Trần đều nghĩ giống cô. Súng được bắn ra giữa ban ngày ban mặt, không phải là quá coi thường pháp luật rồi sao? Việt Nam là nơi có pháp luật Hoàng Thiên không thể chống đối lại được, so với hội sói điên tội danh của anh còn nặng hơn. Bởi vì Phương Doanh có súng trong tay, những cảnh sát này không dám bất cần, liên tục cảnh cáo Phương Doanh lập tức bỏ vũ khí xuống. Hoàng Thiên cùng quản gia Trần không hề lo lắng một chút nào cả, vì họ hiểu được rằng Phương Doanh đang làm việc cho quốc gia và có một thân phận cực kỳ đặc biệt. Đừng nói rằng anh ta chỉ mang theo một khẩu súng lục, ngay cả khi anh ta kéo tất cả đội ngũ của mình đến thành phố Bắc Ninh và diệt bọn sói điên thì cũng không ai dám nói một lời. Trương Lan Phượng không biết nội tình bên trong, nhìn thấy Hoàng Thiên sắp gặp phải xui xẻo, lúc đầu bà ta rất sốc, nhưng sau đó liền cao hứng. Hiện tại tốt rồi, nếu Hoàng Thiên vào đồn cảnh sát, bà ta sẽ khuyên nhủ Lâm Ngọc An, con gái nhất định sẽ ra tòa ly hôn. Tạ Long và Hộ Uyển Loan lúc này cũng vô cùng tự hào, mặc dù đưa bao nhiêu người vào gây rối nhưng họ không làm ai bị thương, cùng lắm sau khi dạo chơi trong tù một vòng, cha cậu ta là tả Viễn Hưng sẽ có thể đưa họ ra ngoài. Ngược lại là Hoàng Thiên gặp phải tai họa lớn, dám tùy tiện dùng súng trên đất nước này sao? Tội tàng chữ vũ khí trái phép cũng nặng lắm đấy. Lập tức bỏ vũ khí xuống. Bốn nhân viên cảnh sát lao đến chỗ Phương Doanh và hét lớn. Phương Doanh không nói lời nào, từ trong ngực móc ra một tờ giấy chứng nhận màu đen một người dẫn đầu đội cảnh sát lập tức tỏ ra sợ hãi sau khi nhìn thấy giấy chứng nhận cúi chào viên cảnh sát cung kính cúi chào với phương doanh vẻ mặt trông rất nghiêm túc ba cảnh sát khác đều hiểu chuyện gì đang xảy ra sau khi xem giấy chứng nhận của phương doanh mọi chuyện đã được sáng tỏ người này thuộc bộ phận quản lý cấp cao ở việt nam danh tính thật sự quá xuất sắc nghiêm ba cảnh sát còn lại cũng cùng nhau chào không dám tiết lộ thân phận của phương doanh sau khi chào xong liền bắt đầu khống chế nhóm người sói điên. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Những người có mặt ở đó đều chết lặng, tại sao nhân viên cảnh sát lại có thể cúi chào người đàn ông gầy gò này chứ? Không những không bắt được anh ta mà còn như thể cấp dưới gặp cấp trên vậy. Chẳng lẽ là nhân vật lớn? Tuyệt, vậy danh tính của anh ta là gì đây? Trong đầu cả đám người đều không đoán ra được nguyên nhân, tất cả đều khiếp sợ nhìn Hoàng Thiên và Phương Doanh. Tạ Long và Hồ Uyển Loan cũng sững sờ, bọn họ còn đang chờ Hoàng Thiên bị lôi đầu vào đồn cảnh sát, hiện tại xem ra Hoàng Thiên này không có xảy ra chuyện gì cả. Trông Nga, à, cái này, tên họ Hoàng này là người thế nào vậy? Hộ Uyển Loan tò mò nhìn Hoàng Thiên, nhếch miệng giật mình hỏi Tạ Long. Làm sao Tạ Long biết được chuyện gì đã xảy ra với Hoàng Thiên? Cậu ta đã từng điều tra ra rằng Hoàng Thiên là thằng ở rể rác rưởi vô dụng, không làm nên trò chống gì, làm sao anh biết được mặc kệ anh a à, gọi điện cho cha trước tạ long luống cuống lấy điện thoại di động ra gọi cho cha mình nói với tạ viễn hưng rằng mình đang ở trong tình trạng không ổn rất nhanh sau đó rất đông cảnh sát hỗ trợ đã đến do có quá nhiều người tình nghi cho nên có đến vài chiếc xe áp giải nghi phạm đến đưa người di sau khi áp giải tạ long và hồ uyển loan lên xe những nhân viên cảnh sát này nhanh chóng rút lui mà không hề làm những người phía hoàng thiên khó xử tuyệt vời Wow, anh đã giết người của sói điên mà không có gì xảy ra, tuyệt thật. Anh Hoàng Thiên, em có thể thêm gia lô của anh không? Một cô gái xinh xắn đến gần Hoàng Thiên rồi nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ và cầu xin. Đúng vậy, anh Hoàng Thiên, em cũng từng bị hội sói điên bắt nạt. Anh cho em xin số điện thoại được không? Một cô gái xinh đẹp khác đến và nói. Cảnh tượng hỗn loạn lại một lần nữa không thể khống chế, và Hoàng Thiên đã trở thành nhân vật tâm điểm của con đường này, Xung quanh là một nhóm các cô gái lớn, nhỏ bao vây. Lâm Ngọc An gấp đến nổi chen vào trong đám đông một ngạt, cứng rắn kéo Hoàng Thiên ra ngoài. Em nói cho anh biết, không thể cho ai số điện thoại đâu đấy. Lâm Ngọc An mím chặt cái miệng nhỏ nhắn, một cô gái đã từng rất kiên cường tự lập, bây giờ còn đâu hình tượng cứng cỏi nữa chứ. Người đàn ông của mình bị phụ nữ vây quanh, ai mà không nổi máu ghen cơ chứ? Người sốc nhất lúc này là Trương Lan Phượng bà ta thật sự nằm mơ cũng không nghĩ tới kết quả sẽ như thế này. Bà ta đứng một chỗ ngần ngơ như người mất hồn. Người đàn ông gầy gò bên cạnh anh là ai? Như thế nào nổ súng đả thương người khác vẫn bình an vô sự? Trương Lan Phượng khó hiểu nhìn chằm chằm Hoàng Thiên cách đó không xa. Chị ơi, con rể của chị thật là tuyệt vời, em thật ghen tị với chị. Một người phụ nữ bước tới nói với Trương Lan Phượng, khuôn mặt đầy vẻ ghen tị và nịnh hót. Đúng vậy, Tôi không có mệnh tốt như vậy, nếu có một người con rể tuyệt vời như thế kia thì đúng là phước đức ba đời đấy." Một người phụ nữ khác bước đến và nói, "Con rể bà đã chút giận cho dân chúng rồi, ít nhất bọn sói điên hiện giờ sẽ không thể quay lại. Nhưng các người cũng phải cẩn thận một chút, Tạ Viễn Hưng kia không phải loại người đơn giản gì đâu." Một ông già khác đến ân cần nhắc nhở Trương Lan Phượng. Trương Lan Phượng vốn đang rất hưởng thụ những lời ca tụng kia, không ngờ đứa con rể vô tích sự ấy lại có ngày làm bà ta nở mày nở mặt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 5.